tiếp tục giả danh lừa bịp đi ngươi. Lần này, của ngươi thiên tài bị vạch trần, ta nhìn ngươi làm sao đối mặt sư tôn bọn họ. Sư muội im lặng nói. Ai? Phu tử Thiên chỉ có thể thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Huynh đệ, còn muốn đồng hành sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đồng hành, đương nhiên đồng hành. Phu tử Thiên nói. Lần này đi, vô thiên chi cảnh, người thật nhiều a. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên a, toàn bộ trật tự chi địa, ngoại trừ trật tự thiên tộc, hơn vạn cái tông môn 30 tuổi trở xuống đệ tử, đều khát nhìn lấy chính mình, có thể được đến, vô thiên chi cảnh, tán thành. Đến lúc đó, tối thiểu có 1 tỷ người tham chiến. Phu tử Thiên nói. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong liếc nhau một cái. Long trọng như vậy, vậy nhất định lại là tin tức hội tụ chi địa. So với tại cái này hoang dã bên trong tìm người, đến đám người dày đặc địa phương, mặc kệ là quan tâm Lý Khinh Ngữ tình hình gần đây, vẫn là tìm kiếm để Tiểu Ngũ ra đời biện pháp, đều muốn dễ dàng rất nhiều. Tối thiểu nhất, Tiểu Ngũ đã vội vã không nhịn nổi. Đi. Lý Thiên Mệnh đối trật tự chi địa, có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Hắn liền đi theo, Phụ Tử Thiên, cùng sư muội của hắn, Mạc Dư Song, cùng nhau đi tới cái kia, vô thiên chi cảnh. Mạc Dư Song bởi vì, giả mạo thiên tài, sự tình cực vì tức giận, đối Phụ Tử Thiên thái độ đại biến. Nàng tuy dài đến thanh lãnh xinh đẹp, nhưng bây giờ mặt mũi tràn đầy đều là phiền muộn, vẻ chán ghét, có vẻ hơi người sống chớ gần. Lý Thiên Mệnh xem như nàng ân nhân cứu mạng, nhưng hắn đang cùng nàng chán ghét, đại sư huynh, xưng huynh gọi đệ, nàng liền cũng lười tiếp cận, chỉ lo cắm đầu đi đường. Theo trong lời của nàng, đại khái có thể nghe rõ, Phu Tử Thiên là mọi người trong lòng, trật tự chi địa đỉnh cấp kỳ tài, đạt được rất nhiều đỉnh cấp đãi ngộ. Nhưng trên thực tế, hắn lại là một cái liền sư muội cũng không bằng, bao cỏ. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh rất khó hiểu. Từ xưa đến nay chỉ có người giả heo ăn thịt hổ, ẩn tàng thiên phú, còn có thể có người giả mạo thiên tài, hãm hại lừa gạt. Theo lý thuyết trật tự chi địa phía trên, tuyệt đối cường giả như mây, không có khả năng phân biệt không ra. Đến cùng bản lãnh gì, một trận chiến đấu liền có thể nhìn ra. Chẳng lẽ cái này, Phụ Tử Thiên, cho tới bây giờ không có chiến đấu qua. Cái kia hắn lừa dối bản sự, khẳng định xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, đây đều là Phụ Tử Thiên việc tư, Lý Thiên Mệnh lười nhác xâm nhập hiểu rõ. 3 ngày này đến nay, thật vất vả gặp phải một người sống. Hắn muốn là thông qua Vô Tử Thiên, đến quen thuộc toàn bộ trật tự chi địa mạch lạc. Còn có quan hệ với Lý Khinh Ngữ tình huống. Bọn họ đến một đầu mênh mông giang hà phụ cận. Nghe Vô Tử Thiên nói, đầu này, hỏa liên giang, ngọn nguồn, ngay tại, vô thiên chi cảnh, phụ cận. Dọc theo đầu này đường nước chảy, có thể rút ngắn đến, vô thiên chi cảnh, thời gian, nhưng là phải cẩn thận trong nước hung thú. Nghe nói cái này trật tự chi địa bên trong, những cái kia hấp thu hằng tinh nguyên trưởng thành hung thú có rất nhiều, cơ bản đều là thần thú cấp bậc. Rất nhiều núi sâu rừng hoang bí cảnh, đều tồn tại hung thú quần thể, thậm chí là thị tộc. Theo Giang Hà đi đường, Lý Thiên Mệnh liền để Lam Hoang đi ra, trở lấy bọn họ 5 người, hướng về, vô thiên chi cảnh, phương hướng phi tốc du thoán mà đi. Trong lúc rảnh rỗi, Lý Thiên Mệnh thì cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Tiên Tiên, nằm tại Lam Hoang trên lưng. Hưởng thụ lấy cái này toàn phương vị không góc chết, tắm nắng. Đồng thời, hắn cùng Vô Tử Thiên sướng trò chuyện, từng bước một đi khai quật ra, cái này cuồn cuộn thế giới kết cấu. Ca, người cái này cộng sinh thú điểm sao, đều là 4.000 trở lên. Lấy tuổi của ngươi, có thể có thành tựu như thế này, hoặc là xuất từ hạng nhất tông môn, hoặc là cũng là có đỉnh phong cường giả cấp bậc đích sư tôn, phụ mẫu, hoặc là gia tộc A. Vô Tử Thiên tán thán nói. Thiếu đoán thân phận của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi, Phu Tử Thiên cười hắc hắc nói. Ngươi cảm giác được các ngươi, Thanh Hồn Điện, tính toán thứ mấy chảy tông môn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn biết cùng cấp bậc Tử Diệu Tinh, có rất nhiều đại lục, có mấy ngàn tông môn. Muốn đến trật tự chi địa cũng kém không nhiều. Chúng ta A, tính toán nhóm thứ hai A, so với chúng ta mạnh, nhiều lắm là 10 cái. Phu Tử Thiên kiêu ngạo nói. Lý Thiên Mệnh liền là như vậy. Dùng kỹ xảo nói chuyện phiếm, sơ bộ dung nhập vào nơi này. Phu Tử Thiên cũng không hề tưởng tượng lực, có thể nghĩ đến hắn đến từ hạt bụi thế giới. Trật tự chi địa có rất nhiều, khách lén qua sông, đại đa số đều đến từ chung quanh Nguyệt Tinh Nguyên chạm gác. Không có bản lĩnh thật sự, rất khó lưu tại nơi này. Hắn thấy, như Lý Thiên Mệnh loại thực lực này, rõ ràng có đỉnh cấp xuất thân.
Thông qua một hai ngày trò chuyện, Lý Thiên Mệnh đại khái làm rõ ràng trật tự chi địa kết cấu. Đầu tiên, trật tự thiên tộc, không hề nghi ngờ, cũng là cái này trật tự chi địa trưởng khống giả. Bọn họ là trật tự chi địa thế lực tối cường, cơ hồ hùng cứ trật tự chi địa một nửa cương vực, đối toàn bộ mặt trời, có tuyệt đối trưởng khống lực. Bọn họ cơ hồ toàn bộ đều là thức thần tu luyện giả, nhân số đông đảo. Chỉ là bản tộc nhân số, thì chiếm cứ trật tự chi địa 10%. Còn lại còn đều có ngàn cái cùng loại, nguyệt thần tộc, phân tộc, cùng nhau nhân số, tiếp cận trật tự chi địa một nửa. Trật tự thiên tộc, bảo lưu lấy tối nguyên thủy, thị tộc kết cấu, thống trị. Loại kết cấu này, xem ra so tông môn cùng hoàng triều muốn nguyên thủy, nhưng kỳ thật có lực chiến đấu mạnh hơn. Đó là bởi vì, thị tộc bên trong tất cả mọi người huyết mạch giống nhau, lấy, huyết thống kiếp vòng, phân cấp bậc, thị tộc lực ngưng tụ tương đương đáng sợ. Thị tộc chi hồn truyền thừa, xâm nhập nhân tâm. So với tông môn, hoàng triều, bọn họ càng giống là vì huyết mạch mà chiến, vì người nhà mà chiến. Trên thực tế loại này ý chí chiến đấu, mới là mạnh nhất. So sánh có thể tham khảo thái cổ hiên viên thị, một cái hiên viên đại đế, cũng có thể làm cho tinh thần của hắn, tại con cái đời sau bên trong truyền thừa 20 vạn năm trước. Xem xét lại hoàng triều cùng tông môn, bởi vì nhân viên phức tạp, lực ngưng tụ không đủ, thuần dựa vào hệ thống trấn áp thu nạp nhân tâm, cho nên phản loạn sự tình rất phổ biến. Rõ ràng nhất cũng là thái cổ thần tông, thái thanh phương thị. Bọn họ rõ ràng đem thị tộc lợi ích, đặt ở tông môn trước đó. Trật tự thiên tộc, lấy thị tộc kết cấu, trưởng khống trật tự chi địa một nửa giang sơn, mấy triệu năm qua, không người có thể dao động mảy may. Bởi vậy có thể thấy được, lấy thị tộc vì tập thể thế lực, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Tông môn, hoàng triều phản bội, có lúc cho đầy đủ lợi ích là có thể, mà thị tộc phản bội, cần muốn phản bội tổ tiên cùng huyết mạch. Đây chính là phương thái thanh phản bội thần tông, đem tộc phương thân phận, đem so với thiên nguyên tông chủ còn nặng hơn nguyên nhân. Nói ngắn gọn, trật tự thiên tộc cũng là trên thái dương bá chủ. Bọn họ bản tộc cùng còn lại mấy ngàn cùng loại nguyệt thần tộc phân tộc, nắm giữ nơi này 99% trở lên thức thần tu luyện giả. Dựa vào cường đại thị tộc lực lượng, trật tự thiên tộc phồn vinh hưng thịnh. Bọn họ đem trật tự chi địa trưởng khống đại quyền, còn có tốt nhất tư nguyên, một mực nắm giữ tại trên tay mình. Đương nhiên, trật tự chi địa lịch sử đã lâu, ngọn nguồn lưu truyền, trật tự thiên tộc cũng không phải là vẫn luôn là bá chủ. Cái này trên thái dương, tồn tại qua chiếm đoạt hết thảy hoàng triều, cũng từng có chí cao vô thượng tông môn. Lịch sử biến thiên, dù là những thứ này chí tôn thế lực phá nát, vẫn lưu lại rất nhiều hậu nhân. Cho nên, cái này trên thái dương, ngoại trừ đại biểu thức thần tu luyện giả trật tự thiên tộc bên ngoài, còn có rất nhiều ngự thú sư, phổ thông nhân tộc, thậm chí có một số nhỏ quỷ thần tộc. Đương nhiên còn có một số, càng thêm mới lạ thể hệ tu luyện giả. Có thể nói, nơi này đã hải nạp bách xuyên. Mỗi một cái tông môn, mỗi một cái gia tộc, đều có thể truy tố đến mấy triệu năm lịch sử. Tại trật tự thiên tộc chiếm lĩnh cương vực đối diện, mặt trời này phía trên chủng tộc khác đám người, thành lập vượt qua 6.000 cái tông môn, còn có hơn 3.000 lấy thị tộc kết cấu làm căn cơ đỉnh cấp thế gia, sau cùng còn có hơn 1.000 cái hoàng triều. Bọn họ như đầy sao một dạng vây quanh trật tự thiên tộc, thăng bằng lấy trật tự thiên tộc lực lượng. Cái này cái tinh thần thế giới, cũng không chỉ có một loại thanh âm. Vì đơn giản, bình thường đem cái này trật tự thiên tộc bên ngoài tông môn, hoàng triều cùng gia tộc bên ngoài hơn vạn thế lực, toàn bộ gọi chung là Thái Dương Vạn Tông. Cho nên, mặt trời hết thảy hai mặt. Một mặt là trật tự thiên tộc cùng kỳ số ngàn phần tộc cương vực. Một mặt là Thái Dương Vạn Tông cương vực. Thái Dương Vạn Tông, rắc rối phức tạp. Bọn họ có một bộ phận, bản thân liền là trật tự thiên tộc phụ thuộc thực lực, có bên ngoài hiệu chung, có âm thầm hiệu chung. Nhưng tuyệt đại đa số thế lực, tại đối mặt trật tự thiên tộc thời điểm, vì cam đoan truyền thừa không bị thôn tính, bọn họ lựa chọn báo đoàn sưởi ấm. Bọn họ liên hợp lại cùng trật tự thiên tộc đối kháng, thu hoạch được tại mặt trời này phía trên sinh tồn sinh sôi con đường. Đương nhiên, Thái Dương Vạn Tông nội bộ, vì tư nguyên, đất đai, truyền thừa, bảo tàng, cũng tranh đoạt chinh chiến không nghỉ. Ngàn vạn năm đến, ai là ai là tử thù, ai là ai mới kết minh, ai là ai tông môn quan hệ thông gia, người nào bị thôn tính, người nào cương vực bị chiếm lĩnh, những chuyện này, cơ hồ mỗi một năm đều đang phát sinh. Thí dụ như Vu Tử Thiên, Thanh Hồn Điện, cùng Vân Thượng Tiên Cung, cũng là Thái Dương Vạn Tông thứ hai, lẫn nhau là tử thù. Nói ngắn gọn,
Hiện tại trật tự chi địa bố cục, cũng là trật tự thiên tộc uy chấn thiên hạ, Thái Dương Vạn Tông ôm nhau sưởi ấm, lại lẫn nhau nội đấu chinh chiến không nghỉ. Mấy triệu năm qua, trật tự thiên tộc không giây phút nào không muốn độc chiếm hằng tinh nguyên. Thái Dương Vạn Tông thì đều muốn sinh tồn được, Quang Tông Diệu Tổ, nghịch thiên quật khởi. Đây chính là hằng tinh nguyên chiến tranh. Hằng tinh nguyên thế giới, trật tự thần văn sẽ sinh ra thần khoáng, thảo mộc thần linh cùng nguyên tố thần tai, cương vực càng lớn, nhưng bảo tàng này xuất hiện tại chính mình trưởng khống khu vực tỷ lệ lại càng lớn, bình quân đầu người tài nguyên tu luyện thì càng cao, tổng thể liền có thể càng mạnh. Thế lực cường đại lên, còn có thể công chiếm càng nhiều cương vực, thậm chí cướp bóc người khác truyền thừa thiên hồn. Cho nên ở cái thế giới này, muốn tranh bá, cũng là theo công thành đoạt đất bắt đầu. Tuy nhiên, Thái Dương Vạn Tông, thế lực hơi nhiều, có thể trật tự chi địa diện tích có Viêm Hoàng Đại Lục nghìn lần. Nói như vậy, cái này hơn vạn thế lực, mỗi một cái thế lực cương vực, đều có thể tương đương với một cái thái cổ thần vực, cái kia cũng không tính là nhỏ. Suy nghĩ lại một chút trật tự thiên tộc, trực tiếp chiếm lấy một nhiều hơn phân nửa địa bàn, liền có thể thấy cái này thì tộc quy mô, tuyệt đối vượt qua sức tưởng tượng, quả thực khiến người ta tê cả da đầu. Theo lý thuyết, cường thịnh như vậy trật tự thiên tộc, coi như Thái Dương Vạn Tông báo đoàn sưởi ấm, tại nội đấu không nghỉ tình huống dưới, cũng rất dễ dàng liền nguyên một đám từng bước xâm chiếm, chiếm đoạt. Mọi người đều biết môi hở răng lạnh, có thể răng môi quá nhiều, cũng không phải chuyện gì tốt. Vậy tại sao, Thái Dương Vạn Tông đến bây giờ vẫn tồn tại đâu? Cái này quan hệ đến, Lý Thiên Mệnh đích đến của chuyến này vô thiên chi cảnh. Hắn đối trật tự thiên tộc cùng Thái Dương Vạn Tông hiểu rõ, cũng là dựa vào, vô thiên chi cảnh, dẫn ra. Thông qua đối Vu Tử Thiên, lời nói khách sáo, Lý Thiên Mệnh đạt được không ít muốn tin tức. Vô thiên chi cảnh, là trật tự chi địa một nơi đặc thù, nó có vô cùng xa xưa lịch sử, thậm chí so trật tự thiên tộc, đều muốn lớn lên rất nhiều. Cái này một cái hằng tinh nguyên trên thế giới, chí tôn thế lực thay đổi qua rất nhiều, nhưng vô thiên chi cảnh, một mực tồn tại. Nghe nói, vô thiên chi cảnh là một cái không có bầu trời đại lục, chỉ có một chiếc gương địa phương, chỗ đó chỉ có một tòa nhà gỗ. Truyền thuyết bên trong nhà gỗ, có một cái gọi là làm, thiên cung, địa phương, có người nói, đó là một cái tiểu thế giới. Phàm là từng tiến vào thiên cung người tu luyện, sau khi đi ra, lúc còn sống, tất nhiên sẽ thành trật tự chi địa phía trên, tối đỉnh cấp cường giả. Bọn họ không trước bất kỳ ai lộ ra, bọn họ tại thiên cung bên trong tu luyện chi tiết, bọn họ sau khi đi ra, lẫn nhau che chở, tạo thành một cái tập thể. Cho nên, thiên cung là một cái kỳ diệu tu hành địa. Cũng là một cái tồn tại ở trên Thái Dương tổ chức. Bây giờ mỗi một cái thiên cung thành viên, đều là trật tự chi địa phía trên, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thiên cung, là Thái Dương Vạn Tông hướng tới chi địa, cho nên có thể đầy đủ hiệu triệu Vạn Tông. Bất luận một vị nào thiên cung thành viên, tại 500 tuổi về sau, nhất định phải thoát ly ban đầu tông môn, tránh thức vì thiên cung cái tổ chức này phục vụ. Mà bây giờ, thiên cung tổ chức cũng là Thái Dương Vạn Tông trụ cột tinh thần. Dù sao thiên cung thành viên, trên cơ bản đều xuất từ Thái Dương Vạn Tông. Bọn họ mỗi một vị danh vọng đều vô cùng lớn, bất luận một vị nào, mặc kệ già trẻ, cơ hồ đều là Thái Dương Vạn Tông bên trong, bọn họ cái kia một thế hệ bên trong tối cường giả. Đây là Lý Thiên Mệnh theo Vu Tử Thiên chỗ đó, moi ra đến tin tức. Hắn nói cho Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu nghe. Nói cách khác, nếu như có thể tiến vô thiên chi cảnh tu luyện, thành là thiên cung thành viên, như vậy bất kể là ai. Hắn thân phận đều sẽ trong nháy mắt nhảy vọt đến trật tự chi địa tầng cao nhất, bởi vì có ngày cung tổ chức che chở, khả năng trật tự thiên tộc đều chưa hẳn dám động. Dạ Lăng Phong hỏi, hẳn là dạng này, tối thiểu nhất, tại trật tự thiên tộc trước mặt, không có so, thiên cung thành viên, cao hơn thân phận. Lý Thiên Mệnh nói, bởi vì có ngày cung tồn tại, quản thúc lấy trật tự thiên tộc, Thái Dương Vạn Tông tuy nhiên nội đấu, nhưng ở quan trọng sự tình phía trên, thụ thiên cung tổ chức thống lĩnh. Thiên cung. Danh tự có chút quen thuộc a. Thái cổ tà ma bỗng nhiên nói. Quen biết sao, Lý Thiên Mệnh hỏi. Tốt giống như trước trộm thiên nhất tộc hoành hành thời điểm, tại rất nhiều tinh thần thế giới, đều kiến tạo trộm thiên cung, không biết cái này thiên cung cùng trộm thiên cung, có hay không liên lụy. Thái cổ tà ma nói. Vẫn còn có chi tiết sao, Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu như đây là cùng trộm thiên nhất tộc có liên quan thế lực, cái kia Lý Thiên Mệnh thì không đi không được. Không có. Trở lại trật tự tinh không về sau, ta não tử rất loạn, cảm giác bị mất rất nhiều thứ. Cái này trật tự chi địa không có chấp hành trật tự tinh không lịch pháp, cho nên ta cũng không biết,
hiện tại trải qua bao nhiêu năm? Ta tại ký kết cộng sinh tu luyện trước, đã trải qua một đoạn thời gian ngủ say. Thái cổ tà ma nói. Cho nên đem ngươi đầu óc cho ngủ hỏng. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi, nhóc con không dễ dậy. Thái cổ tà ma nói qua, trước kia trật tự tinh không bá chủ là trộm thiên nhất tộc, hiện tại thì là huyễn thiên thần tộc. Trung gian phát sinh qua cái gì, nó cũng không biết. Điều này nói rõ nó xác thực ném không ít trí nhớ, hiện tại rất rối loạn. Bất kể nói thế nào, ta đối cái này vô thiên chi cảnh, thiên cung, rất có hứng thú. Lý Thiên Mệnh nói. Phu tử thiên nhắc lên những cái kia, thiên cung thành viên, trong mắt tràn đầy sùng bái. Bọn họ thần bí mà cường đại, tại bọn họ tiến thiên cung trước, cơ hồ mỗi một vị đều là trật tự chi địa bên trong, ngoại trừ trật tự thiên tộc bên ngoài mạnh nhất thiên tài. Mỗi người tại 20 tuổi đến 30 tuổi ở giữa, đều có một cơ hội. Bỏ lỡ một lần, vĩnh sinh vô vọng. Nhưng, cơ hội này, có cùng không có cơ hồ không sai biệt lắm. Bởi vì, đây là 1 tỷ người, tại cạnh tranh một cái danh ngạch. Thậm chí không chỉ như này, bởi vì coi như cạnh tranh đến đệ nhất, còn muốn tiến vô thiên chi cảnh tiếp nhận khảo nghiệm. Cùng loại lần này thịnh hội, 10 năm liền sẽ cử hành một lần, đều có thể quyết ra đệ nhất. Nhưng nói thật, cơ hồ đến 100 năm trở lên, mới có thể sinh ra một cái chân chính thiên cung thành viên, ý tứ chính là, 9 phần 10, đệ nhất, đều không thông qua thiên cung khảo nghiệm. Phu tử thiên cung còn lại 1 tỷ cái, Thái Dương Vạn Tông, 30 tuổi phía dưới đệ tử, bây giờ đều đang đuổi hướng vô thiên chi cảnh, tiếp nhận vô thiên chi cảnh 1 tỷ người đại chiến. Đó là thanh danh vang dội, oanh động trật tự chi địa cơ hội. Dù là không chiếm được danh ngạch, nếu có đặc sắc biểu hiện, đều có thể quang tông diệu tổ. Người trẻ tuổi là tương lai. Nói trắng ra là, cái này cũng là thế lực khắp nơi, bày ra tương lai vũ lực cơ hội. Mỗi một lần quyết đấu, đều là trật tự chi địa thời khắc náo nhiệt nhất. Tại cái này hoang vắng địa phương, tại ở gần vô thiên chi cảnh về sau, đứng trên đám mây phía trên, đều có thể nhìn đến lớn di chuyển một người như vậy nhóm. Bởi vì, ngoại trừ 1 tỷ thiếu niên nam nữ tham chiến bên ngoài, còn sẽ có mấy chục lần người tham gia náo nhiệt. Giang hồ truyền ngôn, nhất triều nhập thiên cung, vạn năm đến trường sinh. Ngồi tại Lam Hoang trên lưng, nhìn ra xa cái này vô tận minh mông thế giới, Lý Thiên Mệnh hào khí vạn trượng. Cái thế giới này toàn thân đều tại đốt cháy, giống như mỗi người đều đặc biệt đừng có gấp, nóng này, đây quả thực là trời sinh chiến trường, nhất định phải đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết mới dễ chịu. Bất kể là ai, đặt mình vào tại thế giới như thế này, đều có một loại muốn chiếm đoạt thiên hạ, vũ nội độc tôn ảo tưởng muốn. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn một chút cái này sôi trào sơn hà, toàn thân huyết, cảm giác đều bốc cháy. Ý của ngươi là, ngươi muốn đem ngươi Thiên Mệnh Hoàng Triều, ở chỗ này kiến tạo lên. Lâm Tiêu Tiêu kỳ thật rất hiểu hắn. Nàng là một cái quan sát tỉ mỉ cô nương. Không được sao, tư thế hào hùng, long thôn thiên dưới, đế quân Lâm Trần, duy ta độc tôn. Lý Thiên Mệnh dõng dạc nói. Nhất thống Thái Dương Vạn Tông, cuối cùng đem trật tự thiên tộc đều nuốt. Trở thành trên Thái Dương vĩnh hằng đế hoàng. Lâm Tiêu Tiêu nén cười nói. Đúng, muốn chính là như vậy. Sẽ có hay không có điểm thổi quá mức. Lý Thiên Mệnh cười ha ha nói. Không có việc gì, người chính là muốn có sức tưởng tượng. Lâm Tiêu Tiêu nói. Cái này hằng tinh nguyên thế giới, không khí lưu hỏa, quả thật làm cho người nóng nảy. Có lẽ hằng tinh nguyên, cũng tại trong lúc vô hình, ảnh hưởng mỗi người thần trí, từ đó để toàn thế giới biến thành chém giết tranh đấu chiến trường. Để ưu tú hơn người trổ hết tài năng. Dạ Lăng Phong híp mắt nói. Hồn ma chính ở bên cạnh trong sông, duỗi ra 6 cái cánh tay lấy bơi chó thức bơi lội, muốn đuổi kịp nhanh chóng du thoán Lam Hoang. Lý Thiên Mệnh phát hiện, liền xem như hồn ma, tại đến trên Thái Dương về sau, đều thời khắc đem tức giận đầu bầy ở phía trước. Điều này nói rõ, cái thế giới này bạo loạn không khí, đồng dạng khả năng ảnh hưởng nó thần trí. Vạn Tông tranh bá. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Đều dường như có thể nghe được, vô số năm qua, vô số chiến sĩ hò hét, tranh đấu, máu chảy đầu rơi thanh âm. Hằng tinh nguyên, là độc dược a, bất quá, quả thật làm cho người mê muội độc dược. Hắn cúi đầu xuống, hấp thu chung quanh hằng tinh nguyên lực lượng. Nó đã bị tụ biến kết giới cho ôn hòa hóa, nhưng cái này chỉ là kịch độc biến thành độc dược mãn tính khác nhau. Độc dược mãn tính ăn nhiều, chiến tranh dục vọng cũng sẽ bạo phát, sẽ còn bạo phát đến càng hung ác. Tiểu Phong, Tiêu Tiêu, con người của ta, trước kia là không có cái mục tiêu gì, chỉ là muốn để người nhà, các bằng hữu đều có thể nhẹ nhõm,
có Tôn Nghiêm, An Bình còn sống, không người dám trêu chọc. Thế nhưng là cùng Nguyệt Thần tộc nhất chiến, đã thức tỉnh chúng sinh tuyến cùng đến từ đế quân chân chính truyền thừa về sau, ta cảm giác ta dã tâm đi lên, tâm lý có một loại dục vọng mãnh liệt, muốn đi chiếm đoạt, chi phối, nhất là đến sau này. Trước kia công thành đoạt đất, nhiều lắm là đoạt tư nguyên, hiện tại, làm cho ta được đến mạnh hơn chúng sinh tín ngưỡng. Dạng này, ta có thể cường không có tận cùng. Dù sao, đế hoàng là tu luyện của ta hệ thống, bản thân liền là sự cường đại của ta con đường. Tại hằng tinh nguyên ảnh hưởng dưới, trong lòng của hắn tham vọng không ngừng kéo lên. Thống ngự thiên hạ, cùng bảo hộ thân nhân, người yêu, đó là không xung đột. Mà lại, ta làm cho chúng sinh, để tín ngưỡng ta, ủng hộ ta người, đạt được càng điều kiện tốt, biến đến càng mạnh. Hắn hít thở sâu một hơi, trong mắt kim hắc sắc quang mang, càng thêm nồng đậm. Cái kia cứ dựa theo tâm của ngươi lên đường đi, làm ngươi muốn làm người. Lâm Tiêu Tiêu nói, thiên mệnh ca, ta cảm thấy thật có ý tứ, loại này hào tình tráng trí rất có cảm nhiễm lực, vốn là ta cũng không có ý chí chiến đấu gì, chỉ muốn đem khẽ nói mang về, nhưng ngươi nói như thế hỏa nhiệt, ta cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, nếu là ngươi muốn chinh chiến mặt trời, ta cơm hộp vũ khí của ngươi. Dạ Lăng Phong rất nghiêm túc nói. Theo dị độ ký ức không gian đi ra, hắn cảm giác sinh mệnh thuế biến. Trước kia hắn là một cái không có mục tiêu thiếu niên, hiện tại hắn tại Lý Thiên Mệnh trên thân, thấy được sinh mệnh sắc thái, cái kia đồng dạng là để hắn mê muội sự tình. Hai lần cứu mạng, đã thật sâu lạc ấn tại linh hồn của hắn phía trên. Nếu quả thật có loại cơ hội này, vậy ta cũng không lưu lạc đi, tối thiểu cho ngươi trợ thủ, nói không chừng có thể trộn lẫn cái quan chức làm một làm. Lâm Tiêu Tiêu nói, ta cho phép, Tiêu Tiêu, ta phong ngươi làm ngự tiền đệ nhất thái giám. Huỳnh Hỏa ý khí phong phát nói, biết thưởng thức không, nữ có thể không đảm đương nổi thái giám. Lâm Tiêu Tiêu môi đỏ hơi vểnh nói, được, đem cái này vinh hạnh đặc biệt, nhường cho tiểu phong lão đệ. Huỳnh Hỏa cười ha ha nói, Dạ Lăng Phong vui vẻ, cút sang một bên nằm mơ. Lý Thiên Mệnh cầm bốc lên cánh của nó, đem nó hơi vung tay cho ném bay đến bầu trời. Tại Huỳnh Hỏa một trận chửi mắng bên trong, Lý Thiên Mệnh vỗ tay một cái, nói. Nằm mơ đến đây là kết thúc, tiếp đó, tiếp tục ở cái thế giới này làm cháu trai, từng bước một từ từ sẽ đến. Đầu tiên bước đầu tiên, chúng ta liền đi cùng cái này trên Thái Dương cao đẳng chủng tộc 1 tỷ hậu nhân, đi cạnh tranh thông hướng thiên cung đường. Bất kể nói thế nào, một cái không người dám trêu thân phận, đối với chúng ta trọng yếu nhất, chúng ta căn cơ quá mỏng, cần che chở, nếu không, tựa như tại Nguyệt Chi Thần cảnh một dạng, vạn sự đều phải liều mạng. Có thể, ỷ thế hiếp người. Làm gì liều mạng, đúng không? Lý Thiên Mệnh thu liễm nóng rực chi tâm. Ta cũng thật tò mò, những thứ này tại tiền bối truyền thừa thiên hồn cùng hằng tinh nguyên song trọng tư nguyên quán thâu hạ cao đẳng chủng tộc hậu nhân, những thứ này người đồng lứa, đến cùng cái gì mức độ? Có thể làm sao? Dạ Lăng Phong híp mắt nói. Kỳ thật Dạ Lăng Phong có chút biến hóa, hắn có một chút lực sát thương. Lần này chịu khổ quá nhiều, để tinh thần của hắn ý chí, biến đến cực sự lãnh khốc. Xem ra, hắn tựa như là một trời sinh sát thủ, liền ánh mắt cũng là vì giết hại mà sinh. Trước khắc thổi như bức, cẩn thận khiến người ta đem bụng của ngươi bên trong con run, cho đánh tới. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ca, nhớ tới đã từng, Dạ Lăng Phong một mặt hoảng hốt. Hoa có mở lại ngày, người không ít hơn nửa năm, không cần nhớ thương hồ đồ, đi tốt trước mắt đường, không thẹn lương tâm là đủ. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn trọng trọng gật đầu. Tiếp đó, ta nói cho ngươi liên quan tới khẽ nói sự tình, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Thiên Mệnh thanh âm trầm thấp xuống, quay đầu nhìn chăm chú lên hắn phương hướng ngược, cái kia chính là trật tự thiên tộc phương hướng. Được. Trật tự thiên tộc thị tộc chi hoàng, người xưng Thái Dương đế tôn, hắn cũng là trật tự chi địa tối cường giả, tương đương với nơi này, hơn phân nửa đế hoàng, là người khủng bố nhất. Hắn, đã đem khinh nữ, thu làm, con gái nuôi. Lập làm, thái tử, nói cách khác, khẽ nói là đời kế tiếp trật tự chi địa đế hoàng. Nàng lại được lập làm, trật tự chi địa đệ nhất thiên tài, tuy nói tiền kỳ rơi xuống rất nhiều, nhưng là đi qua đế tôn tự mình truyền thụ, nghe nói đã đền bù tiền kỳ thế yếu. Lý Thiên Mệnh nói ra, đây đều là Vu Tử Thiên cho tin tức. Đây là chuyện tốt, hay là chuyện xấu? Dạ Lăng Phong hỏi. Nói không chừng a, nghe là chuyện tốt, nhưng trên trực giác không phải. Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy, hắn nghĩa phụ sẽ không ở đại sự phía trên nói đùa, theo lá thư này phía trên nhìn, đây không phải chuyện tốt.
nếu như có thể đạt được thiên cung thân phận, nói không chừng, làm cho khẽ nói an toàn một số đi. Dạ Lăng Phong ánh mắt nồng đậm. Ta lại cùng ngươi nói một kiện, vô cùng chuyện thú vị. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Cái kia Thái Dương Đế Tôn, còn có một cái ngoại hiệu, gọi là, vô địch Đế Tôn, nghe nói hắn theo sinh ra tới bắt đầu, người đồng lứa thì tuyệt đối vô địch, cho tới bây giờ, trật tự chi địa vô địch. Lý Thiên Mệnh cắn răng, bỗng nhiên cười. Bởi vậy, cha mẹ của hắn cho hắn đặt tên là, vô địch. Hắn họ Lý, cho nên, tên của hắn, gọi là Lý Vô Địch. Dạ Lăng Phong ngạc nhiên. Trật tự chi địa, là một cái không có ban đêm thế giới. Nơi này thời khắc ban ngày, khô nóng. Gió nóng bao phủ bên trong, Vu Tử Thiên sụi lơ tại Lam Hoang trên lưng. Hắn vừa mới còn muốn lấy hảo sư muội Mạc Dư xong, kết quả lại bị một trận châm chọc khiêu khích. Xong, ta người thiết lập sụp đổ, đều tại ngươi cái này, lão tặc cứng rắn muốn cho ra cả cái gì, tuyệt thế đan thể, làm đến ra cảnh giới không ngừng trên dưới phiêu hốt, lúc mạnh lúc yếu, chính muốn trang bức ôm mỹ nhân về thời điểm, người mẹ nó cho ra tới một lần, lui đan triều. Cái này tốt, thịt mỡ đưa đến miệng bay, còn đem ra đè xuống đất ghét bỏ, ta thật ác độc a. Ta thật xin lỗi ta tiểu huynh đệ, theo ta ngươi chịu khổ a. Tại trước người hắn quần áo hạ trên da, có một cái bao trùm toàn bộ cái bụng chiếc đỉnh lớn màu đen đồ án, cái này đồ án phức tạp mà cổ lão, đỉnh văn có điểm giống là lân phiến, mỗi một cái lân phiến bên trong, lại có một cái đỉnh nhỏ đồ án, vô số đỉnh nhỏ, cộng đồng tạo thành chiếc đỉnh lớn này. Lúc này thời điểm, chiếc đỉnh lớn kia bên trong, truyền đến một cái khô lão thanh âm. Ai nha ngươi tiểu tử thúi này, lão phu tập trung tinh thần vì muốn tốt cho ngươi, dùng ta suốt đời tạo hóa tại tạo nên ngươi. Người vậy mà vì chút chuyện nhỏ này tại cái này lại nhải. Không phải liền là một cái hoàng mao nha đầu sao? Các loại lui đan chiều qua, người đột nhiên bày ra tuyệt thế thiên tài thực lực, người ta không coi như chàng chấn kinh, hơn nữa còn tự mang áy náy, đối người ôm ấp yêu thương sao? Người có thể đừng chém gió nữa, mỗi ngày lui đan chiều, ra những năm này chân chính trang bức số lần, không cao hơn 3 lần, thời gian khác đều tại hống người biết ta khó khăn thế nào sao? Mỗi ngày sợ bị người vạch trần. Sợ bị đánh a. Muốn không phải ngươi lão quỷ này cần nhiều như vậy trật tự thần đan, ta cần phải giả mạo thiên tài lăn lộn tư nguyên sao? Vu Tử Thiên kêu rên nói. Ngươi cháu trai này làm sao vội vã như vậy đâu? Ngươi thành đại sự có thể hay không kiên nhẫn một chút? Tuyệt thế đan thể thành, ngươi chẳng phải nhất phi trùng thiên sao? Thiên cung ngươi đều tùy tiện vào, lão phu lúc còn sống chính là quát tháo trật tự tinh không, tuyệt thế đan thần, ngươi liền xem như một con lợn. Ta đều có thể đem ngươi cho ăn thành phong vân nhân vật. Lão giả nói. Vậy còn bao lâu nữa? Vu Tử Thiên kêu rên nói. Chậm rãi chờ lấy đi. Qua, ta không chờ được nữa, ta muốn trang bức. Vu Tử Thiên tâm lý nộ hống. Ai ta nói làm, ngươi ăn cứt chó lớn lên a. Ta gọi Vu Tử Thiên, không gọi làm. Có khác nhau sao, cái này 3 chữ, xem ra một dạng a. Lão giả nói. Được rồi. Lười nhác cùng ngươi cháu trai này nhiều lời, nhắc nhở ngươi một việc. Lão giả nói. Chuyện gì? 3 người kia, trong đó có một cái thiếu niên tóc đen, mệnh hồn của hắn cực kỳ khủng bố, ta cảm giác hắn khả năng phát hiện ta. Lão giả nói. Đây chẳng phải là xong đời. Vu Tử Thiên trợn mắt nói. Không, cái này người cùng ta kẻ thù không quan hệ, mà lại ta nói thật, 2 cái này nam, số tuổi đều rất nhỏ, nhưng trên thân tuyệt đối đều có đỉnh cấp tư bản. Nói rõ bọn họ thật khả năng đến từ cái này trật tự chi địa đỉnh phong thế lực, người khác đắc tội bọn họ, tốt nhất cùng bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ, tin tưởng ta, có chỗ tốt. Được, liền ngươi đều nói như vậy, vậy ta thì... Chẳng biết xấu hổ a. Vu Tử Thiên cười hắc hắc nói. Ngươi đã sớm muốn quỷ liếm đi, lão giả khinh bỉ nói. Im miệng, lão tử cái này gọi giao hữu rộng khắp. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, đứng tại Lam Hoang màu nâu đầu rồng. Hắn nhìn lại, Vu Tử Thiên cười hì hì đi tới. Trên người hắn, mang theo một cái lão gia gia. Dạ Lăng Phong nói. Cái quỷ gì, Lý Thiên Mệnh nói. Cũng là một cái đỉnh cấp thượng thần, sau khi chết thần hồn không diệt, ký thác ở trên người hắn. Dạ Lăng Phong nói. Tùy thân mang theo mang lão gia gia. Vậy thì không phải là giả mạo thiên tài a? Lý Thiên Mệnh cười nói. Loại này người, sẽ là bằng hữu, còn là địch nhân. Hắn cần phán đoán, lựa chọn. Vu Tử Thiên đi tới bên cạnh bọn họ. Hắn tư thái thả rất thấp, mang trên mặt rất lâu không đổi nụ cười,
cười hì hì nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ba người bọn hắn. Có việc gì thế? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không, chỉ là trong lúc rảnh rỗi, muốn cùng các vị người hữu duyên, sướng trò chuyện nhân sinh, biểu đạt trong lòng cái kia hào hùng a. Phu tử Thiên dựa vào Lam Hoang cái kia to lớn sừng rồng ngồi xuống, nhìn ra xa xa, cảm khái nói. Phô thiên chi cảnh, nhất chiều mở ra, thiên hạ thiếu niên anh hùng hào kiệt, tề tụ một đường. Không biết lại có bao nhiêu kinh diễm anh tài, tại 10 năm này sinh ra, nhất định gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Ánh mắt của hắn nhìn ra xa chỗ, trên đường chân trời nhiệt khí bốc lên. Toàn bộ thế giới đều giống như lò luyện. Ở chỗ này thời gian càng dài, thì càng cảm thấy nóng rực. Liền không khí đều giống như tại thiêu đốt thân thể, người bình thường còn thật chịu không được loại hoàn cảnh này. Các ngươi Thanh Hồn Điện, không có Thái Dương Vạn Tông, thế lực khắp nơi tình báo a? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có, đương nhiên là có. Tuy nhiên các đại tông môn hoàng triều, thói quen tại lần thịnh hội này trước, ẩn tàng giữ lại mới ra lộ yêu nghiệt tài tuấn. Có điều, lại thế nào giấu, đều có dấu vết để lại mà theo. Chúng ta Thanh Hồn Điện tình báo, đó là coi như không tệ tích. Phu tử Thiên mặt mày hớn hở, vô cùng tự hào nói ra. Lấy ra. Lý Thiên Mệnh duỗi tay về phía hắn. Cái gì? Phu tử Thiên trợn mắt nói. Tình báo. Lý Thiên Mệnh giơ cằm, mỉm cười hỏi. Ca, cái này cũng không thành a, đây là chúng ta Thanh Hồn Điện nội bộ cùng hưởng, bình thường không truyền ra ngoài a. Phu tử Thiên nói. Không có việc gì, chúng ta trao đổi, cả hai cùng có lợi. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi đi, cái này cũng thành. Phu tử Thiên thân thủ theo tu di giới chỉ bên trong, lấy ra một cái cỡ nhỏ kết giới, nói, 1 tỷ người tham chiến, đại đa số đều là pháo hôi, tạm thời bất kể, trong đó tối đỉnh cấp bộ phận anh tài, chúng ta Thanh Hồn Điện đều có thu nhận sử dụng, ước chừng có hàng ngàn người hai bên, bọn họ tướng mạo, đặc tính, chiến lực, cảnh giới, đều có ghi chép. Cái này một cái cỡ nhỏ kết giới, có chút cùng loại Nguyệt Thần tộc chứa đựng chiến quyết kết giới. Tại Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, Nguyệt Thần tộc đem kết giới khác ở cây trúc phía trên, ghi chép chiến quyết tin tức, mà trật tự chi địa người, hiển nhiên đem loại thủ đoạn này, chơi đến phức tạp hơn. Trực tiếp đem đối thủ tình báo, toàn bộ ghi lại ở cùng một chỗ. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, theo trong tay hắn đem cái này, tình báo kết giới, cho lấy vào tay phía trên. Cứ như vậy, hắn tối thiểu đối, đám địch nhân, có hiểu rõ nhất định. Kinh lịch Nguyệt Thần tộc nhất chiến, Lý Thiên Mệnh biết rõ vô căn vô bình khó chịu cùng yếu kém. Trước mắt hắn tại trật tự chi địa tình huống giống nhau. Như muốn có được tu luyện, trưởng thành cơ hội, nhất định phải có chỗ dựa. Hợp lý tìm kiếm thân phận cùng che chở, mới là trí giả lựa chọn. Không ai chỗ dựa liền muốn quật khởi, muốn có tôn nghiêm, vậy đơn giản cũng là ý nghĩ hão huyền. Sau đó, một cái chí cao vô thượng thiên cung tổ chức, là Lý Thiên Mệnh mục tiêu thứ nhất. Hắn cực độ cần một cái, không người trêu chọc thân phận. Đây là hắn đến trật tự chi địa bước đầu tiên. Nếu không, tại những thứ này tại hằng tinh nguyên phía trên, tu luyện mấy trăm năm, mấy ngàn năm cường giả trước mặt, hắn có tư cách gì, đi làm rõ ràng, thí nghiệm phẩm, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Muốn đi, vô thiên chi cảnh, cùng 1 tỷ người cạnh tranh, tối thiểu nhất, muốn hiểu đối thủ là cái gì mức độ. Phu tử Thiên cho tình báo này kết giới, làm cho Lý Thiên Mệnh giải khai mê hoặc. Lần này cạnh tranh, may mắn đối phương tuổi tác, đều tại 30 trở xuống. Lý Thiên Mệnh cho rằng, hắn cùng Dạ Lăng Phong, cần phải có cạnh tranh không gian. Thông qua cùng Vu Tử Thiên đối thoại, hắn biết được lần này 1 tỷ người chiến đấu, tiếp tục thời gian tối thiểu là 3 tháng trở lên, thậm chí dài đến 1 năm. Hắn có đầy đủ thời gian, không lại giống như trước đây mệt mỏi bôn ba. Lý Thiên Mệnh thăm dò một chút tình báo này kết giới nội bộ, bên trong chia làm hơn 1000 cái khu vực. Mỗi cái khu vực bên trong có Thái Dương Vạn Tông các phương đỉnh cấp đệ tử hình ảnh. Còn có thực lực, lý lịch ghi chép. Lý Thiên Mệnh lật đến cái thứ nhất, người kia rõ ràng cũng là trước mắt Phu Tử Thiên. Chỉ thấy phía trên viết. Phu Tử Thiên, phổ thông nhân tộc, cảnh giới tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4, Thanh Hồn Điện cái này đệ nhất thiên tài, đỉnh cấp luyện đan thiên phú, thủ tịch đại sư huynh, kế thừa, Thanh Hồn Tháp thủ hộ giả, Giang Thanh Lưu, danh sư xuất cao đồ, tuyệt đối thiên cung nhân tuyển. Tương lai có đế tôn chi tư, còn lại giữ bí mật. Lý Thiên Mệnh nhìn đến thẳng im lặng, hắn hỏi, tình báo này, người nào chế tác? Sư tôn ta, Phu Tử Thiên lúng túng nói. Trách không được đem Phu Tử Thiên bày ở phía trước nhất, đây là khoe khoang đâu.
Dù sao đây là Thanh Hồn Điện, chính nhà mình tình báo, lộ ra vô tử thiên cảnh giới cũng không tệ rồi, còn lại khẳng định giữ bí mật. Ngươi, tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư. Lý Thiên Mệnh nghẹn họng nhìn chân chối. Ây, nào đó chút thời gian đúng không? Ngươi coi như ta nổ đi. Vô tử thiên ngượng ngập nói. Chính hắn nói, Thanh Hồn Điện là hai lưu tông môn. Hắn lấy tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư thực lực, lên làm thủ tịch đại sư huynh, mặc kệ hắn có phải là thật hay không có loại bản lãnh này, thông qua trình độ của hắn, Lý Thiên Mệnh đối toàn bộ Thái Dương Vạn Tông một tỷ thiếu niên đệ tử mức độ, đại khái tâm lý nắm chắc. Tại trật tự chi địa, trước 30 tuổi, cũng là thiếu niên thiếu nữ. 50 tuổi trước, gọi là thanh niên nam nữ, nhưng cũng là người trẻ tuổi phạm trù. Trước mắt khoảng cách vô thiên chi cảnh còn xa, Lý Thiên Mệnh có đầy đủ thời gian, đem, đối thủ, nhóm tư liệu thấy rõ ràng. Ca, ngươi không phải nói trao đổi sao? Tình báo của ngươi đâu? Vu Tử Thiên nói. Ta, không có, Lý Thiên Mệnh cười nói. Đậu phộng, ngươi lừa gạt ta đây. Vu Tử Thiên nói. Phục sao? Lý Thiên Mệnh nói. Phục, ca, ta hiểu được, các ngươi xuất thân, khả năng không thuộc về bất kỳ bên nào tông môn, hoàng triều hoặc là thế gia, ta cảm thấy các ngươi nhất định kế thừa loại kia đơn độc một thân thế ngoại cao nhân, đúng hay không? Vu Tử Thiên nói. Cái này thì có thể giải thích, vì cái gì Lý Thiên Mệnh bọn họ, giống như thường thức có chút thiếu thốn, còn chụp vào Thanh Hồn Điện tình báo. Khác suy nghĩ nhiều, kỳ thật chúng ta xuất thân tầm thường, mà lại, lấy thực lực của chúng ta, cùng ngươi loại này tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư tuyệt thế kỳ tài tương đối, vẫn là kém rất xa. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi cũng đừng nói móc ta. Vu Tử Thiên vẻ mặt đưa đám nói. Không có a, ngươi tại thích hợp thời điểm, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Vậy liền mượn ngươi cắt ngôn. 3 ngày sau, càng là hướng thượng du, trên trời mây hồng thì lộ ra càng nặng nề. Nóng rực cuồng phong, tại dòng sông phía trên gào thét mà qua. Trật tự chi địa, cũng không có huyễn thiên chi cảnh. Đây là Lý Thiên Mệnh thông qua lời nói khách sáo, cho ra kết luận. Thậm chí, Vu Tử Thiên liền huyễn thiên thần tộc đều chưa nghe nói qua. Lúc này thời điểm. Lý Thiên Mệnh trên bàn tay, xuất hiện một cái tiểu hôi trứng. Tiểu gia hỏa này, mỗi ngày đều gấp đến độ trên nhảy dưới tránh. Không vội vàng được a đồ chơi nhỏ, nghe nói cái này trật tự chi địa, chỉ có 2 cái địa phương, nắm giữ tiến, nhật hạch, thông đạo, một cái tại trật tự thiên tộc, một cái tại thiên cung, ta phải có thể đi vào thiên cung, mới có thể đi vào cho ngươi tìm, dinh dưỡng. Lý Thiên Mệnh nói, đinh đinh đinh, cái kia tiểu hôi trứng thì cùng não tử động kinh giống như, còn luồn lên đến nện Lý Thiên Mệnh đầu, để hắn quả thực một mặt hắc. Thành thật một chút, Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng đem nó nắm. Bỗng nhiên, răng rắc một tiếng, Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. Bởi vì, trứng nát, tiểu hôi trứng nổ. Cái này không được a, không có sinh ra chi thế lực lượng, người sẽ phế bỏ. Sắc mặt hắn một đổ, vội vàng mở ra tay cầm. Mở mắt xem xét, lúc này mới thở dài một hơi. Nguyên lai. Trứng không có vỡ, mà chính là, theo một cái trứng, phân chia thành 2 cái trứng. Mấu chốt là 2 cái trứng chống đỡ sau khi đứng lên, còn một dạng lớn, hoàn toàn giống như đúc. Mà lại, đều có 2 cái chấm đen nhỏ. Các ngươi người nào là tiểu ngũ? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Đương đương đương, 2 cái trứng cùng một chỗ nện đầu của hắn. Ngọa tào, người mẹ nó đang luyện tập thiết đầu công a. Lý Thiên Mệnh đưa tay chộp một cái. Ngoá, 4 cái trứng, một bên đụng một bên phân liệt, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Cút về, nghịch ngợm, thái cổ hỗn độn cự thú, tự nhiên vô cùng kỳ quặc. Lý Thiên Mệnh lười suy nghĩ nhiều, dù sao coi như cái này 4 cái trứng, đều là tiểu ngũ là được rồi. Một ngày nào đó nó sẽ ấp trứng. Đến cùng là thứ đồ gì, tận mắt nhìn liền biết. Tiên tiên xuất sinh trước, Lý Thiên Mệnh một chỉ cho là, có thể là tiểu hồ điệp loại hình. Không nghĩ tới là một gốc khởi nguyên thế giới thụ. Điều này nói rõ, trứng bên trong đến cùng có cái gì, căn bản không tốt suy đoán. Cộng sinh không gian bên trong, huỳnh hỏa bọn họ nhìn đến tiểu ngũ thành 4 cái trứng, trong lúc nhất thời ánh mắt đều sáng lên. Gà đại ca, vừa tốt 4 cái, chúng ta phân đi, trực tiếp nước nấu, một người một cái luộc trứng. Tiên tiên nghĩ đến mùi vị đó, nhịn không được liếm môi một cái, ánh mắt đều đang phát sáng. Tiểu hôi trứng nghe xong, lập tức run run một chút. Toàn thân lắc một cái, 4 cái trứng biến thành 8 cái trứng,
hướng về 8 cái phương hướng chạy trốn. Ha ha! Bọn họ bắt lộng lấy cái này tiểu hôi trứng, chơi đến quên cả trời đất. Thông qua mấy ngày nay cùng Vu Tử Thiên tiếp xúc, Lý Thiên Mệnh tại bất động thanh sắc ở giữa, cũng đã đem toàn bộ trật tự chi địa mạch lạc, thâu tóm tại ngực. Thậm chí, đối với tình báo trong kết giới hơn ngàn cái đỉnh cấp đối thủ tướng mạo, cảnh giới, thậm chí là bọn họ cộng sinh thú, chiến quyết, đều nhà tù nhớ rõ ràng. Đối tam hồn thái nhất hắn tới nói, cái này không có chút nào khó. Nguyệt thần tộc tại 50 tuổi trước, có thể tới đạp thiên tầng thứ 5 cũng không tệ rồi. Mà ở cái này hằng tinh nguyên thế giới, 30 tuổi trước thành tựu đạp thiên chi cảnh, xem như thiên tài, cơ bản cánh cửa, đứng đầu nhất lượt, đã xông lên chiêm tinh. Theo cái kia tình báo đến xem, cái này Vu Tử Thiên vẫn là Thái Dương Vạn Tông phong vân nhân vật. Luận danh khí, tại 1 tỷ người bên trong đều có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Trách không được, làm sư muội hắn nhìn thấy hắn thực lực chân thật, ngay cả mình đều đánh không lại, tâm lý sẽ như thế phiền muộn. Mấy ngày nay Mạc Dư Song đối Vu Tử Thiên trốn tránh, trong mắt tràn đầy chán ghét. Lúc này thời điểm, Vu Tử Thiên tới, hưng phấn đối Lý Thiên Mệnh nói. Huynh đệ, sư tôn ta tự thân xuất mã, tới đón chúng ta những thứ này bị Vân Thượng Tiên Cung đánh tan đệ tử, ta đã liên hệ với hắn, hắn cần phải tại Hạ Du, chẳng mấy chốc sẽ mang theo chúng ta Thanh Hồn Điện mấy ngàn đệ tử, cùng chúng ta tụ hợp, xin hỏi ba vị, còn nguyện ý cùng tiểu đệ một đạo sao? Không sao a, cùng một chỗ đi. Lý Thiên Mệnh nói, trước mắt khoảng cách vô thiên chi cảnh còn xa, Lý Thiên Mệnh còn đến bọn hắn dẫn đường đây. Các loại tới gần, liền có thể theo những người khác nhóm đi. Rất tốt, Vu Tử Thiên cười nói. Biển người mênh mông, hiếm thấy quen biết một trận, nói thế nào đều không nỡ bỏ ngươi. Lý Thiên Mệnh nói, chẳng lẽ ngươi coi trọng bản nhân dung nhan? Vu Tử Thiên cả kinh nói. Không, ta muốn thấy nhìn, một hồi chạm mặt về sau, ngươi làm sao tròn. Lý Thiên Mệnh nhìn sang Mạc Dư Song. Cái này, sư muội rõ ràng đã chuẩn bị, muốn vạch trần Vu Tử Thiên, giả mạo thiên phú. Yên tâm, sư tôn ta đã sớm bị ta chinh phục, người khác nói cái gì, hắn đều sẽ không tin. Vu Tử Thiên vỗ ngực nói. Vậy liền rửa mắt mà đợi, Lý Thiên Mệnh nói. Vu Tử Thiên đích sư tôn, Giang Thanh Lưu, cần phải tính toán trật tự chi địa cường giả. Lý Thiên Mệnh còn chưa thấy qua. Cái này trên Thái Dương cao đẳng chủng tộc cường giả. Cho nên, đối phương đến, làm cho hắn đối với cái này loại cường giả, có nhất định khái niệm. Tại cái này tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm nhân vật, lại là cái gì cường độ? Trật tự chi địa không có ban ngày đêm tối. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh đối thời gian trôi qua, đã không có nhạy cảm như vậy. Ước chừng sau 3 canh giờ, phía sau truyền đến động tĩnh rất lớn. Hắn cùng Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng trên đường chân trời, có vô số thanh sắc vân vụ bay lên. Tại thanh vân bên trong, tựa hồ có một đầu hoang cổ cự thú, lao nhanh mà đến. Từ hình dáng phía trên nhìn, cái này cự thú chiều cao, tối thiểu vượt qua 2.000 mét. Nếu không phải trật tự chi địa bầu trời, có trăm vạn mét cao như vậy, cái này một đầu cự thú, liền đã giả thiên tế nhật. Ngăn cách hứa xa, Lý Thiên Mệnh thì cảm nhận được bàng bạc thần thú uy nghiêm. Tại cái kia thanh vân lượn lờ trung ương, giống như có hai cái to lớn thanh sắc phát sáng hình cầu, mỗi một cái phát sáng hình cầu bên trong, vừa có lít nha lít nhít điểm sao. Cái này khiến hai cái này hình cầu xem ra, tựa như là hai mảnh thanh vân tinh không. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, đây là cộng sinh thú trong mắt điểm sao. Khoảng chừng 6.000 trở lên đi. Nói thật, đây là Lý Thiên Mệnh gặp qua, phẩm giai cao nhất cộng sinh thú. Huỳnh Hỏa đạt được tứ tinh vũ trụ thần nguyên. Nắm giữ hơn 4.800 điểm sao, cái này phẩm giai coi như tại trật tự chi địa, thiếu niên thiếu nữ, ngự thú sư quần thể bên trong, đều tính toán đứng đầu nhất. Dù sao, đây là Nguyệt thần tộc vô số năm tồn kho, mà lại, cũng phải Huỳnh Hỏa bọn họ có thể tiếp nhận. 6.000 trở lên điểm sao, hắn ngự thú sư rất có thể siêu việt, tinh tướng thần cảnh. Vậy đã nói rõ, cái này một đầu cự thú ngự thú sư, hẳn là trưởng bối cường giả. Nghe nói tinh tướng thần cảnh tu luyện giả, thọ nguyên có thể tiếp cận 2.000 năm. 1.000 tuổi là tu hành đỉnh phong, sau đó bắt đầu suy yếu. Làm cái này một đầu thần thú tới gần Lý Thiên Mệnh thời điểm, hắn dùng trộm thiên chi nhãn nhìn đến hết sức rõ ràng, nó hẳn là trung niên, thậm chí là trung niên cộng sinh thú. Giống, cự thú gầm lên giận dữ, đưa tới Vu Tử Thiên kinh hỉ quay đầu. Là sư tôn ta, Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân.
hắn đứng dậy, hướng về phía bên kia ngoắc. Phu tử Thiên không phải ngự thú sư, mà chính là thức thần, cộng sinh thú đều không phổ thông nhân tộc. Phổ thông nhân tộc hệ thống tu luyện, nhưng thật ra là ngự thú sư, thức thần cơ sở. Bọn họ cùng cấp bậc chiến đấu lực tuy nhiên kém một chút, nhưng bởi vì số lượng nhiều nhất, cho nên cũng có rất nhiều cường giả, kỳ tài. Sư tôn, làm cái kia thanh không bích lạc kỳ lân đến gần thời điểm, Lý Thiên Mệnh để Lam Hoang trước quay về cộng sinh không gian đi. Cái này một đầu đỉnh phong thần thú, Lam Hoang tại trước mặt nó, đều thành một đầu tiểu long. Ầm ầm, cái kia thanh vân lượn lờ bên trong cự thú, tại Lý Thiên Mệnh trước mặt bọn hắn dừng bước lại. Mây khói bắt đầu tiêu tán. Lý Thiên Mệnh cái này mới nhìn đến cái này cự thú khuôn mặt. Đây là một đầu màu xanh lam kỳ lân, toàn thân lân phiến hiện lên đám mây hình dáng, sinh được công chính đại khí, xem xét cũng là tường thụy chi thú. Nhất là đôi mắt kia, giống như là bích bầu trời màu lam, lại như là thanh sắc tinh hải. Lý Thiên Mệnh mắt sắc, liếc mắt liền thấy, cái này, thanh không bích lạc kỳ lân, trên lưng, có mấy ngàn thiếu niên thiếu nữ. Bọn họ xem ra rất non nớt, trên cơ bản giống như Viêm Hoàng 15-16 tuổi thiếu niên không sai biệt lắm. May mắn, Lý Thiên Mệnh cũng rất non, tại trong đám người này không tính bất ngờ. Thanh hồn điện lần này biến cố chi tiết, Lý Thiên Mệnh cũng biết rõ. Nguyên lai, thanh hồn điện có hơn vạn đệ tử tiến về vô thiên chi cảnh, chỉ là làm mấy cái lượt, dẫn đội người không tính quá mạnh, không nghĩ tới Vân Thượng Thiên Cung bị ổi vô sỉ, nhân cơ hội này đối tiểu hài tử động thủ, dẫn phát thanh hồn điện tức giận, hiện tại phái ra cường giả, Giang Thanh Lưu, đem các đệ tử chỉnh hợp cùng một chỗ, chuẩn bị cùng một chỗ mang đi vô thiên chi cảnh. Đến mức Vân Thượng Thiên Cung động thủ nguyên nhân, cũng là bởi vì thanh hồn điện cái này đệ nhất thủ tịch đại sư huynh, Vu Tử Thiên. Thiên phú của hắn, cảnh giới, vượt ra khỏi hai lưu tông môn mức độ, oanh động vạn tông. Làm kẻ thù truyền kiếp, Vân Thượng Thiên Cung có chút gấp đến độ không biết xấu hổ. Có lẽ, bọn họ liền sợ Vu Tử Thiên, đạt được Thiên Cung tán thành. Vân Thượng Thiên Cung vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ một cái thập đạo thiên đệ tử, đều có thể nắm lấy Vu Tử Thiên chạy. Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, làm cái kia mấy ngàn đệ tử nhìn đến Vu Tử Thiên về sau, bọn họ quả thực mừng rỡ, cả đám đều thở dài một hơi. Đại sư huynh còn sống, quá tốt rồi. Ta liền nói, đại sư huynh người hiền có ngày giống như, tuyệt đối sẽ không chết. Hắn có thiên phú như vậy, tự nhiên có thủ đoạn bảo mệnh. Tại mấy ngàn người kinh hô reo hò bên trong, Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên phát hiện, bên cạnh hắn Vu Tử Thiên, trong nháy mắt thay đổi một cái bộ dáng. Hắn lấy ra một cái quạt xếp, nhẹ nhàng vỗ, hắn khuôn mặt lạnh lùng, xem ra phong khinh vân đạm, hoàn toàn có một loại bày mưu tính kế, trưởng khống đại cục khí độ. Thật có thể trang a. Lý Thiên Mệnh biểu thị học tập đến. Đúng vào lúc này, một đạo thanh sắc ánh sáng ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Vu Tử Thiên trước mắt. Tử Thiên ta đồ, vi sư có thể tính tìm tới ngươi, nghe nói các ngươi thu đến phục kích, vi sư đi cả ngày lẫn đêm. Ra roi thúc ngựa chạy đến, chính là sợ trời cao đấu kỵ anh tài a. Đáng hận Vân Thượng Thiên Cung những thứ này cầu tặc, liền cơ bản đạo nghĩa đều không tuân thủ, vậy mà làm ra như thế chuyện xấu xa, người yên tâm, chúng ta đã chấp hành phản chế thủ đoạn, để nhóm này cháu trai trả giá thật lớn. Đây là một người có mái tóc xám trắng lão giả, người mặc một bộ lỏng lỏng lẻo lẻo trường bào màu xanh lam, tóc rối tung, ánh mắt lại tại tỏa ánh sáng. Hắn trên dưới kiểm tra Vu Tử Thiên. Gặp hắn hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới thở dài một hơi. Sư tôn, bình tĩnh, thì đám kia cháu trai, ngay cả ta một sợi tóc, cũng đừng nghĩ đụng phải. Vu Tử Thiên tằng hắng một cái nói. Thật không hổ là đồ nhi ta, có đế tôn tư chất, cũng có đế tôn phong phạm. Giang Thanh Lưu mặt hướng mọi người, cho Vu Tử Thiên giơ ngón tay cái lên. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn đều không làm rõ ràng được. Đến cùng là Vu Tử Thiên thật để hắn sư tôn vui lòng phục tùng, vẫn là sư đồ hai người, liên thủ hãm hại lừa gạt. Đại sư huynh, thật không hổ là đại sư huynh. Tại thiếu niên các đệ tử chen chúc bên trong, Vu Tử Thiên leo lên thanh không bích lạc kỳ lân. Đều chớ lộn xộn, chuẩn bị lên đường. Giang Thanh Lưu tâm tình thật tốt, rìa mép tựa hồ cũng vểnh lên. Cái kia nhìn lấy chính mình đồ nhi ánh mắt, quả thực là 100 cái hài lòng. Đúng vào lúc này. Một tiếng áp lực thật lâu thanh âm, giờ phút này hoàn toàn không có cách nào khống chế, tại chỗ phóng thích ra ngoài. Sư tôn, các ngươi đều bị hắn lừa. Người nói chuyện, chính là sắc mặt một mực rất khó coi Mạc Dư Song. Nàng lớn tiếng nói,
Phu tử Thiên căn bản là không có tinh tướng, hắn bị Vân Thượng Thiên cung truy sát thời điểm, liền Thất Diệu Thiên thực lực đều không có, liền cái mạng này, đều dựa vào ngoại nhân tài kéo dài hơi tàn sống sót. Mọi người suy nghĩ kỹ một chút, hắn những năm này một mực bế mà không chiến, tổng cộng xuất thủ số lần không cao hơn 3 lần, mỗi một lần đối thủ, tuy nhiên đều rất mạnh, nhưng hắn thắng được cũng kỳ kỳ quái quái, không biết dùng thủ đoạn gì. Hắn cũng là một cái giả danh lừa bịp đại lừa gạt, dùng tông môn nhiều như vậy tư nguyên, kỳ thực là cái hạng người bình thường. Những lời này phun ra, trong nội tâm nàng thoải mái hơn, cái kia một đôi rung động đôi mắt, nhìn chằm chằm Vô Tử Thiên, nói. Đại sư huynh, ta thật không muốn có thể nhằm vào ngươi, nhưng là vô thiên chi cảnh không phải thanh hồn điện, ngươi đem danh khí xảo đến lớn như vậy, đến lúc đó vừa đi lên, ngay cả ta loại cấp bậc này đối thủ, ngươi đều không đối phó được. Ngươi sẽ để cho chúng ta toàn bộ thanh hồn điện, đều khiến người ta cười đến rụng răng, ngươi sẽ để cho chúng ta tất cả sư huynh muội đều trở thành chê cười, ta không thể để cho ngươi cái này cái lửa gạt, cô phụ mọi người tâm huyết. Lời này nghe xong, mọi người hai mặt nhìn nhau, Mạc Danh kỳ diệu. Mạc sư muội, ngươi làm sao? Đại sư huynh bình thường đối ngươi rất tốt a. Đúng vậy a, hắn có thể chiếu cố ngươi, ngươi làm sao tại cái này nói mê sảng đâu? Thật là... Đại sư huynh nửa năm trước, tại Thanh Hồn trên chiến trường, đánh bại cao hắn 18 tuổi tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3 đối thủ, lúc ấy mấy vạn người quan chiến, chứ nhiều trưởng bối tại chỗ, hắn tinh tướng tại chỗ phóng thích qua, sao lại giả? Mặc kệ Mạc Dư Song nói được bao nhiêu rõ ràng, trên cơ bản đại đa số người cũng không tin. Bởi vì cuộc chiến đấu kia, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Tiểu Mạc, chớ hồ đồ. Giang Thanh Lưu ho khan một tiếng, đối nàng ngoắc. Ra hiệu để cho nàng tới. Sư tôn, Mạc Dư Song quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy ngang, nói, ta thật không phải là hồ nháo, ta cùng hắn cùng một chỗ đào mệnh, hắn thật bản lãnh gì đều không có. Mà lại ngươi cũng kiểm tra qua, trên người hắn một chút thương thế đều không có, không có thương tổn thế, chiến đấu lực làm sao có thể suy giảm đâu. Ta thật sợ hắn trước mặt người trong thiên hạ, để cho chúng ta thanh hồn điện thể diện mất hết. Hắn muốn chứng minh chính mình rất đơn giản, chỉ cần xuất thủ chứng minh là được, chúng ta những thứ này bình thường gọi hắn vì đại sư huynh người, hắn tối thiểu có 1/3, đều đánh không lại. Tại Thái Dương Vạn Tông bên trong đại bộ phận tông môn, mỗi một thời đại người bên trong, đều sẽ thiết lập 10 cái thủ tịch đệ tử. Đây là cùng tuổi đoạn toàn tông bài danh, tỷ như Vu Tử Thiên là cái này đệ nhất thủ tịch đại sư huynh, chứng minh hắn xếp hàng thứ nhất. Đừng làm rộn, không thú vị. Giang Thanh Lưu có chút giận. Đệ tử này là hắn thân thủ bồi dưỡng lên, bị loại này nghi vấn, hơn nữa còn đến từ chính mình một cái khác đệ tử, đây chẳng phải là loạn thấu. Phải biết, Phu Tử Thiên thế nhưng là niềm kiêu ngạo của hắn. Sư tôn, thanh hồn điện danh dự làm trọng. Mạc Dư Song quỳ xuống đất dập đầu rơi lệ. Như vậy đi. Đúng vào lúc này, một cái bạch y thiếu niên tách mọi người đi ra. Người này rất là anh tuấn uy vũ. Nhất là hắn màu tóc vậy mà trắng đen xen kẽ, 10 phần chói sáng, bao quát lông mày của hắn ở bên trong, đều là một đầu màu đen, một đầu màu trắng. Lại là thiếu niên đứng ở trong đám người, nếu như không nhìn, cố làm ra vẻ, hắn kỳ thật so Vô Tử Thiên, muốn chói sáng nhiều. Đại sư huynh, ngươi ra tay với ta, một chút bày ra ngươi 10% lực lượng, liền có thể để Mạc sư muội ngậm miệng. Thiếu niên thái độ bình thản, hai mắt nóng rực nhìn lấy Vô Tử Thiên. Cái kia trong ánh mắt, cất giấu hung mãnh chiến ý. Là Bạch Quân Sách. Hắn đây là không biết lượng sức, thừa cơ muốn khiêu chiến đại sư huynh. Hắn mặc dù là trưởng giáo đệ tử, nhưng là 5 năm trước, cũng không phải là đại sư huynh đối thủ, bị đại sư huynh một tay đánh tan, cuộc chiến đấu kia, ta đều thấy được. Lý Thiên Mệnh cũng đang nhìn cái này Bạch Quân Sách. 20 mấy tuổi, thực lực đoán chừng cùng Hy Hoàng không sai biệt lắm. Điều này nói rõ cái này Bạch Quân Sách xác thực rất mạnh, hẳn là Thái Dương Vạn Tông đỉnh phong mức độ, bài danh 1000 không có vấn đề. Trách không được Hy Hoàng lão là nói, nàng là lẫn vào thảm nhất 7 kiếp. Nguyệt thần tộc nằm mộng cũng nhớ trở về hằng tinh nguyên tu luyện, nguyên lai chênh lệch thật thật lớn như thế. Tại cái này Bạch Quân Sách làm khó dễ về sau, trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt, đều rơi vào Vô Tử Thiên trên thân. Mọi người vốn cho rằng, hắn sẽ rất khó chịu. Lại không nghĩ rằng hắn 10 phần bình tĩnh, híp mắt, lãnh đạm cười một tiếng, nói. Chỉ bằng ngươi Bạch Quân Sách, 5 năm trước đều không phải là đối thủ của ta, phối để cho ta động thủ a. Các loại về thanh hồn điện thời điểm, để ngươi ca đến bêu xấu đi. Phần này bình tĩnh,
thong dong, rõ ràng không phải ngày đầu tiên lắp. Quả thực mây bay nước chảy, là một nhân tài. Mạc Dư Song còn muốn nói chuyện, kết quả Giang Thanh Lưu đã hơi không kiên nhẫn. Hắn hung hăng chừng nàng liếc một chút, sau đó trầm giọng nói, được rồi, khác lãng phí thời gian, lên đường. Sư tôn, ta còn có ba vị bằng hữu, cùng ta thuận đường. Vu Tử Thiên cung kính nói. Tùy tiện, Giang Thanh Lưu nhìn chằm chằm Vu Tử Thiên liếc một chút. Sư tôn phải chăng không tín nhiệm ta? Vu Tử Thiên hỏi. Ta đem mặt mình mặt, cũng áp ở trên thân thể ngươi, có thể không tin sao? Giang Thanh Lưu nói. Đệ tử kia tuyệt đối sẽ không để sư tôn thất vọng. Vu Tử Thiên nói. Chuyện xấu nói trước, đến lúc đó ngươi cho ta làm hư, ta phải đem ngươi lỗ đít đâm xuyên. Giang Thanh Lưu nghiến răng nghiến lợi nói. Yên tâm, mỗi lần cảnh tượng hoành tráng, ta rơi qua dây chuyền sao? Vu Tử Thiên cười hắc hắc nói. Ngươi muốn là như xe bị tuột xích, thầy trò chúng ta tại Thanh Hồn Điện, thì triệt để xong đời, những năm này ngươi chính là cái động không đáy, điền bao nhiêu thần đan rượu dược, tâm lý rõ ràng a. Giang Thanh Lưu nói. Rõ ràng, cho nên, ăn người miệng ngắn, mới phải báo ân nha. Vu Tử Thiên lấy chân thành tha thiết ánh mắt nhìn lấy hắn. Báo lão nương ngươi, đừng để lão tử khí tiết tuổi già khó giữ được là được. Giang Thanh Lưu mắng liệt liệt nói. Bọn họ nói chuyện riêng thời điểm, Lý Thiên Mệnh bọn họ đã lăn lộn đến Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân. Cái này đều không cần chính mình đi đường. Cái này Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân tốc độ càng nhanh, bọn họ nằm đều có thể đến cái kia vô thiên chi cảnh. Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân, tại cái này mặt đất bao la phía trên bôn tẩu. Đốt lửa cuồng phong, không ngừng theo bên người bay lượn mà qua. Lý Thiên Mệnh đám ba người, ngồi tại trong một cái góc, nhìn lấy Vu Tử Thiên thụ ngàn người kính ngưỡng, diễn kỹ giọt nước không lọt. Bọn họ nhìn đến nhìn mà than thở. Người ở đây đếm quá nhiều, trên cơ bản đều không người, chú ý tới bọn họ là làm sao đi lên. Cái đội ngũ này bên trong, dẫn đội trưởng bối, không chỉ có Giang Thanh Lưu, còn có trên trăm cái cường giả. Trong đó có một cái gọi là làm, Thanh Tỷ, nữ tử, nàng là Thanh Hồn Điện phong vân nhân vật, cùng Bạch Quân Sách một dạng, đều là trưởng giáo chí tôn đệ tử thân truyền. Hắn tuổi tác trên trăm, xem ra thì cùng hai mươi mấy tuổi giống như, hết sức trẻ tuổi. Lúc này, nàng và Bạch Quân Sách đứng chung một chỗ, híp mắt nhìn lấy Vu Tử Thiên. Sư tỷ, người cảm thấy có vấn đề? Bạch Quân Sách trầm giọng hỏi. Có. Chỉ là Giang Thanh Lưu đệ tử, hưởng dụng tư nguyên tối thiểu là ta gấp 10 lần, nếu là cho ăn ra một cái bao cỏ, vậy liền thật sự buồn cười. Bạch Quân Sách nói. Hắn một mực che giấu, động thủ số lần quá ít, người năm đó giao thủ với hắn, cảm giác gì? Thanh Tỷ hỏi. Giống thật, Bạch Quân Sách nói. Có thể Mạc Dư Song là sư muội hắn, nàng không sẽ nói láo. Thanh Tỷ nói. Nhất định có vấn đề. Bạch Quân Sách mặt âm trầm, danh tiếng xào quá lớn, để cho chúng ta Thanh Hồn Điện đều lộ ra chiêu diêu, quá nhiều người, chuẩn bị xem chúng ta chê cười. Nếu như có thể hiện tại vạch trần, dừng cương trước bờ vực, còn kịp. Thanh Tỷ nói. Đáng tiếc Giang Thanh Lưu che chở hắn, không cho động thủ a, ta tới gần cơ hội đều không có. Lão quỷ này muốn một sai đến cùng, Bạch Quân Sách âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nhìn bên kia. Thanh Tỷ chỉ Lý Thiên Mệnh phương hướng của bọn hắn. Ba cái ngoại nhân, là Vu Tử Thiên bằng hữu. Bạch Quân Sách hỏi. Đúng, ta vừa hỏi Mạc Dư xong, nàng nói cũng là ba người bọn hắn, cứu được Vu Tử Thiên, bọn họ cũng đi vô thiên chi cảnh, cảnh giới không đến tinh tướng thần cảnh. Thanh Tỷ nói. Sư Tỷ, nói thế nào? Bạch Quân Sách hỏi. Bọn họ là Vu Tử Thiên bằng hữu, quan hệ đến mặt mũi của hắn, người đi chế tạo cái mâu thuẫn, làm một chút bọn họ, nếu là đạt thành nhục nhã mục đích, ta nhìn Vu Tử Thiên nếu là không động thủ, mặt mũi để vào đâu? Thanh Tỷ lãnh đạm nói. Vạn nhất Giang Thanh Lưu vẫn là không biết xấu hổ, che chở hắn đâu. Không có việc gì, ta đến giải quyết, cái này mâu thuẫn nhất định phải đứng lên, đi vô thiên chi cảnh trước, Vu Tử Thiên nhất định phải lộ tẩy. Thanh Tỷ nói. Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là có một chút, đi nhờ xe, mà thôi, không nghĩ tới còn có người để mắt tới bọn họ, tới thì tìm phiền toái. Lúc này thời điểm, hắn cùng Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu xếp bằng ở cái này, Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân, phía trên, ngay tại nói chuyện phiếm, một cái nắm giữ đen trắng lông mày thiếu niên, mang theo một hàng mười mấy người, trùng hợp, ở chỗ này đi ngang qua. Đến Lý Thiên Mệnh trước mắt thời điểm, bọn họ dừng lại bước chân, từng đôi lạnh lùng ánh mắt, nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong không rời mắt. Cái này đen trắng lông mày người trẻ tuổi,
chính là Thanh Hồn Điện trưởng giáo đệ tử Bạch Quân Sách. Tại cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất, hắn gần với Vu Tử Thiên, bị liệt là thủ tịch nhị sư huynh. Quỷ thần tộc. Bạch Quân Sách chớp chớp cái kia dễ thấy lông mày, trên dưới dò xét Dạ Lăng Phong, trong đôi mắt toát ra chán ghét cùng ghét bỏ ánh mắt. Quỷ thần tộc thuộc về cùng nhân tộc khá xa huyết mạch, trên cơ bản đã không tính nhân tộc. Trật tự chi địa là nhân tộc thiên hạ, quỷ thần tộc thưa thớt, trong lịch sử đã từng có quỷ thần quật khởi, nhưng cho đến ngày nay, trên cơ bản đều bị diệt sạch sẽ. Hiện tại lưu lại quỷ thần tộc, trên cơ bản không quá nhập lưu, đại đa số quỷ thần hoặc là sinh tồn ở xã hội hạ tầng, hoặc là như chuột chạy qua đường. Lý Thiên Mệnh bọn họ cũng không biết, trật tự chi địa tồn tại khinh bỉ liền. Ở chỗ này, trật tự thiên tộc khinh bỉ bọn họ phân tộc khinh bỉ bản nguyên thú tộc, bản nguyên thú tộc khinh bỉ phổ thông nhân tộc khinh bỉ quỷ thần tộc. Quỷ thần tộc tuy nhiên đơn thể mạnh, cùng cảnh giới mạnh mẽ, bất quá bởi vì thế đơn lực bạc, lâu dài ở vào khinh bỉ liền tầng dưới chót nhất. Rất nhiều tông môn hoàng triều, cơ bản không chiêu thu quỷ thần tộc đệ con. Hiện nay quỷ thần tộc chỉ có thể dựa vào thị tộc truyền thừa, kéo dài hơi tàn. Cho nên, làm đám người này quăng tới xem thường thần sắc, thậm chí vụng trộm cùng nhìn nhau vui cười thời điểm, Lý Thiên Mệnh bọn họ cũng không biết, bọn họ đám người này, vì cái gì tại cái này vui cười. Dạ Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Bạch Quân Sách liếc một chút, đồng dạng không có phản ứng. Không ngờ, Bạch Quân Sách sắc mặt lạnh xuống, thản nhiên nói, cùng quỷ thần tộc lăn lộn cùng một chỗ, các ngươi không ngại tạng a. Bọn họ vì nhục thân cường đại, nhưng mà cái gì đều ăn. Lý Thiên Mệnh nghe lời này, nhấc lên đầu nhìn Bạch Quân Sách liếc một chút, nói, ta hiểu được, người cái này là cố ý tìm phiền toái, nhìn có thể hay không thông qua nhục nhã chúng ta, bức Vu Tử Thiên động thủ, đúng không? Bạch Quân Sách bọn họ sửng sốt một chút. Đầu óc người thật tốt làm, một chút thì thấy rõ ràng nhân quả quan hệ. Bạch Quân Sách bị vạch trần, ngược lại là không giả. Cũng không phải phức tạp gì sự tình. Lý Thiên Mệnh cười nói. Bằng hữu, người cũng biết, Vu Tử Thiên là cái ngân thương sắp đầu, đúng không? Bạch Quân Sách nói. Thái độ của hắn, có vẻ hơi hùng hổ dọa người. Làm phiền ngươi con ruồi này, lăn xa một chút, cảm ơn. Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn nói. Con ruồi, ngươi xong. Bạch Quân Sách giật mình, chợt sắc mặt có chút khó coi. Thanh tỷ sư tỷ nói qua, Lý Thiên Mệnh bọn họ cảnh giới không đến tinh tướng thần cảnh. Tăng thêm Thanh Hồn Điện trong tình báo, cũng không có hai người này giới thiệu, chỉ cần không tại cái kia ngàn người danh ngạch bên trong, đã nói lên không phải cái gì đỉnh cấp mặt hàng, Bạch Quân Sách cũng không sợ. Còn nữa, cần có đi nhờ xe, có thể là cái gì nhân vật. Những cái kia chân chính đỉnh cấp thiên tài, đã sớm để sư môn trưởng bối, hướng vô thiên chi cảnh đưa đi, cũng liền giang thanh lưu lớn gan, vậy mà để Vu Tử Thiên theo phổ thông đệ tử đi. Ta xong, Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười lên. Đây là cùng Vu Tử Thiên học, cố làm ra vẻ liền phải mây bay nước chảy, sau đó hắn vỗ vỗ Dạ Lăng Phong bả vai, nói, Tiểu Phong, người này tìm đánh, đánh hắn. Đúng lúc, Lý Thiên Mệnh đã thật lâu, chưa thấy qua Dạ Lăng Phong động thủ. Hắn đến biết đại khái Dạ Lăng Phong chiến đấu lực, thuận tiện về sau hành sự. Bạch Quân Sách vạn vạn không nghĩ đến, hắn chả không có chủ động làm khó dễ, cái kia ngồi đấy thiếu niên tóc đen đột nhiên bạo khởi. Gần trong gang tấc ở giữa, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái màu đen gậy gộc, trực tiếp như độc long một dạng chui ra, trực đảo mặt, chẳng những tốc độ hung mãnh, lực lượng càng là nặng nề như núi lớn va chạm. Sư huynh cẩn thận. Rất nhiều đệ tử một tiếng kinh hô. Bạch Quân Sách sắc mặt đại biến, không chỉ là bị kinh hãi, tức thì bị chọc giận. Tại cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, trong tay hắn nắm chặt một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng một nhóm, ngăn tại cái kia màu đen gậy gộc trước đó. Làm. Một tiếng mãnh liệt chấn động, Bạch Quân Sách bị trực tiếp chấn bay ra ngoài, trực tiếp té xuống ngay tại bôn tẩu thanh không bích lạc kỳ lân. Trong lúc nhất thời, hơn nghìn người thấy cảnh này, trực tiếp xôn xao. Bạch Quân Sách cảnh giới, hẳn là đạp thiên thập nhị giai, trật tự thiên, có điều hắn là bản nguyên thú tộc, tuổi còn nhỏ, thiên phú cao, chân thực cường độ cũng nhanh tiếp cận hy hoàng. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đánh thắng được sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Hãy chờ xem. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn đối Dạ Lăng Phong có lòng tin. Dạ Lăng Phong làm, nguyên thủy ma tôn, truyền nhân, lại thêm trong thức hải của hắn có 80.000 cái mệnh hồn, lại trải qua dị độ ký ức không gian chi kiếp khó, ăn thật nhiều dị ma, mới có thành tựu ngày hôm nay. Dạng này Dạ Lăng Phong, tại chiến đấu năng lực phương diện phía trên,
tuyệt đối sẽ không kém. Trên thực tế, mặc kệ là Lý Thiên Mệnh vẫn là Dạ Lăng Phong, bọn họ tại 20 mấy tuổi, tại Viêm Hoàng cùng Nguyệt Chi Thần cảnh loại địa phương kia, có thể nắm giữ cảnh giới bây giờ cùng thực lực, đều xem như kỳ tích. Nhất là Lý Thiên Mệnh, mỗi một lần đế hoàng thần ý tăng vọt, giữa cả thế gian không người có thể phục chế. Nhưng là, khi bọn hắn đi vào trật tự chi địa về sau, phát hiện như kỳ tích chính mình, cũng không có kéo ra người đồng lứa quá nhiều, có thể thấy được người nơi này không thể khinh thường. Cái này trật tự chi địa, tồn tại 1-2 ngàn tuổi đỉnh cấp cường giả, dài như vậy thời gian tu luyện, bọn họ đã sớm đứng ở hiện tại Lý Thiên Mệnh, không cách nào chạm đến cao điểm. 30 tuổi trở xuống, Lý Thiên Mệnh cũng không tính là sáng chói, chớ nói chi là nơi này định nghĩa, là 50 tuổi đều tính toán người trẻ tuổi. Lý Thiên Mệnh đoạn này thời gian tu vi tiến bộ thần tốc, cùng phá kiếp sau bạo phát kỳ, còn có chúng sinh tuyến thành lập có quan hệ. Thượng thần cảnh giới, một lần bế quan tu hành 10 năm đều rất bình thường. Tiếp đó, hắn đồng dạng cần làm ra làm chơi ra chơi, từng bước một đi trưởng khống thế giới pháp tắc. Tại hắn cùng Lâm Tiêu Tiêu lúc nói chuyện, Dạ Lăng Phong trực tiếp đuổi kịp Bạch Quân Sách. Hai người trực tiếp tại trên mặt đất đối chiến. Bọn họ làm gì? Kỳ Lân trên đỉnh đầu, Giang Thanh Lưu dựng râu trừng mắt, hô một tiếng, dưới trướng thanh không bích lạc Kỳ Lân ngừng lại, lật ngược đầy trời bụi đất. Phu tử Thiên giật mình, đang muốn gọi lại tay, liền thấy Lý Thiên Mệnh sắc mặt bình tĩnh. Hắn vội vàng tới hỏi, tại không người nhìn thấy góc độ, hắn nháy mắt ra hiệu, hướng về phía Lý Thiên Mệnh nói, ca, chuyện gì xảy ra a? Vẫn chưa rõ sao, hắn muốn thông qua chúng ta, buộc ngươi hiện ra nguyên hình. Lý Thiên Mệnh nói, tiểu tử này, ỷ là trưởng giáo đệ tử, mỗi ngày ghen ghét ta tư nguyên tốt hơn hắn. Phu tử Thiên đau đầu nói, không có việc gì, đánh một trận thì đàng hoàng. Lý Thiên Mệnh nói, phu tử Thiên giật mình, sau đó ánh mắt sáng lên, cho Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên. Về sau, hắn nhanh chân liền chạy, vội vàng đi qua cùng hắn sư tôn nói chuyện, lão già, trước đừng quản, người tốt sinh nhìn lấy, ba người này là ta mới kết giao bằng hữu, bọn họ thật không đơn giản. Việc này hắn vạn phần chắc chắn, bởi vì đây là, tùy thân lão gia gia căn dặn. Nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên. Không đơn giản, thân phận gì, Giang Thanh Lưu trừng mắt hỏi. Không biết a, phu tử Thiên lúng túng nói. Tên gọi là gì? Hi hi, hôm nay mây hồng, gọi là một cái đẹp mắt. Phu tử Thiên duỗi cổ, nói sang chuyện khác. Cút, Giang Thanh Lưu liền đem chuyên chú đặt ở Dạ Lăng Phong trên thân, không nghĩ tới, trận chiến đấu này, để hắn càng xem càng là kinh hãi. Cái này quỷ thần tộc thiếu niên, có thể là bởi vì không có nuốt ăn hung thú quan hệ, thân thể lực lượng cùng phổ thông nhân tộc không sai biệt lắm, nhưng hắn lại có khủng bố như thế linh hồn lực lượng, linh hồn này cường độ, tối thiểu đến tam cảnh vương hồn, trình độ. Mệnh hồn có thể tu luyện, đến một loại nào đó cực hạn, càng có thể đột phá ràng buộc, tầng thứ thuế biến. Một cảnh thần hồn, hai cảnh tướng hồn, tam cảnh vương hồn, còn có trong truyền thuyết bốn cảnh đế hồn. Nếu như không có chuyên tu mệnh hồn, liền xem như tinh tướng thần cảnh đỉnh phong, đều chưa hẳn có thể tới, hai cảnh tướng hồn, chớ nói chi là tam cảnh vương hồn. Loại này mệnh hồn trình độ, trật tự chi địa phía trên rất nhiều 500 tuổi trở lên tiền bối, đều chưa hẳn nắm giữ. Mà bây giờ, tam cảnh vương hồn, lại xuất hiện tại một cái không đến 30 tuổi trên người thiếu niên, quả thực không thể tưởng tượng. Tại Thanh Hồn Điện các đệ tử trong mắt, Bạch Quân Sách là gần với Vu Tử Thiên thần thoại, hắn chỗ lấy cảnh giới không tính quá cao, đó là bởi vì hắn chỉ có 19 tuổi, so Vu Tử Thiên nhỏ gần 6 tuổi. Lấy trình độ của hắn, dạng này trưởng thành tiếp, đến 25, cần phải có tinh tướng thần cảnh 2-3 giai. So sánh Vu Tử Thiên, Bạch Quân Sách còn có một cái rất lớn ưu thế, hắn là tứ sinh ngự thú sư. Tại chúng nhân chú mục bên trong, cái này hai người trẻ tuổi đã nện xuống đất. Quỷ thần tộc cùng bản nguyên thú tộc tranh phong, quả thực rất có xem chút. Bạch Quân Sách bắt đầu thì bị áp chế, lòng kiêu ngạo bị dẫm đạp, lúc này trong lồng ngực, đã tràn đầy lửa giận, hắn tứ đại cộng sinh thú, trực tiếp theo cộng sinh không gian đi ra, mỗi một đầu đều là 4.000 ngôi sao trở lên. Từ khi Liễu Thanh Hoan sau khi chết, Lý Thiên Mệnh đã thật lâu, chưa thấy qua Bạch Quân Sách mạnh như vậy ngự thú sư. Đương nhiên, Thanh Hồn Tháp thủ hộ giả, Giang Thanh Lưu, khẳng định mạnh hơn. Nhưng loại này trưởng bối, không tính là đối thủ. Bạch Quân Sách cái kia 4 đầu cộng sinh thú, hình thể đều 10 phần to lớn, trong đó 2 đầu là màu đen, 2 đầu là màu trắng, bọn họ đều dài hơn lấy hùng sư một dạng thân thể, có được cẩn trọng lông bờm,
còn một cặp to lớn vũ rực, hai cánh triển khai khoảng chừng hơn ngàn mét. Thế mà, đầu nó lại cũng không là hùng sư, mà là một loại sơn dương. Dê là ôn thuần động vật, có thể cái này mình sư tử đầu dê sinh vật, lại cũng không ôn thuần, mà chính là như kỳ lân một dạng, quanh thân mây trắng lượn lờ, toàn thân điềm lành chi khí, cái kia một đôi tròng mắt lộ ra nhất là thâm trầm, tựa như có thể thấy rõ thế gian tất cả mê chướng. Làm cái này bốn đầu thần thú, đứng sóng vai thời điểm, kẹp trong bọn hắn ở giữa bạch quân sách, như là thiên thần hạ phàm, hắn áo phần phật bay múa, đen trắng tóc dài tung bay, khí độ phi phàm, không chỉ có để hứa nhiều thiếu nữ nhóm hoài xuân, cũng để cho Lý Thiên Mệnh thấy được trật tự chi địa các thiên tài phong thái. Cái này bốn đầu nắm giữ 4.000 ngôi sao thần thú, tên là Khôn Thiên Bạch Trạch. Bạch Trạch là một loại đỉnh cấp thần thú huyết mạch. Ngự thú sư lấy cộng sinh thú chủng loại và số lượng đến giới định thiên phú, bạch quân sách nắm giữ bạch trạch cộng sinh thú, hơn nữa còn có bốn đầu, loại thiên phú này, cơ bản tương đương với trật tự thiên tộc bảy kiếp. Đương nhiên, đây là trật tự chi địa bảy kiếp, không phải hy hoàng bảy kiếp. Tại cái này lóa mắt tao nhã bên trong, bạch quân sách tay cầm cấp 4 trật tự thần binh, hắc bạch đạo kiếm, quanh thân có tứ đại bạch trạch thần thú cộng sinh. Hắn vừa rồi bị áp chế biệt khuất. Trong nháy mắt tan thành mây khói, trường kiếm chỉ hướng Dạ Lăng Phong, bờ môi hơi vểnh, toát ra một tia khinh miệt, nói, quỷ thần tộc, nên quỳ trên mặt đất, nằm sấp, cụp đuôi chạy. Đáp lại hắn, là Dạ Lăng Phong tiến công. Tại khô nóng trong cuồng phong, Dạ Lăng Phong đơn tay nắm lấy cùng Đông Hoàng kiếm cơ hồ không kém bao nhiêu, thập phương trấn ma trụ, một đôi thầm trong mắt màu đỏ, để mắt tới bạch quân sách. Tại dưới thân thể của hắn, chính là ba đầu sáu tay hồn ma. Hồn ma theo Dạ Lăng Phong cùng một chỗ trưởng thành, khôi phục nó đã từng thực lực, tại Nguyệt Chi thần cảnh thời điểm, Dạ Lăng Phong cũng không có làm sao để hồn ma bại lộ, cho nên hẳn là không người có thể thông qua hồn ma, nhận ra Dạ Lăng Phong, Dạ ma, thân phận. Quỷ thần tộc không có khả năng có thức thần, cũng không có khả năng có cộng sinh thú, hồn ma tướng mạo này so sánh kỳ quái, nó gào rú táo bạo, xem ra không có gì thần trí, chỉ cần nó không hóa thành một trận gió quấn quanh ở Dạ Lăng Phong trên thân. Đoán chừng mọi người sẽ cho rằng, nó là một loại bị thuần phục hung thú. Loại hung thú này đồng dạng có chiến đấu lực, nhưng không có cách nào tăng thực lực lên, hiệu dụng tự nhiên kém xa cộng sinh thú. Ông! Trật tự chi địa phía trên trận đầu thiên tài chi tranh bạo phát. Lý Thiên Mệnh làm người quan chiến, cũng nhìn đến say sưa ngon lành. Trên thực tế Dạ Lăng Phong cảnh giới, chỉ có thập đạo thiên trình độ, tại lực lượng phương diện không bằng đối thủ, nhưng hắn cái này vừa ra tay. Trực tiếp cũng là trấn áp. Siêu siêu siêu. Bạch quân sách một kiếm đi đầu, thi triển tam cảnh thần quyết. Bát quái động thiên kiếm thuật. Một kiếm này có thể so với Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm, thậm chí kiếm ý mạnh hơn, hắn kiếm chiêu chi phức tạp, mặc dù không có thức thần phong phú, có thể một kiếm đồng dạng thiên biến vạn hóa. Kiếm khí hội tụ thành bát quái đồ án, mỗi một đạo quẻ, đều có đen trắng kiếm khí tạo thành, cái kia gào thét bát quái kiếm khí. Tại thương thiên phía trên hỗn loạn bay múa, hướng Dạ Lăng Phong trên đỉnh đầu đè xuống. Dạ Lăng Phong thì mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, có lẽ là ma tôn truyền thừa ngày càng xâm nhập tim của hắn, hắn không cười thời điểm, càng giống là một cái linh hồn sát thủ. Tại bạch quân sách xuất thủ đồng thời, hắn bốn đầu cộng sinh thú Khôn Thiên Bạch Trạch, chỉ chống không một đầu đối phó hồn ma, còn lại ba đầu lấy ba phương hướng, đem Dạ Lăng Phong vây quanh. Trong đó hai đầu, thi triển thần thông. Còn có một đầu thì trùng kích tới, trước đó chảo mang theo thần thú kinh khủng lực đạo, chụp về phía nó trong mắt nhỏ bé Dạ Lăng Phong. Hai đại thần thông, theo thứ tự là Thiên Tướng Tuyền Hải, cùng Cấm Địa Tù Lao. Khôn Thiên Bạch Trạch chính là khí hậu song thuộc tính cộng sinh thú, lúc này Hỏa Liên Giang còn ở bên cạnh, một chiêu kia Thiên Tướng Tuyền Hải thần thông, đem Hỏa Liên Giang nước sông hấp thu tới, tạo thành một cái tái nhợt vòng xoáy nước. Đáng sợ là, cái này vòng xoáy nước càng là xoay tròn. Càng là thu nhỏ, cuối cùng vẻn vẹn chỉ có đường kính 1 mét. Tại cực độ áp xúc về sau, hoàn thành tạo thành huỳnh hỏa, luyện ngục mệnh hỏa, hiệu quả. Làm cái này Thiên Tướng Tuyền Hải thần thông, vào tới Dạ Lăng Phong thời điểm, một khi đem nuốt vào trong đó, chắc hẳn cái kia áp xúc nước sông, có thể sắp tối Lăng Phong xé rách thành toái phiến. Đến mức một cái khác đại thần thông, Cấm Địa Tù Lao, chính là theo trên nền đất dọc theo người ra ngoài từng cây mâu. Đất này mâu ngàn vạn. Còn có thể biến thành, dây thừng, hình thành đan vào một chỗ lồng giam, hắn tạo thành đều là lòng đất nham thạch, nhưng đây chính là trật tự chi địa lòng đất nham thạch. Bởi vì lâu dài có hằng tinh nguyên tẩm bổ, lại phổ thông lòng đất nham thạch,
đều so Viêm Hoàng Đại Lục kiếp khí cũng còn muốn kiên cường, cái kia từng cây mâu mặc đi ra, quả thực thì đuổi theo ngàn cấp một trật tự thần binh không sai biệt lắm, lực sát thương đương nhiên đáng sợ. Thì cái này vừa ra tay, Lý Thiên Mệnh vẫn là nhìn ra được, cái này Thanh Hồn Điện, thủ tịch nhị sư huynh, thực lực tuyệt đối có thể. Trật tự chi địa nội tình xác thực cẩn trọng. Chỉ bằng Bạch Quân sách thủ đoạn này, tại xa xôi Nguyệt Chi thần cảnh, đều có thể đi ngang. Chỉ là, hắn đụng phải đối thủ là Dạ Lăng Phong. Tại Bát Quái Động Thiên Kiếm Thuật, hai đại thần thông còn có cộng sinh thú nhục thân cận chiến hợp kích phía dưới, Dạ Lăng Phong không có chút nào biến sắc. Hắn cũng có thần thông. Chỉ thấy trên người hắn, có ngọn lửa màu đen đốt cháy, trong nháy mắt rút dài. Tán. Ngọn lửa màu đen này bao phủ lái đi, trước tiên thì đốt tới chung quanh ba đầu Khôn Thiên Bạch Trạch trên thân. Một chiêu này chính là Dạ Lăng Phong thần thông, Nhiên Hồn Chú. Dạ Lăng Phong thần thông, cùng phổ thông quỷ thần khác biệt. Hắn là dựa vào cường đại mệnh hồn năng lực thi triển. Làm thần thông cùng mệnh hồn móc nối, hắn thần thông lực sát thương liền sẽ tương đương đáng sợ. Cái kia tràn ra ngọn lửa màu đen, xem ra mềm yếu bất lực, cho nên ngay từ đầu cái kia ba đầu Khôn Thiên Bạch Trạch đều không thế nào quan tâm, thế nhưng là làm ngọn lửa kia trực tiếp thiêu đốt trên thân, trong nháy mắt xâm nhập thức hải, thiêu đốt mệnh hồn thời điểm. Cái này ba đầu một cảnh thần hồn cấp bậc Khôn Thiên Bạch Trạch, tại chỗ kêu thảm. Cái kia thân thể lớn như vậy ngã lăn xuống đất phía trên, run rẩy co rút, nện đến khắp nơi oanh minh, vô số cây cối sụp đổ, nước sông ngăn nước. Bọn họ thi triển thần thông, tại còn không có công kích đến Dạ Lăng Phong thời điểm, tự nhiên tự sụp đổ. Hô hô hô, cái kia Nhiên Hồn Chú chi hỏa, còn tại Khôn Thiên Bạch Trạch mệnh hồn phía trên thiêu đốt, làm cho chúng nó thời gian ngắn hoàn toàn đánh mất chiến đấu lực. Dạng này một màn, chỉ là Thanh Hồn Điện đệ tử trợn mắt hốc mồm bắt đầu. Liền cái kia Giang Thanh Lưu, chính là giờ khắc này, ý thức được Dạ Lăng Phong đáng sợ. Bạch Quân Sách tận mắt thấy chính mình cộng sinh thú ngã xuống, nghe bọn họ kêu thảm, lấy tâm linh câu thông hướng mình khóc lóc kể lể. Vừa đối mặt liền bị đánh thành dạng này, Bạch Quân Sách quả thực lưng phát lạnh. Công bản thể hắn, phá hắn thần thông. Một đầu Khôn Thiên Bạch Trạch quát. Không dùng nó nói. Bạch Quân Sách cái kia Bát Quái Động Thiên Kiếm Thuật, liền đã bao trùm Dạ Lăng Phong toàn thân. Tại cái này đen trắng kiếm khí tàn phá bừa bãi bên trong, cái kia tóc đen thiếu niên mặc áo đen đột nhiên ngẩng đầu. Cái kia thầm hai mắt màu đỏ, càng thêm chí mạng. Hắn người mặc chiến giáp, Bạch Quân Sách căn bản không nhìn thấy lồng ngực của hắn, đang có nguyên thủy chi môn tại chuyển động. Lúc này thời điểm, càng khiến người ta thét lên thanh âm phát sinh. Dạ Lăng Phong duỗi ra hai ngón tay, cắm vào chính mình trên huyệt thái dương. Đầu của hắn đã nứt ra một số khe hở, nhưng lại không chảy máu. Ngay sau đó, mọi người tận mắt thấy, hắn ở chỗ này bóp ra một thanh tinh hồng sắc chủy thủ, giữ tại trong tay trái. Tràng diện kia, quả thực cũng là hắn theo trong đại não, rút ra một cây dao găm. Nhưng nhìn kỹ, liền biết cái này căn bản cũng không phải là trật tự thần binh. Chủy thủ này phía trên ẩn chứa kinh khủng linh hồn lực lượng. Mệnh hồn chi lực ngưng kết thực thể, tuyệt đối tam cảnh vương hồn, mà lại là đỉnh phong trạng thái. Giang Thanh Lưu ánh mắt mở to lớn, tại chỗ vỗ một cái Vu Tử Thiên đầu, nói, người cháu trai này, chỗ nào tìm bằng hữu? Cái này nghịch thiên a. Khí vận gây nên, anh hùng hút nhau. Vu Tử Thiên chứng trạc đàng hoàng giải thích nói. Bọn họ không nói thêm gì nữa, mà chính là định thần nhìn Dạ Lăng Phong một chiêu Nhiên Hồn Chú, áp chế ba đầu Khôn Thiên Bạch Trạch. Sau đó phải tay nắm lấy thập phương trấn ma trụ, tay trái phản tay nắm lấy cái kia tinh hồng sắc chủy thủ, hướng về Bạch Quân Sách đánh tới. Dạ Lăng Phong thanh này mệnh hồn bên trong rút ra chủy thủ, nhưng thật ra là một loại thần thông, gọi là đâm tâm hồn nhận. Muốn cái này đâm tâm hồn nhận đâm chúng, thần hồn lực lượng nếu là không mạnh, bị mất mạng tại chỗ. Thanh này đâm tâm hồn nhận đối thức thần lực sát thương, đồng dạng rất mạnh, có thể tại trên căn bản sụp đổ địa hồn, để thức thần nứt toác về sau. Không bao giờ còn có thể ngưng tụ. Tại cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, Dạ Lăng Phong trường côn chọc ra. Hắc Nguyệt Mê Thần Côn Điển. Đây là tại Nguyệt Thần tộc học tập hai cảnh thần quyết, không tính quá mạnh, bởi vì là thức thần tu luyện giả chiến quyết, cũng không quá thích hợp Dạ Lăng Phong. Cho nên tại chiến quyết phương diện, một côn này thi triển đi ra, đầy trời côn ảnh, vẫn là ngăn không được Bát Quái Động Thiên Kiếm Thuật. Nhưng là, lấy thập phương trấn ma trụ thập phương trấn ma kết giới, vẫn có thể phối hợp côn pháp, miễn cưỡng tiêu trừ đối phương kiếm thuật hơn phân nửa công kích. Ông, thì sau đó một khắc,
Dạ Lăng Phong nhất côn quét ngang, cùng hắc bạch đạo kiếm chấn động cùng một chỗ, phát ra âm thanh chói tai. Bạch Quân xách kiếm, tại chỗ đánh bay thập phương chấn ma trụ. Thế mà, tại cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, Dạ Lăng Phong linh hồn chi lực như xúc tu một dạng chói lại Bạch Quân xách. Tại Bạch Quân xách ôm đầu kêu đau đớn thời điểm, trong tay hắn gai hồn hồn nhận phút chốc đâm tới. Bạch Quân xách tại bối rối ở giữa, dùng cánh tay ngăn cản. Làm cái kia đâm tâm hồn nhận đâm trúng huyết nhục của hắn thời điểm, trong nháy mắt hóa thành dịch thể, tràn vào toàn thân hắn. Một khắc này, Bạch Quân xách sắc mặt trắng bệch, trực tiếp đập xuống đất, kêu thê lương thảm thiết. A! À, hắn toàn thân nổi gân xanh, trong mắt đều nhanh nhảy ra, cả người đánh tới, vô cùng thê thảm. Nhìn bộ dạng này, tuyệt đối thắng bại đã phân. Bạch Quân xách cùng hắn ba đầu khôn thiên bạch trạch, toàn bộ chiến bại. Chiến bại ngược lại là không có gì, dù sao đối thủ có chút thần bí. Mấu chốt là, Bạch Quân xách xem ra quá thảm, mới gọi rất nhiều thanh hồn điện đệ tử tê cả ra đầu. Trong lòng bọn họ cơ hồ hoàn mỹ Bạch Quân xách thê thảm như thế, rất nhiều đệ tử gấp đến độ tại chỗ rơi lệ. Dừng tay! Giang Thanh Lưu thanh âm đã truyền đến. Tiểu Phong! Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Dạ Lăng Phong rơi vào Bạch Quân xách trước mắt, chỉ tay một cái. Liền đem đâm tâm hồn nhận theo trong thân thể của hắn thu tới. Hắn trực tiếp cầm lấy chủy thủ bộ phận lưỡi, nhắm ngay đầu của mình, trực tiếp ghim đi vào. Tình cảnh này, đồng dạng gọi người dùng mình. Bạch Quân xách lúc này mới không đau. Chỉ là cả người hắn cùng hư thoát giống như, tứ chi mở ra, nằm trên mặt đất, ánh mắt cơ hồ đều tán loạn. Bằng hữu, ta là nhiên hồn tộc, không là quỷ thần tộc. Dạ Lăng Phong nói xong câu này, cầm đi xa xa thập phương chấn ma trụ, kêu một chút hồn ma. Hồn ma còn tại cùng sau cùng một đầu khôn thiên bạch trạch giết đến khó phân thắng bại, nó trực tiếp ghé vào khôn thiên bạch trạch trên thân, ba đầu sáu tay đủ dùng, có nhục thân chiến lực, cũng có linh hồn lực sát thương. Làm nó cắn xé tại khôn thiên bạch trạch trên thân thời điểm, Lý Thiên Mệnh nhìn đến vô cùng rõ ràng. Hồn ma, cắn cũng là mệnh hồn. Thái cổ tà ma có thể ăn thiên hồn, Dạ Lăng Phong có thể ăn địa hồn. Cái này hồn ma liên tam hồn chi chủ mệnh hồn đều có thể ăn. Thiên địa mệnh tam hồn ác mộng, tại Lý Thiên Mệnh bên cạnh, trực tiếp cho gom góp. Liên quan tới hồn ma ăn mệnh hồn việc này, Lý Thiên Mệnh đến hướng Dạ Lăng Phong hiểu rõ ràng, bây giờ không phải là thời điểm. Mà lại, hồn ma chỉ là cắn xé, không có làm loạn. Dù sao Bạch Quân xách lại tội không đáng chết, chỉ là một trận đơn giản luận bàn mà thôi. Làm Dạ Lăng Phong trở lại Lý Thiên Mệnh bên người thời điểm. Thanh hồn điện đệ tử, đều tại lấy ánh mắt kính sợ nhìn lấy hắn. Đây là một cái bị bọn họ sơ sót thiếu niên, lại đánh bại bọn họ thanh hồn điện đệ nhị thiên tài. Đối với loại nhân vật này, bọn họ không dám lỗ mãng. Bọn họ nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh bọn họ, hiếu kỳ vừa khẩn trương. Bọn họ thế nhưng là đại sư huynh bằng hữu a. Nói đúng, đại sư huynh bằng hữu, cái kia chính là trật tự chi địa đỉnh phong nhân vật, có loại thủ đoạn này bình thường. Bạch Quân xách đây là đá trúng thiết bản lên. Mọi người xì xào bàn tán thời điểm, Thanh tỷ đi xuống đem Bạch Quân xách ôm về. Gặp thiếu niên này mệnh hồn bị thương, còn có chút hoảng hốt, Thanh tỷ tâm lý so ăn phải con ruồi còn khó chịu hơn. Sư tỷ, ta. Bạch Quân xách trong ánh mắt còn cất giấu hoảng sợ. Hắn thực sự không có nghĩ rõ ràng, chính mình là làm sao chiến bại, dù sao rất đáng sợ. Đừng nói nữa, là ta sơ sót. Không có thám thính tốt những người này nội tình, muốn tìm quả hồng mềm, không nghĩ tới nâng lên thiết bản, ba người này lai lịch bất phàm, không thể trêu chọc. Thanh tỷ giận dữ nói. Cái kia vô tử thiên sự tình, cứ tính như thế. Bạch Quân xách không cam lòng nói. Đương nhiên không thể, thực sự không được, ta tìm cơ hội động thủ, Giang Thanh Lưu luôn có không có che chở thời điểm, ta động thủ, cũng có thể thấy rõ vô tử thiên gia hỏa này, đến cùng là chân tài thực học, vẫn là bao cỏ. Thanh tỷ trầm giọng nói. Muốn là vạch trần, Giang Thanh Lưu lão quỷ này, mất mặt a. Bạch Quân xách nói. Há lại chỉ có từng đó là không nhịn được, bọn họ sư đồ muốn là liên thủ lừa trên gạt dưới, lừa gạt tài nguyên tu luyện, đem chọn cái thanh hồn điện đùa bỡn đến xoay quanh, chúng ta trưởng giáo sư tôn, giới luật đường còn có thanh hồn tổ hội, toàn bộ đều sẽ chế tài bọn họ sư đồ. Thanh tỷ hung ác tiếng nói. Nàng ngược lại là hy vọng, phụ tử thiên là đồ giả mạo. Bởi vì, một cái thanh hồn tháp thủ hộ giả, một cái liền ngự thú sư đều không phải là phổ thông nhân tộc, dựa vào cái gì như thế phong cảnh, muốn cái gì, thì có cái gì. Liền bọn họ những thứ này trưởng giáo đệ tử thân truyền,
đều phải cho Vô Tử Thiên nhường đường. Huynh đệ, sư tôn ta muốn cùng các ngươi nói chuyện riêng một chút. Vô Tử Thiên đi vào Lý Thiên Mệnh trước mắt thời điểm, thay đổi phong khinh vân đạm hình tượng, mãnh liệt dao động quạt giấy, thái độ hèn mọn. Ngươi cái này cây quạt phía trên 5 cái mỹ nhân, cũng quá đẹp a. Lý Thiên Mệnh liếc một cái hắn quạt giấy, cái này khiến hắn nhớ tới Thần Đô, Khương Ngọc, Giang Sơn Mỹ Nhân Đồ, cái kia một tấm ảnh tạo nghệ, so với Vô Tử Thiên trên tay cái này quạt giấy, vậy tuyệt đối kém xa. Vô Tử Thiên quạt giấy phía trên vẽ 5 cái mỹ nhân, đều là thiên tư quốc sắc, như xuất trần thiên nữ, nguyên một đám linh động tự nhiên, cười nói tự nhiên, mà lại khí chất khác nhau, mấu chốt là từng đôi mắt, thì cùng còn sống giống như, mặt mày có thể đưa tình. Dạ Lăng Phong nói, đây không phải 5 cái mỹ nhân đồ, mà chính là 5 cái, khí hồn, bám vào ở phía trên. Khí hồn, chính là thiên địa mệnh tam hồn bên ngoài hồn phách, không thuộc về tam hồn hệ thống. Nghe nói là đồ vật lâu dài đản sinh hồn linh, giống như tối đỉnh cấp trật tự thần binh, thì nắm giữ khí hồn. Ha ha, tuy đẹp đều vô dụng, chỉ có thể nhìn, không thể mò, coi như đẹp như tiên nữ, cũng không bằng ta tiểu sư muội xúc cảm thực sự. Vô Tử Thiên cười hắc hắc nói. Cẩn thận các nàng 5 cái đi ra, xé nát lỗ tai của ngươi. Lý Thiên Mệnh tự tiếu phi tiếu nói. Các ngươi thật sự là lợi hại, cái này cũng nhìn ra được. Vô Tử Thiên líu lưỡi nói. Lý Thiên Mệnh một câu nói kia, hơi có chỉ, hắn đương nhiên nghe được. 5 cái mỹ nhân đồ, nếu là có thể đi ra, đó không phải là khí hồn sao? Không khó, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn chả không có nói cho Vô Tử Thiên. Bọn họ liền, tùy thân lão gia gia đều biết đây. Đúng rồi, sư tôn ta muốn cùng các ngươi nói chuyện riêng. Vô Tử Thiên thăm dò hỏi. Trò chuyện chứ sao, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn mang theo Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu, theo Vô Tử Thiên, tại vô số thanh hồn điện đệ tử ánh mắt hiếu kỳ bên trong, đi tới thanh không bích lạc kỳ lân trên đỉnh đầu. Chỉ có Giang Thanh Lưu một người, chắp tay sau lưng đứng ở chỗ này, nhìn về phía trước lửa nóng vô tận sơn hà. Vãn bối gặp qua Giang tiền bối. Đối mặt cái này đỉnh cấp cao thủ, Lý Thiên Mệnh không dám thất lễ, khom lưng hành lễ. Khụ khụ, Giang Thanh Lưu tằng hắng một cái, chứng chạc đàng hoàng quay đầu, nói, tiểu huynh đệ, tên gọi là gì? Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu không nói tính danh, là bởi vì hắn chả lo lắng Nguyệt Chi Thần cảnh sự tình, hiện tại xem xét đều một tháng nhiều, bên kia cũng không có động tính, mà lại trên thế giới này cùng tên người thực sự quá nhiều. Hắn liền không tiếp tục ẩn giấu, nói, vãn bối, Lý Thiên Mệnh. Nói xong, hắn lại để cho Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu tự giới thiệu mình một chút. Dạ Lăng Phong bởi vì dạ ma sự tình, hắn dứt khoát tự xưng Tiểu Phong. Ba người các ngươi, đều tính toán rất không tệ thiên kiêu thiếu niên, có thể hay không cáo chi các ngươi kế thừa nơi nào. Hoặc là thuộc tại cái gì thế lực, Giang Thanh Lưu hỏi. Hắn cũng là bởi vì Dạ Lăng Phong xuất thủ kinh diễm, mới chú ý tới bọn họ. Cái này vừa nói, phát hiện ba người này, rõ ràng lấy Lý Thiên Mệnh cầm đầu, tâm lý liền càng thêm tò mò. Giang tiền bối, chúng ta sư môn có lệnh, không được tiết lộ kế thừa. Lý Thiên Mệnh nói, thật sao, vậy nói rõ tuyệt đối là thế ngoại cao nhân đây. Giang Thanh Lưu nói, Lý Thiên Mệnh cười không nói. Trật tự chi địa quá lớn, Thái Dương Vạn Tông bên trong, Tàng Long Ngọa Hổ, xác thực có rất nhiều chuyên tâm tu hành thế ngoại cao nhân tồn tại. Có rất nhiều người. Thậm chí 500 tuổi trước đều là vô danh tiểu tốt, bỗng nhiên có một ngày danh động thiên hạ, loại hiện tượng này rất phổ biến. Đừng nói Giang Thanh Lưu, liền xem như hạng nhất tông môn, đều không cách nào nhận toàn tất cả cường giả. Bất quá, tiến, vô thiên chi cảnh, cầm tới, tham chiến kết giới, thời điểm, mỗi người đều phải ghi chép kế thừa, thuộc về tin tức, có thiên cung cùng Thái Dương Vạn Tông giám sát, người không biết rõ ràng, có thể không thể đi vào a. Giang Thanh Lưu nói. Như vậy phải không? Nói thật, Lý Thiên Mệnh còn thật không rõ ràng chuyện này. Cho nên ngươi định làm như thế nào? Giang Thanh Lưu hỏi. Lý Thiên Mệnh linh cơ nhất động, cười nói, chính vì vậy, chúng ta mới cùng Vô Tử Thiên huynh đệ đồng hành, nhìn xem có không có gia nhập, Thanh Hồn Điện, trở thành Thanh Hồn Điện đệ tử, vì Thanh Hồn Điện tham chiến cơ hội. Nghe nói như thế, Giang Thanh Lưu sắc mặt có chút cổ quái. Sư tôn, mau trả lời nên a, đệ tử mặt mũi. Người cũng không cho a. Vô Tử Thiên ánh mắt sáng lên. Tùy thân lão gia gia để hắn thân cận Lý Thiên Mệnh, nếu là có thể đem bọn hắn biến thành Thanh Hồn Điện đệ tử, cái kia há không thì càng thỏa đáng. Giang Thanh Lưu bỗng nhiên cười, nói, tiểu huynh đệ,
người đây là tại tiện nghi chúng ta Thanh Hồn Điện a. Như thế ba cái có bản lĩnh thiên kiêu đệ tử, trắng trắng cho chúng ta Thanh Hồn Điện tranh thủ vinh dự, các ngươi sư môn không đau lòng sao? Bọn họ đương nhiên không đau lòng, điệu thấp mới là vương đạo, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói, Thanh Hồn Điện là một cái để cho mình, triệt để dung nhập trật tự chi địa cơ hội, Lý Thiên Mệnh muốn phải bắt được. Một khi giải quyết vấn đề thân phận, mà lại sau lưng còn có thể có Giang Thanh Lưu giúp đỡ một chút, liền có thể tiêu trừ rất nhiều phiền phức. Đến mức Giang Thanh Lưu, Lý Thiên Mệnh không lo lắng hắn dám mưu hại mình, thứ nhất là thông qua tiếp xúc, cảm giác người này cũng không tệ lắm, cái thứ hai là bởi vì, Dạ Lăng Phong vừa mới xuất thủ, còn có Lý Thiên Mệnh lời nói, tạo một cái thần bí sư môn, giả tượng, Giang Thanh Lưu không dám làm loạn. Dù sao chính là, lừa dối. Dù sao, theo trật tự chi địa logic đến xem, ba cái sau lưng không có bất kỳ cái gì chỗ dựa người, có thể mạnh đến loại trình độ này, hoàn toàn không có khả năng. Lý Thiên Mệnh càng là ẩn tàng, hắn sau lưng bóng mở lại càng lớn. Giang Thanh Lưu bỗng nhiên cười ra tiếng âm. Hắn gặp Dạ Lăng Phong biểu hiện, tâm tình rung động, vốn là muốn hỏi một chút kế thừa, không nghĩ tới. Lợi ích to lớn, trực tiếp đưa tới cửa. Ba người này, hắn chỉ nhìn Dạ Lăng Phong bản sự, tam cảnh vương hồn để hắn khiếp sợ không thôi, Lâm Tiêu Tiêu xem ra đồng dạng, nhưng Lý Thiên Mệnh loại này khí độ, xem xét thì không so Dạ Lăng Phong kém. Nếu là bọn họ tại vô thiên chi cảnh, biểu hiện xuất sắc, vì Thanh Hồn Điện làm vẻ vang, cái kia Giang Thanh Lưu cũng có rất lớn ích lợi. Cái này không chỉ là vấn đề mặt mũi, Thái Dương Vạn Tông có rất nhiều tư nguyên, địa bàn tranh chấp, sinh ra rất nhiều đánh cược hiệp nghị, toàn bộ đặt ở vô thiên chi cảnh chiến đấu phía trên. Những đệ tử trẻ tuổi này biểu hiện tốt, mặc kệ đối tông môn vẫn là Giang Thanh Lưu, chỗ tốt đều có rất nhiều. Bao quát hắn tại Thanh Hồn Điện địa vị, đều có thể nước lên thì thuyền lên. Giang tiền bối, không biết vãn bối ý tưởng này, phải chăng đường đột? Lý Thiên Mệnh rất lễ phép hỏi. Không, tuyệt đối không đường đột, bởi vì cái gọi là anh hùng nhung nhớ, các ngươi muốn mượn dùng Thanh Hồn Điện thân phận, sư tôn ta tuyệt đối 10.000 cái đáp ứng, đúng không? Phu Tử Thiên không ngừng hướng Giang Thanh Lưu nháy mắt. Khụ khụ. Giang Thanh Lưu ho khan một tiếng. Con hàng này vui vẻ trong lòng, trên mặt vẫn còn giả bộ, hắn ra vẻ thanh âm trầm thấp, nói. Cái này đương nhiên không có vấn đề, đều là chuyện nhỏ, lợi người lợi mình. Như vậy đi, ta thì đối ngoại tuyên bố, các ngươi ba cái, chính là ta ký danh đệ tử. Con hàng này ngược lại là dứt khoát. Lý Thiên Mệnh muốn là Thanh Hồn Điện đệ tử thân phận, hắn đổ là tốt, ngoài miệng rụt rè lấy, trực tiếp cho ký danh đệ tử thân phận. Ký danh đệ tử, khẳng định không bằng Vô Tử Thiên loại này đệ tử thân truyền, nếu là Lý Thiên Mệnh bọn họ gặp rắc rối, Giang Thanh Lưu còn có thể vung một chút. Nhưng muốn là lập xuống công lao, cái kia Giang Thanh Lưu liền có thể, trực tiếp ôm đồm trên người mình. Hoàn mỹ. Đa tạ Giang tiền bối. Lý Thiên Mệnh nói. Bên ngoài người trước mặt, nhớ đến kêu sư tôn. Giang Thanh Lưu chắp tay sau lưng nói. Đó là, Lý Thiên Mệnh cười nói. Trên thực tế bọn họ đây coi như là lẫn nhau thủ cần thiết. Dù sao Giang Thanh Lưu biết, Phu Tử Thiên không thế nào ổn định, mà Dạ Lăng Phong biểu hiện, tuyệt đối không kém. Chuyện tốt như vậy đưa tới cửa, vạn nhất phạm sai lầm cũng có thể hất ra, đối với hắn đúng là chuyện tốt. Sư tôn, chúng ta không muốn bại lộ sư môn sự tình, xem tại lai lịch của chúng ta, còn mời sư tôn giúp chúng ta một chút. Lý Thiên Mệnh nói, cái này là chuyện nhỏ, thì đối ngoại tuyên bố, các ngươi là ta ở quê hương, tự mình chỉ đạo đệ tử là được rồi. Giang Thanh Lưu nói, đa tạ, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, có tầng này thân phận, còn có một cái, tiện nghi. Sư tôn tồn tại, chẳng những dung nhập cái thế giới này, có đi vô thiên chi cảnh tư cách, còn có nhất định trưởng bối che chở. Chỉ cần không gặp rắc rối quá ác, Giang Thanh Lưu cần phải nguyện ý bãi bình. Cho nên nói, Dạ Lăng Phong đánh Bạch Quân Sách một trận, xác thực có tác dụng lớn. Từ hôm nay trở đi, ba người bọn hắn, cũng là danh chính ngôn thuận Thanh Hồn Điện đệ tử, liền đệ tử lệnh bài đều lấy được. Đến khắp chung quanh cái này mấy ngàn đệ tử. Bọn họ vốn cũng không rõ ràng chi tiết, cho nên không ảnh hưởng. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đứng tại Kỳ Lân thần thú trên đầu, lên cao ngóng nhìn. Trong ánh mắt của hắn, chỉ có cái kia 1 tỷ người chiến trường. Vô thiên chi cảnh. Ca. Phu Tử Thiên cười hì hì đứng bên người, hô hắn một tiếng. Làm cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bên ngoài người trước mặt, nhớ đến kêu ta đại sư huynh. Phu Tử Thiên nói. Chậc chậc, Lý Thiên Mệnh cười. Nhà ngươi lão gia gia,
nhìn như vậy tốt chúng ta à. Phu Tử Thiên ngây người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngươi đều biết rồi, Phu Tử Thiên ngượng ngùng hỏi. Tự nhiên trốn không thoát, chúng ta hỏa nhãn kim tinh. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói trắng ra là, sự kiện này, Phu Tử Thiên chính mình cũng không dám để cho người khác biết, thậm chí ngay cả cái kia sư tôn người Giang Thanh Lưu, rất có thể cũng không biết chi tiết. Tiểu Phong huynh đệ thần hồn cường đại như thế, liền biết không thể gạt được các ngươi, bất quá, kỳ thật cũng không có gì tốt giấu giếm, mọi người đều biết, trên người của ta khẳng định có đặc thù truyền thừa. Đương nhiên, hay là hy vọng các huynh đệ, khả năng giúp đỡ tiểu đệ bảo vệ canh một chút bí mật. Phu Tử Thiên thành khẩn nói. Yên tâm đi, chúng ta là trên một cái thuyền, giúp lẫn nhau, chiếu ứng lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh nói. Không có vấn đề. Dù sao, Lý Thiên Mệnh là ân nhân cứu mạng của hắn. Bởi vì Phu Tử Thiên giới thiệu, Lý Thiên Mệnh mới có thể lắc mình biến hóa, tại trật tự chi địa chính thức cầm giữ có thân phận. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh lưng tựa thanh hồn điện, còn phải dựa vào con ngàn giao thiệp, từ đó điều hòa. Nếu như vậy, Lý Thiên Mệnh mới có thể triệt để dung nhập cái này trật tự chi địa. Lúc này thời điểm, Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân đã lại lần nữa lên đường. Lửa nóng cuồng phong gào thét bên trong, Lý Thiên Mệnh mơ hồ nghe được những cái kia thanh hồn điện đệ tử, đang thảo luận bọn họ. Nguyên lai, ba vị này lại là Giang Sư Bá ký danh đệ tử. Trách không được lợi hại như vậy, nguyên lai là xuất từ Giang Sư Bá điều giáo. Giang Sư Bá cái này chỉ đạo đệ tử phương diện bản sự, xác thực rõ như ban ngày, đại sư huynh cũng không cần nói, nghe nói vững vàng, đế tinh bảng, trước năm, còn có ba cái không hiện sơn thủy ký danh đệ tử, vậy mà đến bây giờ mới lấy ra tới. Bên trong một cái Tiểu Phong sư huynh, đều so Bạch Quân Sách sư huynh mạnh, đây chẳng phải là nói, chúng ta thanh hồn điện cái này đệ nhất trước ba đệ tử, đều Giang Sư Bá môn hạ. Phải là, Giang Sư Bá thật sự là lợi hại, nghe nói thực lực của hắn tại thanh hồn điện, miễn cưỡng tiến 10 vị trí đầu, nhưng hắn đệ tử của đời này, liền trưởng giáo đệ tử đều phủ lên. Các đệ tử đối đãi Giang Thanh Lưu ánh mắt, cũng không giống nhau, tràn đầy khâm phục. Lại nói, Giang Sư Bá tại sao muốn cho tới hôm nay, mới đem cái này ba cái ký danh đệ tử lấy ra đến. Người đây liền không hiểu được, vì bảo hộ người trẻ tuổi, cũng vì lưu lại thủ đoạn, rất nhiều tông môn thế lực, đều tại phong bế thức bồi dưỡng đệ tử. Các loại vô thiên chi cảnh mở ra, bọn họ biểu diễn, sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Giống chúng ta đại sư huynh loại này, bình thường xuất thủ rất ít, cũng là sợ bị đối phương thu hoạch tình báo, chuyên môn khắc chế. Tại trật tự chi địa, không ra 30 tuổi, thì cùng nhi đồng không sai biệt lắm. Thời đại này, nhân tài, thiên tài, cũng là tương lai căn cơ. Đối bất kỳ một cái nào tông môn thế lực tới nói, truyền thừa, hai chữ, chính là tương lai cường thịnh hạch tâm. Không chỉ là Giang Sư Bá, ta nghe nói, mỗi lần vô thiên chi cảnh mở ra, tối thiểu sẽ xuất hiện một nhiều hơn phân nửa, trước kia chưa từng ngoi đầu lên qua thiên tài, nhất là các đại tông môn đệ tử thân truyền của tông chủ. Đến lúc đó, thì xem ai át chủ bài nhiều, kích thích. Liền những thứ này thanh hồn điện đệ tử, đều không hoài nghi Lý Thiên Mệnh lai lịch của bọn hắn. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, thân phận bối cảnh cửa này, đã qua. Cái này thật rất trọng yếu. Vì cái gì? Nhìn xem Hy Hoàng dẫn 100.000 nguyệt thần tộc, phía dưới Viêm Hoàng đại lục giết hại liền biết. Một cái muốn tranh nhọn thế giới, sao có thể không đắc tội người? Không sợ địch nhân cường đại, liền sợ địch nhân phát rồ. Mấy ngày nay, Lý Thiên Mệnh bọn họ cùng Vu Tử Thiên lăn lộn cùng một chỗ, lại quen biết rất nhiều thanh hồn điện đệ tử. Mọi người cùng nhau vui cười trò chuyện. Lý Thiên Mệnh tính tình phát triển, không giống Vu Tử Thiên còn có thần tượng bao phục, ngắn ngủi mấy ngày, hắn thì kết giao không ít bằng hữu. Ta phát hiện, người càng lúc càng giống trên Thái Dương thổ dân. Lâm Tiêu Tiêu liếc hắn một cái, có chút im lặng nói ra. Nhập gia tùy tục, biết người biết ta, trăm chiến không thua. Lý Thiên Mệnh nói, ta nhìn ngươi là trời sinh gái VIP đi. Lâm Tiêu Tiêu môi đỏ hơi vểnh, trên gương mặt hiện ra một vệt ý cười. Bây giờ cục diện sáng tỏ, chỉ kém Lý Khinh Ngữ một người, tạm thời áp lực không tính mọi người ngược lại là nghĩ đến thẳng mở, đều khoái hoạt một chút. Bao quát cộng sinh không gian bên trong cộng sinh thú bọn họ, cả ngày chơi đùa. Tiên tiên trên thân, Khương Phi Linh sinh mệnh lực, tựa hồ cũng càng ngày càng mạnh, Lý Thiên Mệnh càng thêm có thể cảm nhận được. Nàng cuồn cuộn cùng dồi dào. Các loại linh nhi tỉnh lại, đoán chừng có thể có rất nhiều thuế biến, không biết nàng sẽ mạnh đến mức nào.
Đến lúc đó, đội ngũ của chúng ta thì có 4 người, lại mang lên khẽ nói, liền có thể gom góp 5 cái. Thân nhân, bằng hữu, huynh đệ tỉ muội, mọi người hội tụ một đường, chinh chiến thiên hạ, lẫn nhau thủ hộ. Những tháng ngày đó, là Lý Thiên Mệnh chỗ hướng tới. Đến đón lấy mấy ngày, Lý Thiên Mệnh chủ yếu hướng Vô Tử Thiên, bộ một số liên quan tới, Vô Thiên chi cảnh, chi tiết. Lý Sư Huynh, dung mạo người thật thanh tú. Thỉnh thoảng có thanh hồn điện nữ đệ tử, ẩn ý đưa tình, vượt qua Vô Tử Thiên, đối Lý Thiên Mệnh nhìn trộm. Thật cay, tốt trực tiếp. Quả nhiên, một phương khí hậu dưỡng một phương người. Viêm Hoàng Đại Lục cô nương, an tĩnh nội liếm chiếm đa số, nhưng là lửa này thiêu giống như trên Thái Dương. Những cô nương này dám yêu dám hận, nhiệt tình như lửa, có một phen đặc biệt dị vực phong tình. Mà lại so với Nguyệt Chi Thần cảnh cô nương, các nàng sẽ thuần túy một số, không quá thích ganh đua so sánh. Ta dựa vào, những thứ này tiểu vương bát, di tình biệt luyến thật nhanh. Vô Tử Thiên đau đầu a. Cái này gọi cải tà quy chính, mị lực của ngươi giá trị, cùng ta tồn tại chênh lệch rất lớn. Lý Thiên Mệnh nói, khí độ loại vật này, rất khó ẩn tàng. Lý Thiên Mệnh bây giờ nghĩ giả heo ăn thịt hổ đều không được. Dạ Lăng Phong đều xuất thủ qua, mà hắn lại không có, có thể ngay cả như vậy, thanh hồn điện các đệ tử ánh mắt, 7/10 đều ở trên người hắn. Sư tôn ta nói, ngươi là trời sinh đế hoàng chi tướng, nhất cử nhất động, thần uy cái thế, đây là thống ngự qua rất nhiều người, mới có thể hình thành khí chất, 20 mấy tuổi có thể có loại khí chất này, thiên hạ hiếm thấy. Thì ngươi một đôi mắt này tới nói, mắt trái màu vàng óng. Có quyền uy, quang minh chính đại cảm giác, mắt phải màu đen, thì khiến người ta kính sợ. Vô Tử Thiên đối với gương mặt hắn phân tích nói. Được rồi, điểm nhẹ thổi. Bọn họ chính trò chuyện vui sướng, Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân, cũng bằng tốc độ kinh người, vượt qua Sơn Hà, tại cái này trên Thái Dương lao nhanh. Đúng vào lúc này, nguy hiểm đột nhiên buông xuống. Cái này nguy hiểm không phải nhằm vào Lý Thiên Mệnh, mà chính là trước mắt hắn Vô Tử Thiên. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Liền nhìn đến thanh hồn điện đệ tử trong đám người, bay ra một đạo màu xanh đậm lá cây hình dáng phi đao, thẳng đến Vô Tử Thiên giữa lưng. Cái này phi đao lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh đến khủng bố, người bình thường căn bản là không có cách phòng bị. Cẩn thận! Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Tại cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, rất nhiều người lên tiếng kinh hô, Vô Tử Thiên nguy cơ sớm tối. Đối phương rất rõ ràng, đối cái này phi đao uy lực tiến hành qua tính ra. Tối thiểu nhất phổ thông đạp thiên chi cảnh, gần như không có khả năng ngăn trở một đao kia. Ngăn không được, xuống chàng rất có thể cũng là chết. Lúc này thời điểm, Giang Thanh Lưu còn tại Kỳ Lân đầu, mà Lý Thiên Mệnh vị trí của bọn hắn, tại cái này cự thú trung bộ, muốn cứu viện binh đã không kịp. Đến mức Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân bản thân, đối cái này nhỏ xíu công kích, phản ứng không quá mẫn cảm. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Ngay trong nháy mắt này. Lâm vào trong nguy hiểm Vô Tử Thiên thần sắc chấn động, đột nhiên ở giữa, động tác của hắn nhanh như thiểm điện, đột nhiên quay người, trong tay một cái quạt xếp quét ngang, trực tiếp đâm vào kia cây diệp hình dáng phi đao phía trên. Một loại hương khí bốn phía chiêm tinh, đột nhiên theo Vô Tử Thiên bên người sinh ra. Trong mơ hồ, Lý Thiên Mệnh nhìn đến cái kia mỗi một viên ngôi sao, đều giống như là trật tự thần đan, tất cả trật tự thần đan hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái chiếc đỉnh lớn màu đen. Làm. Quạt giấy đánh bay lá cây hình dáng phi đao. Hữu kinh vô hiểm. Tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Vô Tử Thiên phong độ nhẹ nhàng, hất lên trường bào đứng lên, thần sắc lạnh lùng, nói. Thanh tỷ, người cao ta ba đời, vậy mà tại này xuất thủ đánh lén, muốn tính mạng của ta. Người thân là trưởng giáo đệ tử, chẳng lẽ là những tông môn khác nằm vùng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thanh tỷ sư tỷ, chuyện gì xảy ra a? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tản ra, đem Thanh tỷ cùng mấy cái khác người bao vây tại một chỗ. Nằm vùng, trưởng giáo đệ tử. Mọi người lại là tức giận, lại là khó có thể tin. Lý Thiên Mệnh ngược lại là hơi kinh ngạc. Trên thực tế, Vô Tử Thiên chỗ lấy có thể trốn qua một kiếp, cũng là bởi vì hắn cho thấy tinh tướng thần cảnh thực lực, hơn nữa còn không yếu, cùng hắn tại bị đuổi giết thời điểm, biểu hiện quả thực ngày đêm khác biệt. Cho nên, thực lực của người này, còn có thể trên dưới phiêu hốt. Lúc ấy bị đuổi giết thời điểm, hắn đều nhanh mất mạng, đều liền bò mang lăn, nhất định không có khả năng đựng. Trước đây Mạc Dư song ép hỏi, Vô Tử Thiên một mực không xuất thủ, trên thực tế còn có người tâm lý tiếp tục hoài nghi, chỉ là bao quát Thanh tỷ, Mạc Dư song bọn người ở tại bên trong,
giờ phút này nguyên một đám sắc mặt chấn kinh, đờ đẫn nhìn lấy Vu Tử Thiên, biểu lộ có thể nói cực kỳ đặc sắc. Học xong, đây chính là trang bức. Lý Thiên Mệnh nhìn không được cười lên. Thật vất vả hùng khởi một lần, Vu Tử Thiên đương nhiên muốn bão nổi, rất nhanh, Giang Thanh Lưu cũng đến bên cạnh hắn. Thanh tỷ, giải thích rõ ràng. Giang Thanh Lưu cả giận nói. Thanh tỷ, Mạc Dư xong, Bạch Quân Sách bọn người, có chút mờ mịt lại không biết làm sao. Cái kia Bạch Quân Sách có chút thẹn quá hóa giận, chừng Mạc Dư xong liếc một chút, nói, ngươi không phải nói, hắn là cái phế vật a. Ta, Mạc Dư xong hai mắt đẫm lệ mông lung, trong lúc nhất thời ấp úng. Khác khi dễ ta tiểu sư muội, Mạc sư muội, tới, việc này không trách ngươi, sư huynh lúc ấy xác thực tu hành ra một vài vấn đề, nhưng bây giờ đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngươi về sau chớ hoài nghi ta là được rồi, ta không trách tội ngươi. Vu Tử Thiên chính khí lẫm nhiên nói. Sư huynh tương đương. Sự thật bày ở trước mặt, Vu Tử Thiên còn thật không phải là phế vật, Mạc Dư song tâm lý chịu đủ tra tấn, mắt thấy Vu Tử Thiên mở rộng vòng tay, tiểu mỹ nhân tâm lý sụp đổ phía dưới, chủ động hướng Vu Tử Thiên đầu hoài tống báo. Vu Tử Thiên thừa cơ ôm, thân thủ giả bộ như vô ý ở giữa sờ một cái, trên mặt toát ra hiểu ý nụ cười. Nguyễn Ngọc tại hoài, hắn vội vàng trấn an, sư huynh muội hai người, trọng tu tại tốt. Lý Thiên Mệnh bọn người, nhìn đến nhìn mà than thở. Ngưu bức, Vu Tử Thiên thừa cơ ôm mỹ nhân về, một bên khác, Giang Thanh Lưu lại trấn áp Thanh tỷ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cho một lời giải thích, hắn cả giận nói. Ta đây là vì Thanh Hồn Điện tốt, có người hoài nghi hắn là bao cỏ, ta đương nhiên không thể cầm Thanh Hồn Điện danh dự nói đùa. Ai bảo các ngươi đem danh khí xào lớn như vậy, chúng ta Thanh Hồn Điện chống đỡ được tốt hay sao hả? Thanh tỷ cắn răng nói. Ta nhìn ngươi là não tử có bọc mủ a, hiện tại nhìn rõ ràng không, thực lực gì? Giang Thanh Lưu vỗ Thanh tỷ đầu. Thanh tỷ cắm xuống dưới, lỗ mũi đổ máu, trong lòng phẫn nộ, lại chỉ có thể nuốt vào. Chạy trở về tông môn đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ, đồ nhi ta cái gì mức độ, ta không biết. Giang Thanh Lưu nói. Thanh tỷ mất mặt cùng cực. Nàng người bên cạnh, cũng là giận mà không dám nói gì. Nghe rõ ràng, Vu Tử Thiên lấy được hết thảy, đều là hắn nên được. Khác bởi vì ghen ghét, thì cho mình người chơi ngáng chân, đây không phải trưởng giáo đệ tử nên khí độ nên có. Còn muốn vặn ngã ta, ha ha. Tại Giang Thanh Lưu nhìn hằm hằm dưới, trưởng giáo đệ tử một mạch, chỉ có thể cúi đầu biệt khuất. Vu Tử Thiên lần này phản kích, có thể nói là một lần hoàn mỹ chân áp. Tại Giang Thanh Lưu giận mắng phía dưới, Thanh tỷ chỉ có thể biệt khuất rời đi, chạy trở về Thanh Hồn Điện đi. Hy vọng hắn tại Vô Thiên Chi Cảnh, cũng có hôm nay loại biểu hiện này, bằng không, vẫn là sẽ cho người cười đến rụng răng. Rời đi thời điểm, Thanh tỷ vẫn rất khó chịu, hung hăng nhìn lấy Vu Tử Thiên. Lan, Vu Tử Thiên nói. Kinh lịch trận này nháo kịch, Vu Tử Thiên danh vọng tăng nhiều. Đại sư huynh, là có rất lớn hy vọng tiến thiên cung người. Không nên cùng những người này chấp nhặt. Thanh tỷ lòng ghen tị cũng quá mạnh, trong tông môn trông mà thèm, Thanh Hồn Tháp quá nhiều người đi. Nghe nói đều muốn đây. Thiên tài cùng danh sư, bị người đố kỵ a, Thanh Hồn Điện, chậc chậc. Hy vọng đại sư huynh, đến lúc đó đánh những người này mặt. Nháo kịch sau khi kết thúc, Vu Tử Thiên sắc mặt, lại có chút đau khổ. Thế nào, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ hỏi. Nói thật, Vu Tử Thiên cau mày nói. Vừa mới cưỡng ép bảo mệnh trang bức, hỏng ta, đan môn, trước thời hạn lực lượng sử dụng chu kỳ, cứ như vậy, đúng lúc tại Vô Thiên Chi Cảnh mở ra thời điểm, ta sẽ thực lực suy yếu, muốn là biểu hiện quá kém, ta cùng sư tôn ta, tại Thanh Hồn Điện cũng phiền phức. Những năm này, chúng ta xác thực muốn rất nhiều thứ, quá nhiều người đỏ mắt, chờ lấy bỏ đá xuống giếng đây. Vu Tử Thiên vẻ mặt đau khổ nói. Tốt ha, được, đến lúc đó, ca bảo hộ ngươi. Lý Thiên Mệnh nói, không dùng a, toàn bộ Thanh Hồn Điện, đối kỳ vọng của ta quá cao. Vu Tử Thiên vẻ mặt đau khổ nói, vậy cũng tính toán đáng đời ngươi, ha ha. Lý Thiên Mệnh nhìn có chút hả hê nói, phiền muộn a, chỉ có thể đi tìm tiểu sư muội, dùng mỹ mạo của nàng thanh xuân cùng ôn nhu, đến tiêu trừ ngực ta bên trong tích tụ. Cút. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm thụ, trật tự chi địa thật là quá lớn. Mà lại, nơi này thuộc về trật tự tinh không càn khôn không gian, so với hạ tầng tinh không, muốn vững chắc rất nhiều. Loại này vững chắc, sẽ dẫn đến toàn bộ sinh linh phá không tốc độ giảm tốc,
đến mức liền, Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân, đều đi đường hơn 10 ngày, mới cuối cùng đạt tới mục đích của bọn họ vô thiên chi cảnh. Trước kia chuẩn bị, đang đến gần vô thiên chi cảnh địa phương, thì cùng Thanh Hồn Điện cáo biệt. Có điều, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, hiện tại thành Thanh Hồn Điện đệ tử. Vậy liền tự nhiên muốn cùng Thanh Hồn Điện cùng tiến lùi. Lý Thiên Mệnh đứng tại cái này to lớn thần thú trên thân, nhìn về phía trước đường chân trời. Tại vượt qua vô số cao sơn thâm uyên về sau, cái này trật tự chi địa phía trên thần bí nhất vô thiên chi cảnh, thu hết vào mắt. Trật tự chi địa bầu trời, là từ 10 vạn mét cẩn trọng mây hồng tạo thành, đại đa số địa phương bầu trời mây hồng, cũng còn tính toán ổn định. Thế mà, tại cái này vô thiên chi cảnh trên không, mây hồng lại thành một cái vô cùng vòng xoáy khổng lồ biển lửa. Cái kia vòng xoáy biển lửa trung ương, dọc theo một đầu đường kính tối thiểu đạt tới 100 vạn mét hỏa diễm vòi rồng, lại hoặc là nói là một đạo hỏa diễm cột gió xoáy, trực tiếp đâm vào vô thiên chi cảnh. Có lẽ, vô thiên chi cảnh cái tên này, bắt đầu từ cảnh tượng này có được. Đạo này hỏa diễm cột gió xoáy, liên tiếp trật tự chi địa trời và đất. Ở vị trí này, khắp nơi đều là hỏa diễm phong bạo, tự nhiên là không có thiên. Đây chính là trong truyền thuyết, vô thiên hỏa trụ. Đúng, ngươi là lần đầu tiên nhìn sao? Sư đệ. Đúng vậy a, nếu là mình đi đường, tới nơi này cần quá lâu. Hiện tại thấy được a, vô thiên hỏa trụ, cũng là hằng tinh nguyên phun trào trung tâm, đây là mặt trời lớn nhất vũ trụ nguyên lực suối phun, mỗi thời mỗi khắc, đều có vũ trụ minh mông nguyên lực cùng trật tự thần văn, từ nơi này phun ra đến, tuôn ra hướng trời cao mây hồng, lại theo mây hồng lăn lộn, tuôn hướng toàn thế giới. Chút thời gian trước hằng tinh nguyên bạo phát, cái này vô thiên hỏa trụ trực tiếp làm lớn ra gấp đôi, loại kia rầm rộ, tuyệt đối là chúng ta trật tự chi địa, đẹp nhất phong cảnh. Cái kia vô thiên hỏa trụ phía dưới, cũng là vô thiên chi cảnh, mục đích của chúng ta, thiên cung, ngay tại vô thiên chi cảnh nơi nào đó. Bước vào, vô thiên chi cảnh, bắt đầu, chẳng khác nào trận này 1 tỷ người tranh phong, chính thức mở ra. Nhìn đến vô thiên hỏa trụ về sau, Thanh Hồn Điện các đệ tử tâm tình phấn khởi. Top 5 top 3 tập hợp một chỗ, ánh mắt tỏa ánh sáng. Cái kia vô thiên hỏa trụ hỏa diễm quang mang, làm nổi bật tại trong ánh mắt của bọn hắn, lộ ra phá lệ hừng hực. Vô thiên hỏa trụ bên cạnh, thật nhiều người a. Nói nhảm, tối thiểu 1 tỷ đệ tử đang chờ đợi vô thiên chi cảnh mở ra, còn có vài chục lần người quan chiến. Cộng sinh thú, tốt nhiều. Trời ạ, cái kia một đầu cộng sinh thú, trong mắt hơn 7.000 điểm sao, người nào? Không biết. Cường giả nhiều lắm. Liền những thứ này tại trật tự chi địa sinh sống hơn 20 năm Thanh Hồn Điện đệ tử, đều như thế rung động, lại càng không cần phải nói lần thứ nhất nhìn đến loại tràng diện này Lý Thiên Mệnh bọn họ. Đứng tại chỗ cao, phóng tầm mắt nhìn tới. Phía trước một cái kình thiên hỏa trụ, ngay tại gào thét xoay tròn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gió. Nghe Thanh Hồn Điện các đệ tử bàn tán sôi nổi, Lý Thiên Mệnh đã biết cái này vô thiên hỏa trụ hình thành nguyên nhân. Nơi này đã có thể phun trào như thế đông đảo hằng tinh nguyên, nói rõ nơi này là tốt nhất động thiên phúc địa, nơi này thuộc về thiên cung. Như vậy tại mặt trời một mặt khác, cùng một nơi trật tự thiên tộc, hẳn là cũng có một loại giống như vô thiên hỏa trụ. Vô thiên hỏa trụ cuồn cuộn dồi dào, mang đến đánh vào thị giác lực đã đầy đủ lớn. Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy, càng làm cho hắn tránh thức ý thức được mặt trời minh mông hình ảnh, vẫn là cái này vô thiên hỏa trụ chung quanh, cái kia mấy chục tỷ cao đẳng chủng tộc. Bởi vì trật tự thiên tộc sẽ không tới nơi này, cho nên tầm mắt bên trong, đại đa số đều là ngự thú sư. Trên Thái Dương diện tích lãnh thổ bao la, nơi này cộng sinh thú, trên cơ bản không có ở cộng sinh không gian bên trong nghỉ ngơi thói quen, cho nên phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia nhìn đều nhìn không xong vô số thần thú, trải rộng thiên địa. Những thần thú này có lớn có nhỏ, lớn so Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân còn lớn hơn, tiểu nhân cũng có huỳnh hỏa loại này tùy thân cộng sinh thú. Đàn thú hội tụ, liếc một chút đều trông không đến cuối cùng, tuyệt đối người xem hoa mắt. Tường thụy chi thú, như Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Thần Long, Huyền Vũ, nhiều vô số kể. Hung sát chi thú, như Thao Thiết, Đào Một, Tất Phương, Cửu Anh, khắp nơi đều là. Ngoài ra có sài lang hổ báo, cũng có côn trùng phi cầm, loài cá, chỉ là chủng loại số lượng, đều có đến hàng vạn mà tính. Bao quát thực vật hệ cộng sinh thú bên trong, đều có ngàn ngàn vạn nhiều. Thần thú vây quanh vô thiên hỏa trụ bôn tẩu, bay múa, tiếng giống chấn thiên. Cái thế giới này, quá bao la. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực, nhìn qua phía trước 10 tỷ thần thú bôn tẩu chạy như bay. Nói thật,
muốn không phải địa phương cũng đủ lớn, tầm mắt đầy đủ khoáng đạt, đừng nói 10 tỷ, nhiều lắm là chỉ có thể nhìn thấy mấy vạn con. Những thần thú này mặc dù lớn, nhưng là so sánh vô thiên hỏa trụ, vẫn là nhỏ bé như hạt bụi nhỏ. Lý Thiên Mệnh có thể nhìn nhiều như vậy, nói rõ hắn cách vô thiên hỏa trụ còn cách một đoạn. Chờ hắn tránh thức tới gần, đặt mình vào trong đám người, tuyệt đối ếch ngồi đáy giếng. Mấy triệu mét to hỏa trụ, 10 tỷ thần thú lao nhanh, hằng tinh nguyên bạo phát, vạn tông tranh bá, động thiên phúc địa. Một cái hoang cổ, táo bạo lại ầm ầm sóng dậy thế giới, giờ phút này tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, tránh thức mở ra mạng che mặt. So sánh Nguyệt Chi thần cảnh, thật, vượt qua sức tưởng tượng. Dạ Lăng Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói. Ta đã nói không ra lời, không biết dùng cái gì ngôn ngữ, có thể hình dung loại tâm tình này. So sánh phía dưới, chúng ta quá nhỏ bé. Lâm Tiêu Tiêu nói. Bọn họ đã không tính không kiến thức ếch ngồi đáy giếng, giờ phút này vẫn là một mặt hoảng hốt. Nói thật, cái kia vô thiên hỏa trụ tại thiêu đốt, nội tâm của bọn hắn, cũng theo đốt đốt lên. Những thiên tài này, cường giả, chính là trên Thái Dương cao đẳng chủng tộc, chính là ăn thịt Thái Dương vạn tông. Lý Thiên Mệnh bọn họ, tối thiểu nhất ở thiên phú phương diện phía trên, nội tâm vẫn là kiêu ngạo, cho nên tại cái này vô thiên hỏa trụ phía dưới, kiến thức bao la như vậy hình ảnh, trong lòng bọn họ cũng tại thiêu đốt. Loại tâm tình này, có lẽ cũng là, muốn cùng ông trời so độ cao, cảm giác đi. Lý Thiên Mệnh vô cùng vững tin, hằng tinh nguyên tồn tại, sẽ khiến cho thế giới này sinh linh trong lòng, đều sinh sôi lấy độc bá thiên hạ tham vọng. Bao quát hắn giờ phút này chính mình. Bất luận mỹ nhân, chỉ nhìn giang sơn, động phủ, bảo tàng, trèo lên đỉnh thiên hạ, ngàn tỷ chúng sinh thần phục, liền đầy đủ hấp dẫn người. Đương nhiên, đối, phu tử thiên, tới nói, mỹ nhân, đó là tương đối quan trọng. Lúc này thời điểm, hắn liền cùng Lý Thiên Mệnh đứng chung một chỗ, hắn ngắm Lý Thiên Mệnh liếc một chút, bĩu môi, nói, lần đầu tiên tới a. Ngươi thì sao, Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cũng thế, bất quá, ta sẽ trang lấy thường đến dáng vẻ, lừa dối sư muội của ta nhóm. Phu tử thiên nói. Lan, thanh không bích lạc kỳ lân còn đang nhanh chóng tiến lên. Càng đến gần vô thiên hỏa trụ, càng là có thể cảm nhận được thiên địa thiêu đốt, cái thế giới này, lò luyện cảm giác càng ngày càng mạnh. Ca, các ngươi sư môn không lên, vạn tông thiên bảng a. Phu tử thiên nháy mắt, vô cùng hiếu kỳ hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Bởi vì các ngươi bằng vào chúng ta thanh hồn điện thân phận tiến vô thiên chi cảnh a. Nếu như vậy, các ngươi ở bên trong nếu là biểu hiện tốt, có thể tăng lên chúng ta thanh hồn điện tại vạn tông thiên bảng, bài danh càng cao, tại rất nhiều công cộng tư nguyên cạnh tranh phía trên, liền có thể phân phối đến càng nhiều, đối với một cái tông môn truyền thừa cùng lớn mạnh, là nhất là trọng yếu. Phu tử thiên nói, Lý Thiên Mệnh minh bạch, trách không được bọn họ coi trọng như vậy, người trẻ tuổi tranh phong, nguyên lai không chỉ là mặt mũi vấn đề, mà chính là thực sự tư nguyên cạnh tranh. Như vậy, muốn đến cái này, vạn tông thiên bảng, cũng là thiên cung tổ chức, sắp xếp. Nếu không không có sự tín nhiệm cùng quyền uy. Lý Thiên Mệnh càng ngày càng rõ ràng, cái này thiên cung tổ chức hành xử tác dụng, tương đương với Thái Dương Vạn Tông, Liên Hợp Nghị Hội, phàm là không muốn dùng chiến tranh giải quyết vấn đề, đều lấy thiên cung chỗ ước định quy tắc đến chấp hành. Loại phương thức này, cùng loại Viêm Hoàng Đại Lục 9 đại thần vực đem thiên tinh cảnh chìa khóa, bình tĩnh tại thiên hạ đệ nhất hội đến phân ra thắng bại. Chỉ bất quá 9 đại thần vực không có có thiên cung loại này, bao trùm tại cao hơn hết thế lực, đến cam đoan công chính cùng quyền uy. Lại nói, thanh hồn điện tại, vạn tông thiên bảng, xếp hàng thứ mấy tới? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha, phu tử thiên cười. Ngươi cười cái gì? 38, phu tử thiên nói. 38, người khác khinh bỉ a, 38 đã rất mạnh mẽ, đây là 10.000 cái tông môn thế lực bài danh a. Nếu như nói thiên bảng 10 vị trí đầu, đều xem như, hạng nhất, thế lực cao cấp lời nói, cái kia bài danh trước 100, đều xem như nhị lưu thế lực, chúng ta thanh hồn điện tại hai lưu tông môn bên trong, đã tính toán gần phía trước. Tại chúng ta, thanh vân đại lục, thanh hồn điện cũng coi là đệ nhất bá chủ. Phu tử thiên tự hào nói. 10 vị trí đầu hạng nhất, 100 vị trí đầu cũng là nhị lưu, trước đó 1.000 tên là tam lưu, trước 10.000 cũng là tứ lưu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Có chừng như vậy 10 cái thế lực, cũng chính là thiên bảng 10 vị trí đầu, trưởng khống cương vực bao la nhất, mấy cái trực tiếp thống nhất một tòa đại lục, trên cơ bản đều nắm chắc trăm vạn năm truyền thừa lịch sử, bình thường có thể chia cắt tư nguyên rất nhiều,
thì cái này 10 cái thế lực, cùng nhau cơ hồ có Thái Dương Vạn Tông 1/3 vũ lực. Phu Tử Thiên nói, có biện pháp nào, để Thanh Hồn Điện cũng tiến 10 vị trí đầu sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, có a, à, Phu Tử Thiên cười, nói, nếu là chúng ta Thanh Hồn Điện, có thể chiếm đoạt toàn bộ Thanh Vân Đại Lục hơn 100 cái thế lực, chiếm cứ tất cả cương vực cùng tư nguyên, hàng phục tất cả cường giả cho chúng ta sử dụng, lại phát triển mấy trăm năm, nắm giữ có thể so với 10 vị trí đầu thực lực, là có thể. Phu Tử Thiên nói. Lý Thiên Mệnh có chút im lặng, đây cũng quá khó khăn. Nếu như Thanh Hồn Điện đệ tử, tại Vô Thiên Chi Cảnh biểu hiện nhất là xuất sắc, có khả năng sẽ để cho chúng ta tăng lên bao nhiêu tên? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đối tại chúng ta Thanh Hồn Điện tới nói, nếu có người có thể đi vào, đế tinh bảng, 10 vị trí đầu, cần phải làm cho chúng ta tiến một tên, nếu như số lượng nhiều, thiên cung hẳn là sẽ tăng lên càng nhiều, nếu như có người có thể tiến thiên cung, tối thiểu có thể tăng lên hơn 3 gã. Ngươi không nên xem thường cái này một tên, 3 tên A, Vạn Tông Thiên Bảng bài danh, mỗi một tên đều là khoảng cách, Vô Thiên Chi Cảnh là người trẻ tuổi duy nhất có thể trợ giúp toàn tông môn tăng lên bài danh cơ hội. Không lại chỉ có thể các loại toàn tông môn cường thịnh, đạt được thiên cung tán thành. Nói ngắn gọn, ta nếu có thể lấy 2 lưu tông môn xuất thân, tiến, đế tinh bảng, 10 vị trí đầu, để Thanh Hồn Điện bài danh tăng lên tới 37, cái kia đời ta liền sẽ bị Thanh Hồn Điện cúng bái, dù là ta sau này làm một cái phế vật, ta đều là tuyệt thế công thần, toàn tông môn không ai dám đụng đến ta. Phu Tử Thiên nói đến kích tình bành trướng, nước miếng văng tung tóe. Muốn là ngươi tiến vào thiên cung. Thành là thiên cung thành viên đâu? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là toàn bộ Thái Dương Vạn Tông đều cung cấp ta, muốn làm rác rưởi đều không đảm đương nổi, tương lai tuyệt đối là đỉnh phong cường giả, giang sơn, mỹ nhân, tài bảo, vô số kẻ a ca. Phu Tử Thiên hai mắt phát sáng nói. Hắn không che giấu chút nào, chính mình nhìn trời cung hướng tới, đó là Thái Dương Vạn Tông bất cứ một người đệ tử nào hướng tới. Cho nên, lần này tuyệt đối là liều mạng chi chiến. Người trẻ tuổi có thể lấy biểu hiện của mình, lấy sức một mình, cải biến tông môn bài danh, làm đến tông môn địa vị, tư nguyên bạo tăng, đều là hơn 20 nhiệt huyết thiếu niên, người nào không đi liều mạng. Người nào không nằm mộng cũng nhớ tại trận này 1 tỷ người đựng trong hội, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, danh động thiên hạ, lên cao tuyệt đỉnh, hưởng thụ vạn người gieo hò. Đế tinh bảng, rất khó vào sao? Lý Thiên Mệnh theo miệng hỏi. Cái gọi là đế tinh, ý tứ cũng là từ từ bay lên, đại đế chi tinh, có thể thành đế ngôi sao, há là phàm vật. Đế tinh bảng mặc dù sẽ sắp xếp 10.000 tên, nhưng là, 1 tỷ người tham chiến, đánh ra 10.000, đã đều mạnh. Cái này 10.000 tên, tuyệt đại đa số đều bị nhất lưu thế lực đệ tử sở chiếm cứ, bọn họ mỗi cái tông môn, tối thiểu đều có hơn 10 vạn người tham chiến, chúng ta Thanh Hồn Điện loại này, coi như có thể xếp vào đế tinh bảng 10.000 tên, liền đã có thể oanh động tông môn. Đế tinh bảng 10 vị trí đầu, cái kia chính là 1 tỷ người bên trong 10 vị trí đầu, càng là toàn bộ trật tự chi địa, trừ ra trật tự thiên tộc bên ngoài, cái này đệ nhất người 10 vị trí đầu, trước đây 10 trên cơ bản đều đến tự, Vạn Tông Thiên bảng 10 vị trí đầu, tông môn, đã có hơn 10 vạn năm, không có nhị lưu thế lực đệ tử có thể nhúng chàm. Nói thí dụ như ta, coi như chưa đi đến thiên cung, nếu là có thể đạt được đế tinh bảng 10 vị trí đầu, đều đã tính toán sáng tạo ra lịch sử. Nói đến đây, đệ đệ đã cảm xúc mênh mông, ca, người hiểu loại kia, bị người nâng ở trên trời nhìn lên, vô số tiểu mỹ nhân nhóm ôm ấp yêu thương cảm giác sao? Phu Tử Thiên ánh mắt tiếp tục tỏa ánh sáng. Đáng tiếc, người không phải là bị Thanh Tỷ làm rối loạn sao? Ha ha, Lý Thiên Mệnh cười nói. Rát, Phu Tử Thiên lập tức sầu mi khổ kiểm, mệnh của ta thật khổ a. À. Không có việc gì, vinh dự, ta vì ngươi tranh thủ, giang sơn mỹ nhân danh vọng, ta thay ngươi hưởng thụ. Lý Thiên Mệnh nói, đậu phộng, Phu Tử Thiên nhanh hỏng mất. Cùng hắn trò chuyện xong, Lý Thiên Mệnh mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Cho nên, coi như vào không được thiên cung, không đảm đương nổi đế tinh bảng đệ nhất, ta coi như trộn lẫn cái 10 vị trí đầu, đều có thể tại Thanh Hồn Điện phong sinh thủy khởi, tối thiểu tính toán có một ít căn cơ. Hắn ngóng nhìn phía trước, tiến vào đám người về sau, quả nhiên ếch ngồi đáy giếng, không nhìn thấy nhiều người như vậy cùng thần thú. Nhưng là, trước mắt Vô Thiên hỏa trụ, lửa giận ngút trời, càng càng bao la vĩ đại. Rầm rầm rầm, không có tận cùng oanh minh, không ngừng truyền đến. Đế tinh, đại đế chi tinh, ở chỗ này từ từ bay lên, lập lòe tứ phương a. Lý Thiên Mệnh đã có thể nhìn đến, có rất nhiều tuổi trẻ đối thủ,
đều hội tụ tại vô thiên hỏa trụ bên người, nóng lòng muốn thử, chờ đợi lấy vô thiên hỏa trụ mở ra. Nghe nói, chỉ cần mở ra, 1 tỷ người đi vào, chính là khai chiến. Đến mức quy tắc, chi tiết, bao quát, tham chiến kết giới, lúc trước cũng không biết, sau khi đi vào, mới có thể biết hết thảy. Hiện ở đây, nín hơi mà đối đãi là được. Tại vô thiên chi cảnh mở ra trước, Phu Tử Thiên sắc mặt có chút khó chịu, đứng tại Lý Thiên Mệnh bên người. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vân Thượng Tiên cung người cũng đến, bọn hắn người, lần trước truy sát qua ta, đoán chừng biết ta, nhược điểm, sẽ đến cường điệu tìm ta phiền phức. Phu Tử Thiên nói. Ý tứ chính là, hắn bị để mắt tới. Đối Thái Dương Vạn Tông tới nói, Phu Tử Thiên là một cái thuộc về nhị lưu thế lực, lại có thể xông vào đế tinh bảng 10 vị trí đầu đệ tử. Hắn tại toàn bộ Thái Dương Vạn Tông, đều vô cùng lóa mắt. Vạn Tông Thiên Bảng, sắp xếp tại Thanh Hồn Điện trước Tông Môn, tuyệt đối muốn đè chết Phu Tử Thiên. Đến lúc đó, có bao nhiêu hung ác thì nhiều hận. Thí dụ như Vân Thượng Tiên Cung, bọn họ bài danh, đúng lúc là 37. Mà lại, bọn họ cùng Thanh Hồn Điện, cùng thuộc Thanh Vân Đại Lục. Phu Tử Thiên dạng này danh khí chấn thiên đệ tử, này sư tôn vậy mà không phải Thanh Hồn Điện trưởng giáo, rất khiến người ngoài ý. Lý Thiên Mệnh đại khái có thể đoán được, bởi vì Thanh Hồn Điện nội bộ phân liệt cùng tranh phong, cũng không có quá nhiều người, trông cậy vào Vô Tử Thiên có thể biểu hiện tốt. Những tông môn khác, căn bản là tông chủ dẫn đội, mà Thanh Hồn Điện cái này, chỉ có Giang Thanh Lưu. Mà lúc này, thì có một đám hơn vạn người mặc, đạo bào thêu hình mây, người, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh bọn họ trước mắt. So sánh Thanh Xuân, mặc lấy khác loại, phát triển Thanh Hồn Điện đệ tử, trước mắt cái này hơn vạn đệ tử. Đều người mặc thống nhất phục sức. Những thứ này phục sức, đều chính là mỏng manh tài liệu chế tác trật tự thần binh, cầm giữ có nhất định phòng ngự lực. Bọn họ chỉnh chỉnh tề tề đứng chung một chỗ, thái độ nghiêm minh, không chút nào vui đùa ầm ĩ. Có thể thấy được trước mắt cái này cái tông môn quản lý, truyền thừa, hoặc là nói là tinh thần nội hạch, cùng Thanh Hồn Điện hoàn toàn khác biệt. Cái kia đạo bào thêu hình mây, thiết kế tinh mỹ, xuất trần phiêu giật, mà cái này hơn vạn đệ tử. Có lẽ là bởi vì tu luyện công pháp quan hệ, cũng có loại khí chất này, lộ ra như đám mây phía trên các tiên nhân một dạng, đoan trang mà cao quý. Chỉ là, bọn họ cuối cùng còn trẻ, tất cả, chỉnh tề, cùng, cao thượng, đều chính là quy củ trói buộc gây nên, ánh mắt của bọn hắn, bán rẻ bọn họ tuổi trẻ tâm cảnh. Thông qua nhãn thần, có thể nhìn đến bọn họ tại đối mặt Thanh Hồn Điện đệ tử thời điểm, có rất lớn tâm lý ưu thế, thậm chí rất nhiều người nhìn đến Vu Tử Thiên, đều còn tại nén cười. Vân Thượng Tiên Cung. Phu Tử Thiên sắc mặt có chút khó chịu, phun ra 4 chữ này. Đây là bọn họ Thanh Hồn Điện, tại Thanh Vân Đại Lục đối thủ lớn nhất. Thanh Hồn Điện, Vân Thượng Tiên Cung, lấy chữ, chính là Thanh Vân Đại Lục tên nguyên do. Hai người bọn họ thế lực, tại Thanh Vân Đại Lục ở bên trên đời đời tranh phong, người tới ta đi, bởi vì tư nguyên tranh đoạt cùng chém giết, tích lũy xuống vô số cửu oán, lẫn nhau ở giữa, đều là đối phương nhất thống Thanh Vân Đại Lục. Đưa thân nhất lưu thế lực chướng ngại vật. Thanh Vân Đại Lục ở bên trên tuy nhiên có trên 100 cái thế lực, nhưng trên cơ bản đều có chỗ đứng, lấy hai cái này hai lưu tông môn vi tôn. Khối đại lục này cũng không tiểu, hắn diện tích tối thiểu tương đương với Viêm Hoàng 20 mấy lần. Bát ngát như thế cương vực, mặc kệ là hằng tinh nguyên vẫn là bởi vì trật tự thần văn mà ra đời thiên địa bảo tàng, đều chính là bất kỳ một cái nào tông môn cường thịnh căn cơ, nếu như có thể nuốt vào toàn bộ Thanh Vân Đại Lục. Yên ổn truyền thừa tiếp, hai cái này thế lực, đều có trở thành Thái Dương Vạn Tông thứ nhất lưu thế lực tư cách. Mấy triệu năm chém giết, vô số lần đệ tử trẻ tuổi quyết đấu, rất nhiều dấu giếm cường giả tranh đấu, làm đến hai cái tông môn ở giữa, cho dù là 30 tuổi trở xuống các thiếu niên gặp gỡ, trên cơ bản đều tranh phong đối lập. Lại càng không cần phải nói, tiếp xuống cạnh tranh, bởi vì, Phu Tử Thiên, tồn tại, rất có thể tăng lên Thanh Hồn Điện, Vạn Tông Thiên Bảng, bài danh. Một khi Thanh Hồn Điện phản siêu Vân Thượng Tiên Cung, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục tư nguyên phân phối bố cục, đều sẽ sinh ra biến hóa. Một điểm rất trọng yếu là, Lý Thiên Mệnh vì cái gì quan tâm Thanh Hồn Điện tình huống? Đó là bởi vì, Thiên Cung không phải muốn vào liền có thể tiến địa phương. Cái này vô thiên chi cảnh, mỗi 10 năm liền sẽ sinh ra một cái đế tinh bảng đệ nhất, đế tinh bảng đệ nhất có thể đi khiêu chiến Thiên Cung tán thành, có thể trên cơ bản, 9 phần 10 đều sẽ bị đào thải. Bình quân đến 100 năm, mới có thể sinh ra một vị thiên cung thành viên. Lý Thiên Mệnh cũng không tự đại. Thiên cung là mục tiêu của hắn,
nhưng hắn lại muốn làm hai tay chuẩn bị. Hiện tại giao Vô Tử Thiên bằng hữu như vậy, nắm giữ bí mật của hắn, lại thành Thanh Hồn Điện đệ tử, cái kia Thanh Hồn Điện cũng có thể trở thành hắn căn cơ. So sánh cái kia đối với đỉnh cấp thế lực, nhị lưu Thanh Hồn Điện, có lẽ có tốt hơn sinh tồn không gian. Một khi hắn nắm giữ đế tinh bảng 10 vị trí đầu bài danh, dựa vào loại này công lao, liền có thể dựa vào Thanh Hồn Điện sinh trưởng. Như thế thì không đến mức, tùy tiện toát ra một trưởng bối, thì dám động chính mình. Cho nên, dù là hắn đối Thanh Hồn Điện không có tình cảm gì, hắn đã có tầng này thân phận, rất nhanh liền có đại nhập cảm. Vân Thượng Tiên Cung nếu là Thanh Hồn Điện tử thù, như vậy hiện tại, cũng là địch nhân của hắn. Hắn một đôi tròng mắt, quét mắt cái này hơn vạn đệ tử liếc một chút, cuối cùng rơi vào trên người một người. Đó chính là Vân Thượng Tiên Cung người dẫn đầu. Người này đứng tại vạn chúng trước đó, đứng chắp tay, hắn đứng trên đám mây phía trên, cầm giữ có một đầu thác nước một dạng mái tóc đen dài, nhưng lại có một đôi mày trắng, mà lại cái kia mày trắng rất dài, khoảng chừng 50cm trở lên, theo khóe mắt kéo xuống dưới. Người này tướng mạo xem ra rất trẻ trung, nhưng kỳ thật số tuổi cũng không nhỏ. Hắn trên thân mắt sáng nhất là đôi mắt kia, bên trong không có tròng mắt, ngược lại giống như là cất giấu hai mảnh biển mây, bên trong vân ba quỷ quyệt, sương mù nồng nặc, để người này xem ra thần bí mà xa xăm. Đây là Vân Thượng Tiên Cung cung chủ, Vân Thiên Khuyết, chúng ta Thanh Vân Đại Lục nhân vật có tiếng tăm. Phu Tử Thiên thấp giọng vì Lý Thiên Mệnh giới thiệu. Ta có một vấn đề a. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Cái gì? Dưới chân bọn hắn, đó là cộng sinh thú sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nói tới, là cái này trên 10.000 người dưới chân dẫm lên một đóa đường kính 10.000 mét trở lên mây trắng. Cái này một đóa mây trắng dày đến hơn 50 mét, thoạt nhìn như là một cái to lớn lăng không bình đài, trên đó vân vụ lăn lộn. Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu không có chú ý, nhưng nhìn nhiều mấy lần về sau, hắn phát hiện trên mây trắng này có huyết mạch khí tức, mà lại còn giống như đang hô hấp, quả thực cũng là một đầu 10.000 mét cự thú. Đúng a, đây là Vân Thiên Khuyết cộng sinh thú, Vân Đế, là Thanh Vân Đại Lục đệ nhất cộng sinh thú. Hiện tại Vân Thượng Tiên Cung Tông Môn, cũng là Vân Thiên Khuyết tổ tiên cộng sinh thú, thần thể, đắp lên mà thành, lơ lửng tại thương thiên phía trên, cho nên gọi là Vân Thượng Tiên Cung. Phu Tử Thiên nói, minh bạch, đây là cái gì hệ cộng sinh thú? Tính toán đặc thù hệ, cùng loại mây trắng sinh mệnh thể, quả thật rất ít gặp. Phu Tử Thiên nói, thần kỳ. Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói. Lúc này thời điểm, cái kia Vân Thượng Tiên Cung cung chủ, Vân Thiên Khuyết, ánh mắt, rơi vào Giang Thanh Lưu trên thân. Thì chút chuyện nhỏ này, Vân cung chủ tự mình dẫn đội đến đây a. Xem ra đệ tử của các ngươi kiều nộn cực kỳ, liền điểm ấy lộ trình, đều sợ chết hiểu rồi. Giang Thanh Lưu xem thường cười một tiếng. Hắn nhưng thật ra là tại châm chọc Vân Thượng Tiên Cung, vậy mà tại loại thịnh hội này, phái người chặn giết Phu Tử Thiên. Loại thủ đoạn này, quả thực gọi người cười đến rụng răng. Đương nhiên, muốn không phải Vô Tử Thiên đầy đủ tặc, chạy nhanh, sớm liền không có. Vân Thượng Tiên Cung chân chính sát thủ, đều không có gặp hắn. Vận khí bạo dạp đuổi kịp Vô Tử Thiên người, chỉ là cái thập đạo thiên đệ tử. Những thứ này ở trong mây ra đời hài tử, xác thực mềm mại non một chút, so ra kém Giang huynh đệ chuẩn thiên cung đệ tử. Lại nói, bỉ nhân vô cùng chờ mong. Người đệ tử tại vô thiên chi cảnh, đặc sắc biểu hiện. Vân Thiên Khuyết khẽ mỉm cười, một mặt mây trôi nước chảy. Hắn đương nhiên thầm có chỗ chỉ, bởi vì cái kia thập đạo thiên đệ tử, Trần Khiêm, lúc này thời điểm thì đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Vô Tử Thiên. Hắn có thể nhớ đến Vô Tử Thiên ở trước mặt mình, liền bò mang lăn bộ dáng. Toàn bộ Vân Thượng Tiên Cung đều biết. Nhưng là, bọn họ sẽ không vạch trần. Bọn họ dự định khai chiến về sau, trước mặt người trong thiên hạ, vạch trần trận này chê cười. Gặp lại, chúc các ngươi may mắn. Vân Thiên Khuyết cản đường, lại cũng không trấn áp, mà chính là nhìn thoáng qua Vô Tử Thiên về sau, quay người liền đi. Có thể phát giác được, kỳ thật quay người về sau, cái này trên 10.000 người đều nín cười đây. Ngược lại là Thanh Hồn Điện các đệ tử, đều không hiểu bọn họ tại đắc ý cái gì. Các loại đại sư huynh biểu hiện kinh diễm. Tiến vào đế tinh bảng 10 vị trí đầu, bọn họ liền nên khóc. Đúng vậy a. Vân Thượng Tiên Cung người sau khi đi, đến đón lấy cái này vô thiên hỏa trụ bên cạnh, hội tụ người càng ngày càng nhiều. Thẳng đến sau cùng, kín không kẽ hở, lít nha lít nhít. Thiên tài, cường giả, cộng sinh thú, nhiều lắm.
Lý Thiên Mệnh tại cái này vô thiên hỏa trụ bên cạnh, hướng bốn phương tám hướng nhìn qua, đều là nhiều vô số kể đám người cùng thần thú. Đại khái là vô thiên chi cảnh nhanh mở ra, những cái kia thần thú mới dần dần tiến vào cộng sinh không gian, lấy cam đoan sau khi đi vào, có thể trước ẩn nấp tự thân. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh tầm mắt vẫn không trống trải. Bởi vì, đến từ Thái Dương Vạn Tông 1 tỷ người tham chiến, đều tại bên cạnh hắn. Thậm chí hắn còn chứng kiến qua, Thanh Hồn Điện tình báo trong kết giới đánh dấu qua nhân vật. Cái này hơn nghìn người, mỗi một cái đều là bất phàm thế hệ, tối thiểu so Bạch Quân Sách Cường. Trong đó tối thiểu 800 cái, đều đến từ Vạn Tông Thiên Bảng 10 vị trí đầu thế lực. Đảo mắt 8 ngày đi qua. Tất cả mọi người ngốc tại cái này địa phương, rất ít trao đổi lẫn nhau, tất cả mọi người tại tâm phiền ý loạn chờ đợi, mỗi cái người cũng đã chiến ý ngút trời. Ông! Vô thiên hỏa trụ phía trên, một trận mãnh liệt sóng lửa, bao phủ ra. Vô thiên chi cảnh, mở ra. Vô thiên chi cảnh mở ra, mang ý nghĩa, đế tinh bảng, cùng thiên cung ghế cạnh tranh, đã hết sức căng thẳng. Một trận có thể thay đổi, vạn tông thiên bảng, bố cục tiểu bối cạnh tranh, chính thức bắt đầu. Toàn bộ trật tự chi địa, bao quát trật tự thiên tộc ở bên trong, đều rất có thể đang chăm chú trận này nhiệt huyết dâng trào tranh phong. Có lẽ là bởi vì, cái thế giới này quá nóng rực, Lý Thiên Mệnh cơ hồ tại mỗi một cái người tham chiến trong mắt, đều thấy được cháy hừng hực chiến đấu hỏa diễm. Tranh phong, đoạt bảo, danh tiếng, quật khởi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, dương danh thiên hạ. Tuổi trẻ sinh mệnh nhóm, nguyên một đám ma quyền sát trưởng, chuẩn bị vì đây hết thảy, đốt cháy nhiệt huyết. Công thành người, tiền đồ rộng lớn, vạn thọ vô cương, có thụ kính ngưỡng, thất bại giả, mai danh ẩn tích, cả đời long đong, lẳng lặng vô danh. Đối với đại đa số đệ tử tới nói, dù là chỉ là đem tên của mình, khắc vào cái kia, đế tinh bảng, phía trên, vậy cũng là quang tông diệu tổ vinh diệu. 1 tỷ người tham chiến, có thể leo lên 10.000 tên. Vậy cũng là 100.000 người bên trong, mới có thể sinh ra một cái thiên kiêu. Rầm rầm rầm. Sóng lửa bao phủ mở thời điểm, liền đã có nguyên một đám thiếu niên nam nữ, giấu trong lòng nhiệt huyết, như bay nga một dạng va vào vô thiên hỏa trụ, bị ngọn lửa này nuốt mất. Đứng ở đằng xa nhìn, tựa như là ức vạn con muỗi, va vào bó đuốc. Con muỗi lại tiểu, làm số lượng đủ nhiều thời điểm, vẫn làm cho cái này vô thiên hỏa trụ, tóe lên vô số, bọt nước. Thì liền Lý Thiên Mệnh bên người, những cái kia Thanh Hồn Điện các đệ tử, đều đã không kịp chờ đợi, lấy ra đệ tử lệnh bài. Bọn họ tranh nhau chen lấn, như cá giết sang sông, hướng về vô thiên chi cảnh chen chúc mà đi. Vô thiên chi cảnh, nghe nói còn là thượng cổ chiến trường. Dù là mở ra rất nhiều lần, mỗi một lần mở ra, vẫn sẽ có đệ tử, ở trong đó đạt được một số quý giá tạo hóa cùng truyền thừa. Thiên cung nói rất là lớn, nói tiểu lại rất nhỏ, cái này thần diệu chi địa truyền thừa, cũng có thể xuất hiện tại vô thiên chi cảnh bên trong bất luận cái gì một nơi. Ta nghe anh của ta nói, hắn tiến vô thiên chi cảnh thời điểm, thì tận mắt thấy, có người ở một tòa bia đá trước mặt tu hành, thu hoạch được đột phá. Có điều, bên trong cũng rất nguy hiểm. Dứt bỏ lẫn nhau ở giữa cạnh tranh, bên trong còn có chí mạng nguyên tố thần tai, hơn nữa còn có hung tàn hung thú độc trùng. Nói ngắn gọn, đây là một cái nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương. Vì cái gì đế tinh bảng chỉ sắp xếp 10.000 người, sẽ có 1 tỷ người đi vào tham gia náo nhiệt, cơ hồ bao gồm Thái Dương Vạn Tông tất cả 30 tuổi trở xuống đệ tử. Cái kia cũng là bởi vì, vô thiên chi cảnh bên trong, tràn ngập rất nhiều thật không thể tin thu hoạch. Nghe nói đó là thiên cung. Đối các đệ tử nhóm biếu tặng. Thái Dương Vạn Tông đứng đầu nhất một nhóm kia đệ tử, đương nhiên là vì thiên cung cùng đế tinh bảng mà đi. Còn lại đại đa số, thì là vì lịch luyện, tầm bảo cùng vinh dự. Có ít người, theo vô thiên chi cảnh sau khi ra ngoài, nhất phi trùng thiên. Có ít người thì bị đả kích, từ đó ngơ ngơ ngác ngác, không gượng dậy nổi. Cho nên nói, đây là chúng ta những người này, đang trưởng thành trên đường, đệ nhất đạo khảm. Tựa như là một trận toàn dân khảo thí, không nhìn ngươi bình thường mức độ như thế nào, thì nhìn ngươi một trận chiến này, phát huy như thế nào. Mà trận này phát huy, lại trực tiếp quyết định vận mệnh. Đi! Lên lên lên! 1 tỷ quá nhiều người! Chỉ là vào sân, đều tối thiểu phải một canh giờ. Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu theo Vô Tử Thiên cùng một chỗ, không nhanh không chậm đi lên phía trước. Ước chừng phía trước tối thiểu có 600 triệu người đi vào. Bọn họ mới vừa tới không thiên hỏa trụ bên cạnh. Lúc này ngọn lửa này sóng nhiệt,
đã thiêu trên mặt. Xuất ra sư tôn cho đệ tử của các ngươi lệnh bài, tin tức của các ngươi đã ghi chép tại trên lệnh bài. Một hồi đi vào, cần nộp lên trên thân phận lệnh bài, đổi lấy, đế tinh kết giới, đến gia trì thân thể, thu hoạch được an toàn bảo hộ cùng đế tinh bảng bài vị tư cách. Phu tử Thiên bàn giao nói. Đây chính là Giang Thanh Lưu nói, bọn họ không lộ ra thân phận, thì vào không được vô thiên chi cảnh lý do. Nói cách khác, cái này vô thiên trong cột lửa, ẩn chứa một cái to lớn thần cấp kết giới. Dựa theo Vô Tử Thiên phân phó, bọn họ đều lấy ra Giang Thanh Lưu vì bọn họ chế tác đệ tử lệnh bài, cầm trong tay. Lấy lệnh bài này mở đường, chẳng khác gì là cầm lấy vô thiên chi cảnh vé vào cửa, đánh tới vô thiên hỏa trụ. Điều này nói rõ, bọn họ cũng không có trắng cứu Vô Tử Thiên. Tối thiểu giải quyết vào tràng vấn đề. Vù vù. Vừa đâm vào vô thiên hỏa trụ cái kia phun trào sóng nhiệt thời khắc, đốt cháy liệt hỏa cùng mãnh liệt phong bạo, thì quấn quanh đến trên người của bọn hắn. Giữ chặt, xông về phía trước. Phu tử thiên tại phía trước mở đường, mang lấy bọn hắn tại vô thiên chi cảnh hỏa diễm trong gió lốc tiến lên. Lý Thiên Mệnh phát hiện, càng là hướng chỗ sâu đi, phong bạo cùng hỏa diễm thì càng cường thịnh. Điều này nói rõ cái này vô thiên chi cảnh, càng đi điểm trung tâm, thì càng một cái khó có thể lưu lại địa phương. Muốn phải thừa nhận mạnh hơn phong bạo cùng hỏa diễm, đứng tại 1 tỷ người trung ương, phải có mạnh hơn tinh luân nguyên lực cùng nhục thân tố chất. Chỉ là điểm này, liền có thể để cự đại đa số đệ tử, bị ngăn cản ở hạch tâm bên ngoài. Vù vù, hắn đã tính toán tiến vào vô thiên chi cảnh. Nhưng là hiện tại, ngoại trừ dưới chân bị thiêu đến đỏ bừng nham thạch, đất cát cùng khắp nơi, còn có phía trước cái kia xoay tròn hỏa diễm phong bạo, không có vật khác. Ở trong quá trình này, 4 người bọn họ trên người thanh hồn điện đệ tử lệnh bài, trong lúc nhất thời bắt đầu tan rã, bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy sạch sẽ, ghi lại bọn họ thân phận tin tức thiên văn quang mang, hội tụ tại vô thiên chi cảnh trong kết giới. Ngay sau đó, tạo thành một cái kết giới, bao phủ tại Lý Thiên Mệnh trên thân thể, tồn tại ở da của hắn tầng ngoài. Hắn cúi đầu xem xét, tinh quang ẩn nặc tại trong thân thể. Muốn đến cái này liền hẳn là, đế tinh kết giới. Đế tinh kết giới nhập thể. Tương đương với, vô thiên chi chiến, chính thức mở ra. Nghe nói tại cái này vô thiên chi cảnh bên trong, vượt qua 10 người tập kết, liền sẽ bị vô thiên hỏa trụ phong bạo cưỡng ép chia rẽ. Tại cái này 1 tỷ người chiến trường, một khi tách ra, muốn chạm mặt rất khó. Lý Thiên Mệnh cái đội ngũ này, tăng thêm Vô Tử Thiên cũng chỉ có 4 người. Liền Vô Tử Thiên tiểu sư muội Mạc Dư Song đều không mang theo, chính là vì thuận tiện. Dù sao, Lý Thiên Mệnh trên người bọn họ, có rất nhiều bí mật. Vô thiên chi cảnh rất lớn, bọn họ chỉ là tại vô thiên hỏa trụ, gia tầng. Tiếp đó, muốn làm chuyện làm thứ nhất, cũng là vô hạn xâm nhập. Ca, ta có chút mơ hồ, cạnh tranh quy tắc đến cùng là cái gì? Dạ Lăng Phong ở bên cạnh đi theo, có chút không hiểu hỏi. Tìm kiếm thiên cung tồn tại, tựa như là một tòa nhà gỗ, sau đó tiến thiên cung. Lý Thiên Mệnh nói, sẽ không như thế đơn giản a. Tìm một gian nhà gỗ, cùng cạnh tranh có quan hệ gì đâu. Còn nữa, cái kia đế tinh bảng còn muốn sắp xếp đâu. Lâm Tiêu Tiêu cũng mơ hồ hỏi. Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy, cụ thể quy tắc chi tiết, người nào cũng không biết, hết thảy từ thiên cung, trưởng khống, nhưng. Đế tinh bảng như thế nào sắp xếp, tìm thiên cung cùng đoạt đế tinh bảng đệ nhất, lại có liên hệ gì, về sau đi liền biết. Làm nói, vô thiên chi cảnh mở ra kéo dài rất lâu. Kỳ trước đều là 3 tháng trở lên mới có thể xếp hết đế tinh bảng, thậm chí khả năng vượt qua 1 năm. Thời gian dài như vậy, trước mắt đối chúng ta mà nói, khẩn yếu nhất cũng không phải là tiên hạ thủ vi cường, cũng không phải chiếm trước tiên cơ, mà chính là nghĩ biện pháp, tại tranh phong bên trong, tăng lên chính mình. Lý Thiên Mệnh nói, làm, người nào nha, Phu Tử Thiên, Lâm Tiêu Tiêu môi đỏ khẽ nhếch, một mặt hồ đồ. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Còn thật đừng nói, chữ xem ra thật giống. Dạ Lăng Phong nói. Kỳ thật quy tắc cái gì, đều là hư, mặc kệ ngươi quy tắc thiên biến vạn hóa, kết quả là đơn giản cũng là đánh người, đoạt bảo. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, dù sao dẫm lên Thái Dương Vạn Tông Thiên Kiêu nhóm đỉnh đầu trèo lên trên, cái kia là được rồi. Lý Thiên Mệnh không có gì giết người chi tâm. Hết thảy đều là công bình cạnh tranh. Cái này trên Thái Dương, là một cái đại tranh chi thế. Cái này chính là chỗ này làm theo quy tắc. Mỗi người đều muốn nhận áp sát nhiều tư nguyên hơn, tạo phúc chính mình cùng con cháu.
Tư nguyên vĩnh viễn có hạn, cạnh tranh thì vĩnh viễn tồn tại. Phu tử Thiên còn ở phía trước mở đường, làm Lý Thiên Mệnh bọn họ còn tại nói chuyện phiếm thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng bước, hướng về phía Lý Thiên Mệnh bọn họ hưng phấn ngoắc. Chung quanh không có Thanh Hồn Điện đệ tử, cũng không có người giám thị, Phu tử Thiên hoàn toàn thu hồi đại sư huynh của hắn phong phạm, đi theo làm tùy tùng, vì Lý Thiên Mệnh bọn họ phục vụ. Dù sao, hắn trả đến làm cho Lý Thiên Mệnh bọn họ, trong khoảng thời gian này bảo hộ hắn, để hắn tránh cho bị đánh đây. Lần trước bị Thanh tỷ xáo trộn tiết tấu, hắn tối thiểu muốn trước làm một tháng phế vật. Liền Lâm Tiêu Tiêu đều đánh không lại. Ca, ngươi thấy được sao? Phu tử Thiên xiểm cười híp mắt hỏi. Gia hỏa này, quả thực có thể tại trang bức cùng kém cỏi ở giữa, hoàn mỹ hoán đổi nhân vật. Cái quỷ gì? Lý Thiên Mệnh nghênh lên hỏa diễm phong bạo, đi tới trước mắt của hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước phong bạo chỗ sâu, giống như có một tòa cao đến 10 vạn mét thiên bi. Lúc đó bia tắm rửa tại trong ngọn lửa, nguy nga cao ngất, như một cái cự thần đứng thẳng, ở trên cao nhìn xuống thương sinh. Cái kia chính là Tề Thiên Bia, là một cái vĩnh viễn không cách nào đến gần địa phương. Bất kể thế nào đi, Tề Thiên Bia cùng chúng ta khoảng cách cũng sẽ không biến. Thần kỳ hơn chính là, mặc kệ chúng ta tại vị trí nào, chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn đến nó. Phu tử Thiên nói, đoán chừng chỉ là dùng kết giới thủ đoạn, làm một số hình chiếu kỹ xảo mà thôi. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi có thể tạo ra đến. Phu tử Thiên hỏi, không thể. Không thể ngươi còn giả vờ giả vịt. Phu tử Thiên khinh bỉ nói, ngươi cần ăn đòn. Hảo hán tha mạng, Phu tử Thiên dây sợ. Không dùng hắn nói, cái này cái gọi là Tề Thiên Bia cũng là đế tinh bảng sắp xếp chi địa. Tiếp đó, từng cái danh tự sẽ xuất hiện tại cái này Tề Thiên Bia phía trên, lập lòe toàn trường. Không chỉ là vô thiên chi cảnh bên trong, bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể nhìn đến, toàn bộ trật tự chi địa, kỳ thật đều có thể nhìn đến. Chính vì vậy, người trẻ tuổi mới vót đến nhọn cả đầu, đều muốn chui phía trên cái này Tề Thiên Bia. Đem tên khắc vào Tề Thiên Bia phía trên, thụ ngàn tỷ dân chúng nhìn lên, đó là thiếu niên nam nữ nhóm mộng tưởng, càng là gia tộc và tông môn vinh diệu. Tiến Thiên Cung nha! Phải xem vận khí, kỳ thật giấc mộng của ta rất đơn giản, có thể đi vào 10 vị trí đầu cũng không tệ rồi, cái kia 10 cái tên, tuyệt đối chói mắt nhất. Phu tử Thiên nhìn lấy cái kia Tề Thiên Bia, tràn ngập chờ mong mà nói. Tiếng nói vừa ra, Lý Thiên Mệnh bọn họ, đã sớm đi hướng nơi xa. Ai, chờ ta một chút. Phu tử Thiên liền bò mang lăn, chật vật đuổi kịp bọn họ. Phía trước, hỏa diễm phong bạo hỗn loạn bao phủ. Vô thiên chi cảnh bên trong, cũng có cao sơn khe sâu giang hà biển cả. Chỉ là nơi này giang hà biển cả, phía trên kia nước, tại gió bạo ảnh hưởng dưới, chẳng những ba đào hung dũng, mà lại nóng rực đến đáng sợ. Đây không phải là nước bình thường, mà chính là nguyên tố thần tai hội tụ mà thành. Hắn bên trên có rất nhiều trật tự thần văn. Dạng này nước sông lớn, bổ nhào vào trên thân đến, quả thực có thể thiêu hủy một lớp da. Bao quát dưới chân nham thạch đất cát. Trên cơ bản đều đã cháy đen, còn lại đều là thiên địa thần khoáng. Thì cái này một nắm cát, đưa đến Viêm Hoàng Đại Lục, không dùng luyện khí, đều có thể làm đỉnh cấp binh khí sử dụng. Sau đó Lý Thiên Mệnh bắt lấy năm thứ nhất đại học đem. Hô hô hô, phong hỏa bao phủ, nước sôi lật trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, những cái kia màu đỏ thắm nước, như máu tươi một dạng tại mặt đất màu đen phía trên, tạo thành lít nha lít nhít thủy võng, lửa nóng khí thể không ngừng đi lên bốc lên. Tựa như là núi lửa bên trong vừa bạo phát đi ra dung nham. So với bên ngoài, trong này càng giống là lò luyện, tất cả mọi người cùng, bị luyện đan, giống như. Lý Thiên Mệnh có vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng thể chất, một đôi mắt đều bị thiêu đến đỏ bừng, cùng vẽ lên yên huân trang giống như. Một tỷ người tiến đến, đều bị nuốt vào, tạm thời vô thanh vô tức, nói rõ cái này nội bộ, so trong tưởng tượng còn muốn lớn, tối thiểu có 10 cái Viêm Hoàng Đại Lục diện tích. Tại dạng này diện tích bên trong, tìm một gian nhà gỗ. Lý Thiên Mệnh xác thực cảm thấy rất khó. Bọn họ hiện tại chỉ là bên ngoài tầng. Nghe nói lại tiến vào trong đi, sẽ có đủ để sát thương bọn họ đỉnh cấp nguyên tố thần tai. Còn có tại hoàn cảnh như vậy bên trong, đều có thể sống sót hung thú. Hằng tinh nguyên các loại vũ trụ nguyên lực rất đẹp, nhưng là tiếp xúc gần gũi, rất chí mạng. Những lực lượng này so trong tưởng tượng, muốn cuồng bạo quá nhiều. Bọn họ đã rơi vào một cái trong sơn cốc. Hỏa diễm phong bạo trên cơ bản đều từ trên đỉnh đầu lướt qua đi,
cho nên, trong sơn cốc này một chút gió êm sóng lặng một số, không lại quần áo cuồng vũ. Ngay cả như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới, dưới chân đất đai cùng cát đá, trên cơ bản đều là cháy đen, mà lại một cái cây cối đều không có. Có thể ở loại địa phương này sinh trưởng cây cối, đó nhất định là trọng bảo loại hình thảo mộc thần linh. Tiêu Tiêu, ha ha. Lý Thiên Mệnh nhìn Lâm Tiêu Tiêu liếc một chút, nhất thời cười ra tiếng âm tới. Bởi vì, ở bên ngoài bị ngọn lửa phong bạo trà sát nửa canh giờ, liền nàng đều biến thành tiểu hắc kiểm, thì cùng Miêu Miêu giống như, trên mặt cùng bôi than không sai biệt lắm. Ai nha, địa phương quỷ quái này, sớm biết ta không cùng các ngươi tiến đến. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng che mặt. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút, để cho ta quy đệ nước tiểu ngâm, rửa cho ngươi đem mặt. Huỳnh Hỏa cạc cạc cười quái dị. Mặc kệ cái khác nhiều người không khó thụ, nơi này quả thực cũng là thiên đường của nó. Mà lại, hình thể của nó không thấy được. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, nó thì treo ở Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, thoải mái hưởng thụ lấy bão từ trường. Số tiểu kê. Lâm Tiêu Tiêu không thèm để ý nó. Dù sao cũng là nữ hài tử, liền ở bên cạnh thanh tẩy lau sạch, cả nửa ngày. Hiếm thấy tìm tới cái này gió êm sóng lặng sơn cốc, Lý Thiên Mệnh cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, tại cái này sửa sang một chút suy nghĩ. Hắn ngay trước Phu Tử Thiên trước mặt, cố ý đem linh hạch lấy ra, mở ra ba cái thiên vị kết giới, đặt ở trước mặt. Trước lúc này, hắn đã thăm dò hỏi Phu Tử Thiên rất nhiều lần, đồng thời cũng thăm dò mười mấy cái thanh hồn điện đệ tử, bọn họ cũng không nhận ra huyễn thiên chi cảnh. Cho nên, làm Lý Thiên Mệnh đem thiên vị kết giới bảy lúc đi ra, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Phu Tử Thiên cũng không biết, vậy nói rõ hắn tùy thân lão gia gia đồng dạng không biết. Mà lại Lý Thiên Mệnh cho rằng, coi như lão gia hỏa kia biết, hắn thì còn lại một cái thần hồn, có Dạ Lăng Phong tại, hắn cũng không thể làm gì. Còn nữa, Phu Tử Thiên đã cùng Lý Thiên Mệnh, đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Nhìn đến ngày này vị kết giới về sau, Phu Tử Thiên hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Một loại phụ trợ tu luyện kết giới, làm cho trạng thái tu luyện càng tốt hơn. Lý Thiên Mệnh nói, quần thần kết giới đúng không? Ta biết, Phu Tử Thiên cười nói. Đúng, các ngươi đây là dự định lâm thời ôm chân Phật, nghe ta anh em, cái này vô dụng, thì mấy tháng nửa năm, tăng lên không có bao nhiêu, còn không dùng đem thời gian đặt ở hành trình phía trên, hoặc là tìm kiếm thiên cung, hoặc là tìm kiếm leo lên đế tinh bảng biện pháp. Phu Tử Thiên nói, hiện tại Tề Thiên Bia phía trên còn không có tên, tương đương với đế tinh bảng chống không, Phu Tử Thiên còn không nóng nảy. Lịch sử đến nay, xác thực có không ít người ở bên trong xông vào, thậm chí đem tiền bối truyền thừa thiên hồn đều cho mang vào. Ta nghe nói có một lần, có một cái thiên bảng 10 vị trí đầu tông môn đệ tử, dùng thiên hồn thần khoáng, mang theo 100.000 cái tiền bối truyền thừa thiên hồn tiến đến, kết quả bị đối thủ cướp đi. Để tông môn trắng mất không 100.000 tiền bối tâm huyết. Tiền bối truyền thừa thiên hồn, đó là bất kỳ một cái nào tông môn căn cơ, vứt bỏ thật là đáng tiếc. Phu Tử Thiên líu lo không ngừng. Hắn cho rằng đem tiền bối truyền thừa thiên hồn mang vào, trong khoảng thời gian ngắn, đều chưa hẳn có trọng đại hiệu quả, huống chi là chính mình khổ tu. Tại loại này hiếm thấy 1 tỷ người chiến đấu trong không khí, có lúc thông qua chiến đấu, đạt được thần ý đốn ngộ sinh trưởng, đủ để dẫn phát cảnh giới thuế biến. So vùi đầu khổ tu hiệu quả còn tốt hơn. Chúng ta còn trẻ, cơ bản khuyết thiếu chiến đấu kinh nghiệm, sư tôn ta nói, khổ tu 100 ngày, không bằng tử chiến 1 trận. Phu Tử Thiên nói những thứ này, đơn giản là muốn cải biến Lý Thiên Mệnh ý nghĩ, để hắn tăng tốc tiết tấu chiến đấu. Bất quá, Lý Thiên Mệnh vẻn vẹn đối với hắn thở dài một tiếng, nói, trước mắt ngươi trạng thái không tốt, lấy bảo mệnh làm chủ, không vội, hiểu không? Được, nghe ngươi. Phu Tử Thiên chỉ là thiện ý nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh có ý nghĩ của mình, hắn liền không ở lắm miệng. Hiện ở đây, mang truyền thừa thiên hồn tiến đến nhiều không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhiều a, dù sao cũng là mấy tháng tranh phong, cơ bản đều sẽ mang một số đi, chỉ là không có 100.000 khoa trương như vậy. Bình thường, thân phận cao, mang 1-2.000 cái đi. Thiếu khả năng mang 10 mấy trên 100, nhưng cơ bản đều sẽ mang một số, đương nhiên, ta không mang theo. Phu Tử Thiên ngạo kiều nói. Sau khi nghe xong, Lý Thiên Mệnh ngược lại giật mình. Hắn cùng Lâm Tiêu Tiêu liếc nhau một cái. Ngươi không có phí công tiến đến, nơi này là ngươi thế giới cực lạc. Lý Thiên Mệnh cười nói. 1 tỷ đệ tử a. Dù là mỗi người chỉ dẫn theo 100, cái kia chính là 100 tỷ cao đẳng chủng tộc truyền thừa thiên hồn.
Bình thường Lý Thiên Mệnh làm sao có thể đi những tông môn khác cướp đoạt truyền thừa thiên hồn. Chỉ có tại cái này vô thiên chi cảnh, những đệ tử này tùy thân mang theo, mới có thể rơi trên người mình. Mặc kệ là mình lấy thiên hồn thái nhất quan ma, vẫn là cho Lâm Tiêu Tiêu làm thực vật, đều có tác dụng lớn. Ngươi sẽ không phải muốn cướp thiên hồn a? Phu tử Thiên trừng mắt hỏi. Không được sao, không ai làm như vậy. Lý Thiên Mệnh hỏi. Có là có, bất quá tác dụng không lớn. Thanh hồn điện có là truyền thừa thiên hồn, nhưng người ta loại cấp bậc này đệ tử, kỳ thật cũng không thiếu. Phu tử Thiên nói. Đó là thanh hồn điện, không là của ta muốn là, thuộc về ta truyền thừa thiên hồn. Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ có hắn, mới có thể tạo phúc viêm hoàng đại lục. Cho nên, Lý Thiên Mệnh lại thêm một cái mục tiêu. Hắn để Phu tử Thiên thoải mái tinh thần nghỉ ngơi, cho mình canh gác, liền chuẩn bị muốn vào huyễn thiên chi cảnh một chuyến. Bất quá. Đúng vào lúc này, dị biến phát sinh. Thương thiên phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái 100 mét bao quát lạnh lùng ánh mắt. Cái kia ánh mắt hiện lên màu tím, tắm hỏa diễm hướng về bên này gần lại gần. Cái này có thể đem Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong giật nảy mình. Bởi vì, đế nhất, ánh mắt, cũng là màu tím. Lý Thiên Mệnh vội vàng đem thiên vị kết giới, thu vào. Hắn tập trung nhìn vào, mới phát hiện cái này con mắt màu tím. Cũng không phải là sinh mệnh thể, mà chính là một cái kết giới quang ảnh. Hắn bản chất là một khối nham thạch to lớn, ngoại tầng có một cái tử sắc kết giới, tạo thành ánh mắt dáng vẻ. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt hỏi. Tề Thiên Chi nhãn a, Phu tử Thiên nói. Giám thị dùng. Không kém bao nhiêu đâu, vô thiên chi cảnh bên trong, có chừng 1000 cái Tề Thiên Chi nhãn, khắp nơi du tẩu, đem vô thiên chi cảnh bên trong phấn khích. Tranh phong chiến đấu hình ảnh, lan truyền đến toàn bộ trật tự chi địa. Phu tử Thiên nói, mới 1000 cái, chế tạo 1 tỷ cái thị giác, đều không khó a. Lý Thiên Mệnh hỏi, không khó là không khó, nhưng là không có ý nghĩa a. Phổ thông đệ tử tranh phong, các trưởng bối đều không hứng thú nhìn, đừng nhìn có 1 tỷ người, có thể người trong thiên hạ ánh mắt, cũng liền tập trung ở hàng ngàn người hai bên, 1000 cái tề thiên chi nhãn đủ. Mà lại, bọn họ sẽ tới chỗ di động. Trưởng khống toàn trường, trên cơ bản một chút có phân lượng giao phong, còn có một số đặc thù tràng cảnh, nói thí dụ như trọng bảo tranh đoạt, đều sẽ thông qua cái này một con mắt, để phía ngoài trưởng bối thấy rõ ràng. Còn có, bọn họ cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào một người, bởi vì nói cho cùng, tất cả mọi người có một số bí mật, đều có tư ẩn, thiên cung rất tôn trọng chúng ta những đệ tử này tư ẩn, cho nên chỉ cần tề thiên chi nhãn không tại, kỳ thật ta là đều là ẩn nấp trạng thái. Phu tử Thiên giải thích nói. Không tệ, ta thích. Chỉ cần không phải toàn bộ hành trình bị giám thị, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, thực sự quá thuận tiện. Dù sao, hắn có quá nhiều, không thể tùy tiện bày ra bí mật của người. May mắn vừa mới, ta kịp thời đem thiên vị kết giới thu lại, một hai người không biết, nhưng không bài trừ toàn thế giới sẽ không biết, cẩn thận là hơn tốt nhất. Lý Thiên Mệnh tâm lý suy nghĩ. Hắn dự định tốt, về sau phải vào huyễn thiên chi cảnh, liền để Phu tử Thiên canh gác được rồi. Tạm thời, trên tay hắn không có có thiên hồn, tử diệu tinh thần tháp hiệu quả vẫn là đỡ một ít. Đoạn thời gian này đều đang bôn ba, liền tu hành cơ hội đều không có, Lý Thiên Mệnh có chút gấp. Đúng vào lúc này, cái kia tử sắc, tề thiên chi nhãn, đã xuất hiện tại bọn hắn ngay phía trên. Con mắt này thật lớn như thế, hẳn là có thể đem phương viên 10.000 mét bên trong tràng diện, hoàn toàn thâu tóm tại trong tầm mắt. Phu tử Thiên bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Làm sao? Tề Thiên Chi nhãn dừng lại, nói rõ nó cảm thấy, nơi này sẽ có quan trọng xung đột a. Phu tử Thiên nói. Cái kia chính là cùng ngươi có quan hệ, Lý Thiên Mệnh chắc chắn nói. Hắn cùng Dạ Lăng Phong Lâm Tiêu Tiêu, hiện tại là người trong suốt, Tề Thiên Chi nhãn căn bản sẽ không quan tâm bọn họ. Duy nhất khả năng cũng là Vu Tử Thiên. Một cái hai lưu tông môn đệ tử, danh khí rất lớn, nghe nói có thể đi vào đế tinh bảng 10 vị trí đầu. Cải biến Thanh Vân Đại Lục bố cục, người nào không chú ý. Ngay tại ở con ngàn ý thức được thời điểm nguy hiểm, phía sau hỏa diễm phong bạo bên trong, truyền đến phá không thanh âm. Phu tử Thiên, người đi không được. Một tiếng lạnh lùng mà đẫm máu thanh âm, đã theo cái hướng kia truyền đến. Nghe thanh âm, đối phương đã đối chiến đấu kế tiếp, không thể chờ đợi. Người còn không thấy, đối phương lại trực tiếp hô lên tính danh, nói rõ bọn họ đối Phu tử Thiên vô cùng quen thuộc. Mà lại, có thể ở chỗ này đụng tới,
nói rõ bọn họ ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm Vô Tử Thiên, một đường đuổi theo. Rốt cục tại Lý Thiên Mệnh bọn họ dừng bước lại thời điểm, chính diện đụng tới. Tổng hợp những yếu tố này, không hề nghi ngờ. Cái này phá không truy người tới, đến từ Thanh Vân Đại Lục đối thủ một mất một còn, Vân Thượng Thiên Cung. Là Vân Phi Dương. Vô Tử Thiên cắn răng, hai đầu lông mày dựng lên, chỉ có thể mãnh liệt phung trên tay mỹ nhân quạt giấy, che giấu hốt hoảng trong lòng. Nói thật, đây chính là hắn tại trước mắt trạng thái dưới, tại vô thiên chi cảnh bên trong, không muốn nhất đụng phải người. Tại xa xôi Thanh Vân Đại Lục ở bên trên, tại cái kia mênh mông đại lục trung ương, có một tòa lơ lửng tại 10 vạn mét trên không trung đám mây hòn đảo. Cái này đám mây hòn đảo, từ vô số đời, vân đế, thần thể tạo thành, trên đó thần thành trải rộng, rất nhiều tiên cung kiến trúc lập lòe thần quang. Cái này huyền không đảo phía trên mây sương mù lượn lờ, tiên khí như dòng nước lũ giống như lăn lộn. Như thế tiên cung lầu các, tựa như là viêm hoàng nhân tộc trong tưởng tượng tiên cảnh, cơ hồ không có khác nhau. Bầu trời này đảo, chính là Thanh Vân Đại Lục thần thánh chi địa, Vân Thượng Tiên Đảo. Vân Thượng Tiên Cung, liền xây dựng ở cái này một hòn đảo phía trên. Tại Vân Thượng Tiên Đảo Trung ương, có một cái đám mây vòng xoáy, tại cái kia vòng xoáy bên trong, lúc này chính lóng lánh quang ảnh. Quang ảnh bên trong hình ảnh là, đại khái 10 người thiếu niên, đang theo lấy phía trước phi nhanh, truy tung đối thủ. Tề Thiên Chi Nhãn, nhìn đến bọn họ. Là Vân Sư Huynh, còn có Tiểu Lộc Sư Tỷ, bọn họ 10 cái đều tại. 10 người một tổ. Phàm là Tề Thiên Chi Nhãn chú ý, nói rõ rất có thể sẽ phát sinh trọng điểm va chạm, bọn hắn đối thủ là ai. Tại cái này đám mây vòng xoáy chung quanh, lơ lửng lấy mấy chục vạn người. Trong đó lấy siêu việt 30 tuổi tu luyện giả chiếm đa số. So sánh những đứa trẻ trách trách phù vù, nhiều người hơn toàn bộ hành trình không nói gì. Đây đều là Vân Thượng Tiên Cung tu luyện giả, bọn họ người mặc thống nhất đạo bào theo hình mây, cả đám đều có tiên phong đạo cốt phong phạm. Mặc kệ là lớn lên vẫn là thân thể, đều phá lệ thể diện. Yên lặng. Tại những đứa trẻ vui vẻ vần quanh thời điểm, một tiếng quát lớn bao phủ toàn trường, làm cho cả đám mây vòng xoáy. Trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch bên trong. Những đứa trẻ thè lưỡi, không dám lên tiếng, lại vẫn hưng phấn, mong đợi nhìn lấy. Tại chung quanh bọn họ, mấy chục lần trưởng bối ánh mắt nghiêm túc, ánh mắt bên trong, tuyệt đối lóe ra sát cơ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, đệ tử của bọn hắn đang đuổi người nào. Cái này Tề Thiên Chi Nhãn tầm mắt, làm cho cả Thanh Vân Đại Lục đều lâm vào sôi trào bên trong. Thanh Hồn Điện cùng Vân Thượng Tiên Cung tranh phong. Là đại lục này phía trên vĩnh hằng đề tài. Mà lần này, bởi vì quan hệ đến vạn tông thiên bảng bài danh, mấy người trẻ tuổi biểu hiện, cực kỳ trọng yếu. Đến mức đại lục khác tu luyện giả, làm trong truyền thuyết có thể đi vào đế tinh bảng 10 vị trí đầu Vô Tử Thiên, vậy mà xuất hiện tại trong tầm mắt về sau, trong lúc nhất thời, trật tự chi địa phía trên, không biết có bao nhiêu người ánh mắt, tập trung vào cái này một cái sơn cốc bên trong. Bao quát vô thiên hỏa trụ bên ngoài, cũng có thể nhìn đến cái này Tề Thiên Chi Nhãn tầm mắt, thậm chí có thể nhìn đến càng rõ ràng hơn. Vân Thiên Khuyết, Giang Thanh Lưu bọn người, cũng đang chăm chú. Làm hai người đệ tử, xuất hiện tại một chỗ về sau, Vân Thiên Khuyết hơi hơi nhếch miệng, một vệt ý cười hiện lên. Xem xét lại Giang Thanh Lưu, chỉ có thể thầm mắng bị ổi. Đối phương rõ ràng là biết được Phu Tử Thiên nội tình, một đường đi lên trên truy, chính là vì, trước mặt người trong thiên hạ. Đánh vỡ Thanh Hồn Điện giả mạo thần thoại. Vô thiên chi cảnh bên trong. Lý Thiên Mệnh bốn người bọn họ đứng chung một chỗ, mắt nhìn phía trước. Tại trong tầm mắt của bọn họ, một đám người mặc đạo bào thêu hình mây thiếu niên thiếu nữ, vừa vặn 10 người, theo hỏa diễm phong bạo bên trong, xông vào sơn cốc này. Bọn họ liếc một chút thì khóa chặt Vô Tử Thiên. Ngay đầu tiên, bọn họ thì phân tán ra đến, rõ ràng là không muốn để cho người đào tẩu ý tứ. Đối với bất kỳ người nào tới nói, loại hành vi này khả năng rất bình thường. Nhưng, bọn họ vây quanh người, thế nhưng là danh xưng, tinh tướng thần cảnh, tầng thứ tư Vô Tử Thiên, cái kia chính là phách lối cùng nghiêm trọng khiêu khích. 10 người tổ một, chính là vô thiên chi cảnh hạn định hạn mức cao nhất. Xem ra bọn họ vì tăng cường chiến đấu lực, cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bảo vệ tốt, một con ruồi cũng không thể chạy. Lý Thiên Mệnh liếc một cái. Để mắt tới 10 người này lãnh tụ, cái kia chính là cái kia người nói chuyện. Đây là một cái tuấn giật thiếu niên, đồng dạng tóc dài như thác nước, có một đôi mày trắng, nhưng không có Vân Thiên Khuyết dài như thế. Chỉ luận khuôn mặt,
hắn xem ra càng tuổi trẻ xinh đẹp, có thể được xưng là đỉnh cấp mỹ thiếu niên. Lại thêm cái kia phiêu giật khí chất, lãnh khốc chiều sâu, liền biết ra hỏa này tại Vân Thượng Tiên Cung, tuyệt đối là vang dội ngàn vạn thiếu nữ nhân vật. Thanh Hồn Điện trong tình báo, đối Vân Thượng Tiên Cung đỉnh cấp đệ tử, tự nhiên có trọng giới thiệu. Nhất là trước mắt vị này, Vân Phi Dương, giới thiệu đến càng thêm kỹ càng. Đây là một vị, tiêu chuẩn, cường giả nhị đại. Bởi vì, hắn là Vân Thượng Tiên Cung cung chủ, con nhỏ nhất, đạt được Vân Thiên Khuyết dòng chính chân truyền. Hắn tuổi không lớn lắm, năm nay chỉ có 19 tuổi. Bất luận là cảnh giới cùng danh khí, đương nhiên không có cách nào cùng Vu Tử Thiên so sánh. Nhưng tối thiểu nhất, muốn so Thanh Hồn Điện xếp hạng thứ 2 Bạch Quân Sách, cao hơn phía trên rất nhiều. Đương nhiên, hiện tại trạng thái Vu Tử Thiên, 100 cái đều không phải là Vân Phi Dương đối thủ. Chớ nói chi là, bên cạnh hắn còn có 9 cái, đều là Vân Thượng Tiên Cung cái này đệ nhất đỉnh cấp đệ tử. Tối thiểu đều là thập đạo thiên trở lên cảnh giới. Tại cái này Vân Phi Dương bên cạnh, còn có một cái đáng yêu dí dỏm, khiến người ta như gió xuân ấm áp giống như mỹ thiếu nữ. Nàng thanh âm rất mềm rất nhỏ, ánh mắt rất lớn rất sáng, nụ cười rất ngọt, cơ hồ là Lý Thiên Mệnh đi vào trên Thái Dương, thấy đẹp nhất thiếu nữ. Tại Thanh Hồn Điện trong tình báo, cũng có giới thiệu nàng. Nàng cũng là Vân Thượng Tiên Cung cung chủ đệ tử thân truyền, tên là Vân Tiểu Lộc, cũng là Vân gia dòng chính. Luận bối phận, nàng vẫn là Vân Phi Dương cháu gái, nhưng nói như vậy, bọn họ vẫn là lấy sư huynh muội quan hệ ở chung. Ngoại trừ Vân Phi Dương cùng Vân Tiểu Lộc, còn lại 8 cái đã bao vây bọn họ. Bọn họ 10 cái ánh mắt, đều đang ngó chừng Vu Tử Thiên, ánh mắt lạnh lẽo bên trong, lại dẫn một tia trêu tức. Vu Tử Thiên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vân Phi Dương tiến lên trước một bước, tuổi còn nhỏ, trên mặt lại một mặt băng lãnh, ánh mắt hùng hổ dọa người. Tại trước mặt bọn hắn, Vu Tử Thiên trong lòng mặc dù bối rối, có thể ngoài mặt vẫn là đầy đủ, khí định thần nhàn, hắn khoanh tay, lệch ra cái đầu nhìn Vân Phi Dương liếc một chút, sau đó ánh mắt vượt qua hắn, nhìn chằm chằm cái kia dí dỏm đáng yêu Vân Tiểu Lộc, cười tủm tỉm nói, đã sớm nghe nói Tiểu Lộc sư muội tuổi không lớn lắm, cũng đã có khuynh thành chi tư, hôm nay gặp mặt, quả thật là thiên tư quốc sắc, nhân gian có thể có Tiểu Lộc sư muội như vậy rung động lòng người tinh linh, toàn thế giới đều bởi vì ngươi. Có bất phàm sắc thái, như vậy đáng yêu nữ hài tử, không biết sư huynh phải chăng có thể có vinh hạnh, cùng Tiểu Lộc sư muội lẫn nhau lưu truyền tin tức thạch đâu. Im miệng, bầu không khí khẩn trương thời điểm, Vu Tử Thiên vậy mà không nhìn Vân Phi Dương, bắt đầu trêu chọc muội, cái này có thể để Vân Thượng Tiên Cung đệ tử tức giận đến không được. Vân Tiểu Lộc tuy nhiên được khen thưởng, thế nhưng 10 phần tức giận, nói, Trần Khiêm sư huynh nói, ngươi chính là một cái giả mạo thiên tài ngân thương sắp đầu, bây giờ bị chúng ta vây quanh, là thời điểm trước mặt người trong thiên hạ, vạch trần ngươi hư giả trò xiếc, để Thanh Hồn Điện mất mặt xấu hổ. Cái gì, ngân thương sắp đầu, Tiểu Lộc sư muội, sư huynh rất cứng, ngươi muốn là không tin, có thể thử một lần nha. Vu Tử Thiên trên dưới dò xét tiểu mỹ nhân, liếc mắt đưa tình nói. Ha ha, Vu sư huynh vẫn là như thế phong lưu. Thông qua Tề Thiên Chi nhãn nhìn lấy trận này màn kịch quan trọng Thanh Hồn Điện các đệ tử, cả đám đều vui vẻ. Vu Tử Thiên câu nói này, trực tiếp điểm đốt chiến hỏa. Được rồi, đừng tìm đồ vô sỉ kia tranh đua miệng lưỡi, để hắn mặt mũi mất hết là đủ. Vân Phi Dương xem ra vẫn lãnh đạm, hắn khó có thể che giấu đối Vu Tử Thiên phẫn nộ, tại sư đệ sư muội nhóm đã vây quanh hoàn tất thời điểm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Vân Tiểu Lộc, nói, ngươi chớ cùng hắn đáp lời, hắn dám mạo phạm ngươi, một hồi thưởng hắn cái tát, ngay trước Thanh Hồn Điện trước mặt, đem mặt của hắn quất nát. Sư huynh, Vân Tiểu Lộc thè lưỡi, dí dỏm nói, sư huynh nhanh đi, đánh cái này không cần mặt mũi chó ghẻ. Nhìn kỹ, tuy nhiên bọn họ 10 người, tùy tiện một cái đều có thể thu thập Trần Khiêm sư huynh trong miệng, chỉ có Lục Hợp Thiên Vu Tử Thiên. Nhưng loại này vô cùng lớn chuyện vui, từ Vân Phi Dương tự mình xuất thủ, không có gì thích hợp bằng. Ở chỗ này ngược cái này Thanh Hồn Điện, thần thoại, có thể làm cho cả Thanh Hồn Điện, trở thành trật tự chi địa trò cười. Đường đường thiên bảng bài danh 38 tông môn, nhiều như vậy trưởng bối, để một đầu chó ghẻ cho lừa dối rồi. Vân Phi Dương trong hai mắt, trong mắt đột nhiên biến mất, hóa thành quỷ quyệt vân vụ. Cái này khiến cả người hắn biến đến nhất là chỗ trống, nhưng cũng phá lệ âm u. Tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, hắn bay qua hướng Vu Tử Thiên. Xuất thủ! Vân Phi Dương liền cộng sinh thú đều không muốn ra,
trực tiếp một bàn tay, dẫn động vân vụ, hình thành to lớn trưởng ấn, hướng về Vu Tử Thiên đắp lên đi. Đừng nhìn Vu Tử Thiên ra hỏa này, nguy nan phía dưới còn có thể trêu chọc muội, trên thực tế hắn không xác định Lý Thiên Mệnh phải chăng có thể đối phó Vân Phi Dương, cho nên bắp chân đều đang run rẩy. Nếu là hắn bị vạch trần, đối toàn bộ Thanh Hồn Điện ảnh hưởng quá lớn. Hắn cùng hắn sư tôn Giang Thanh Lưu, tuyệt đối xong đời, vạn người phỉ nhổ. Ngay tại mây trắng này một bàn tay, đắp đến trước mặt thời điểm, Vu Tử Thiên còn tại cưỡng ép mặt không đổi sắc. Kỳ thật tâm lý, đã sớm đang kêu gọi Lý Thiên Mệnh. Trên thực tế, căn bản không có người chú ý Vu Tử Thiên bên người ba người này. Ngay tại lúc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất kiếm. Đông Hoàng kiếm đâm về trên không, cái kia kiếm khí bén nhọn, trong nháy mắt xuyên thủng Vân Phi Dương cái này so sánh tùy ý một bàn tay. Thậm chí tạo thành phản công, đâm về phía Vân Phi Dương. Đinh! Vân Phi Dương kẹp lấy đạo kiếm khí này. Có thể cái kia kiếm khí bén nhọn, vẫn theo hắn trên gương mặt phá tới, xé rách một con đường nhỏ vết thương. Máu tươi giọt giọt rơi xuống. Đây không phải thương thế, đây là mặt mũi bị xé rách. Mà lại, xuất thủ còn không phải Vu Tử Thiên, mà chính là một cái không ai người quen biết. Tại tình cảnh này về sau, Vu Tử Thiên híp mắt, nhếch miệng cười một tiếng, dùng mỉa mai giọng nói, Vân Phi Dương. Ngươi là cái thá gì a? Chỉ bằng ngươi mặt hàng này, còn thật sự cho rằng có tư cách cùng ta động thủ. Soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương được chứ. Nhìn ngươi nhảy đến giống một con khỉ nhỏ, cũng được, liền để ta người tiểu sư đệ này chơi với ngươi chơi đi. Muốn là ngươi liền hắn đều không giải quyết được, cũng đừng tại tiểu lộc sư muội trước mặt trang bức được không? Lý Thiên Mệnh nhanh nôn, rất có thể lắp a. Nhàm chán. Vân Phi Dương rõ ràng tâm cảnh rất vững chắc, mặc kệ Vu Tử Thiên làm sao trào phúng, hắn vẫn chắc chắn Vu Tử Thiên là cái phế vật sự thật. Bọn họ Vân Thượng Tiên Cung Trần Khiêm, không phải cái gì đại vai trò, căn bản không dám gạt người. Chỉ là, hắn để mắt tới Vu Tử Thiên, nhưng Lý Thiên Mệnh lại để mắt tới hắn. Hắn muốn chạm Vu Tử Thiên. Không có cửa đâu. Vu Tử Thiên là Lý Thiên Mệnh tại Thanh Hồn Điện đường lui. Hắn nếu là sụp đổ, đối Lý Thiên Mệnh không có chỗ tốt. Sau đó tại lúc này khác, Lý Thiên Mệnh ra một kiếm về sau, không giống nhau Vân Phi Dương tiếp tục nhiều lời, hắn đột nhiên bạo khởi. Trong tay Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, trực tiếp giết hướng Vân Phi truyền, ai cũng ngăn không được. Lý sư đệ, cùng hắn thật tốt đùa giỡn một chút, chứ có ảnh hưởng ta cùng tiểu lộc sư muội ngọt ngào thời gian. Vu Tử Thiên lôi kéo cuống họng nói. Ngăn lại hắn. Vân Phi Dương không phải rất muốn tại Lý Thiên Mệnh cái này vô danh tiểu tốt trên thân lãng phí thời gian, thế nhưng là để hắn cau mày là, hắn lời còn chưa nói hết, cái này Lý Thiên Mệnh tốc độ cũng nhanh đến kinh người. Càng khiến người ta không nghĩ tới là, trên bả vai hắn cái kia một con chim nhỏ, lại là hắn cộng sinh thú. Làm con chim nhỏ này đột nhiên phun ra luyện ngục hỏa, hình thành một nói hỏa diễm phượng hoàng, đụng hướng Vân Phi truyền thời điểm, hắn mới chấn kinh phát hiện, con chim nhỏ này trong mắt có lít nha lít nhít điểm sao. Nói thật, bởi vì cái này chim là tại quá nhỏ, thời gian ngắn cộng không cách nào đếm rõ ràng. Luyện ngục hỏa, lục đạo hỏa liên, lại thêm luyện ngục hỏa ảnh trong nháy mắt tản ra, hình thành hơn vạn hỏa diễm huyễn ảnh. Tại cái này huyễn ảnh bên trong, một đôi Đông Hoàng kiếm gào thét mà đến, đem Vân Phi Dương hoàn toàn vây ở trong khốn cảnh. Những người khác muốn ngăn trở, đều ngăn cản không được. Người kia là ai, tư liệu hoàn toàn không có. Vân Phi Dương tâm lý chấn động. Liệt hỏa bên trong, đối thủ của hắn tóc trắng phấn khởi, hai mắt lạnh lùng. Một vàng một đen hai con mắt có kinh khủng chấn nhiếp lực. Đây là một loại Vân Phi Dương nói không rõ ràng khí chất. Nói tóm lại, đây là một cái người đồng lứa, nhưng khiến người ta cảm thấy hắn lắng đọng cùng kinh lịch, so trưởng bối còn nặng nề hơn. Đây là một cái vừa ra tay, cũng làm người ta bản năng phía trên, sinh ra thật sâu kiêng kỵ người trẻ tuổi. Thì trong chớp nhoáng này, Vân Phi Dương thậm chí dám nói, chỉ luận khí chất, bên cạnh Vu Tử Thiên, vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Hắn chả đang nghi ngờ Lý Thiên Mệnh thân phận thời điểm, đối thủ của hắn bên người, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen mèo con. Cái kia mèo con cơ hồ nháy mắt, thì xuất hiện tại Vân Phi Dương trên đỉnh đầu. Cái kia nhỏ bé thân thể, đột nhiên bộc phát ra đường kính vài trăm mét hồn thiên điện ngục, lít nha lít nhít hắc sắc điện xà nổ tung lên, lực lượng cuồng bạo đem lên đến ngăn cản Lý Thiên Mệnh Vân Thượng Tiên Cung đệ tử, toàn bộ chấn động ra đi. Ầm ầm, chiến đấu bạo phát. Chỉ là không ai nghĩ đến, giờ khắc này kinh diễm lại là Lý Thiên Mệnh.
hắn không định trước mặt người khác vận dụng thức thần, cho nên từ hôm nay trở đi, hắn cũng là một cái thuần túy ngự thú sư. Này lại ở một mức độ nào đó, dẫn đến hắn chiến đấu lực hạ xuống. Bất quá, đối mặt cái này tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất ngự thú sư Vân Phi Dương, Lý Thiên Mệnh tâm lý khát vọng, cùng mặt trời này phía trên cao đẳng chủng tộc thiên tài, tránh thức tranh đấu một trận. Ầm ầm, lôi hỏa hỗn hợp nổ tung, Vân Phi Dương bị chấn động đến mặt mày xám xịt. Chỗ của hắn, trực tiếp bị tạc ra một cái đường kính vài trăm mét hố sâu, liền hắn đạo bào theo hình mây, lúc này thời điểm đều toàn thân cháy đen. Cái này khiến Vân Phi Dương cái kia vân vụ lượn lờ hai mắt, tránh thức lóe qua một tia tàn nhẫn sát cơ. Người này so Vô Tử Thiên mạnh gấp trăm lần, ta tới đối phó hắn, các ngươi chín cái, đi thu thập Vô Tử Thiên. Hắn cũng không đần, để Vô Tử Thiên hiển hình, chính là Vân Thượng Tiên Cung cho nhiệm vụ trọng đại. Bọn họ còn có một cái ưu thế, cái kia chính là người đông thế mạnh. Cũng không phải là Lý Thiên Mệnh ngăn cản hắn, những người khác thì không thể động thủ. Lý Thiên Mệnh chỉ là cái ngoài ý muốn, không ảnh hưởng Vô Tử Thiên trở thành trò cười. Đúng, sư huynh. Bao quát Vân Tiểu Lộc ở bên trong, Vân Thượng Tiên Cung các đệ tử, đã sớm đối Vô Tử Thiên tức giận đến nghiến răng. Trong lúc nhất thời, bọn họ cộng sinh thú đều xuất hiện, toàn bộ phóng tới Vô Tử Thiên, Dạ Lăng Phong bọn họ. Hỗn chiến hết sức căng thẳng. Chín người này bên trong, trong đó Vân Tiểu Lộc mới 18 tuổi, thì tu luyện đến đạp thiên chi cảnh đỉnh phong, trật tự thiên, so Bạch Quân Sách còn muốn ưu tú một số. Còn lại trên cơ bản đều là thập đạo thiên cùng mệnh luân thiên, tương đương với Vân Thượng Tiên Cung cái này đệ nhất tinh anh toàn phía trên. Đối mặt vây công, Vô Tử Thiên mặt không đổi sắc. Trong lòng của hắn đại hoảng, trong miệng vẫn còn tại cường ngạnh nói, Vân Phi Dương, ngươi để tiểu mỹ nhân phía trên tới ôm ấp yêu thương, nghĩ như thế nào ngươi? Bên cạnh hắn còn có một cái Dạ Lăng Phong. Đúng vào lúc này, một gốc đại thụ che trời xuất hiện tại Vô Tử Thiên bên cạnh, vô số màu đen sợi rễ trong nháy mắt đâm vào bùn trong đất, vô số cành lá mở rộng ra tới. Nó lưng tựa sơn cốc, trong nháy mắt trưởng khống chiến trường, ở khắp mọi nơi. Chính là khởi nguyên thế giới thụ, tiên tiên. Ai nha, nơi này thật nóng, ta muốn bãi công. Tiên tiên vừa ra tới liền bắt đầu phàn nàn, hoàn cảnh nơi này, đối với nó không hữu hảo. Khắc a, nhịn một chút, trong này có hung thú, đến đón lấy để ngươi ăn no. Lý Thiên Mệnh chảy mồ hôi nói. Cái này còn tạm được, tiên tiên trong nháy mắt ánh mắt tỏa sáng. Lý Thiên Mệnh để nó bảo vệ tốt Lâm Tiêu Tiêu, đến mức Vô Tử Thiên, thuận tiện bảo hộ đi. Dạ Lăng Phong ở chỗ này, phối hợp tiên tiên đứng vững Vân Tiểu Lộc bọn họ công kích, vấn đề không lớn. Vân Tiểu Lộc cộng sinh thú huyết mạch, có thể so với Bạch Quân Sách, Khôn Thiên Bạch Trạch. Đó là ba đầu dường như theo trong tiên cảnh đi ra thần lộc, bọn họ hình thể không lớn, thân chỉ dài có khoảng trăm mét, toàn thân tản ra như mộng ảo huỳnh quang, một được hai con mái, hùng lộc có được uy phong lẫm lẫm lộc giác, thư lộc lại có cửu thải quang mang. Đây là ba cái tượng trưng cho Mỹ lệ cộng sinh thú, tên là cửu thải thiên vân thần lộc, cũng là Vân Thượng Tiên Cung đỉnh cấp huyết mạch truyền thừa. Cùng dạng này thần lộc xen lẫn, cùng nhau lớn lên, cái này Vân Tiểu Lộc tự nhiên là cái tiểu tiên nữ. Chỉ là, tại Dạ Lăng Phong trước mặt, chỉ có đối thủ, không có mỹ nữ. Thứ vừa đối mặt, hắn thần thông, đâm tâm hồn nhận, liền hướng Vân Tiểu Lộc trên thân đâm vào. Coi như không có bị trúng đích, Vân Tiểu Lộc vẫn thần hồn nhói nhói, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tiểu Phong ca, thương hương tiếc ngọc a, Vô Tử Thiên chảy máu trong tim. Thế mà, tiếp đó, hắn sẽ chỉ càng ngày càng tích huyết. Bởi vì, Dạ Lăng Phong giết đến càng hung. Ngươi thì sao? Vô Tử Thiên khóc không ra nước mắt nhìn lấy Lâm Tiêu Tiêu. Ta cũng là phế vật, đừng hy vọng ta, Lâm Tiêu Tiêu nói. Còn tốt, biến thái thiếu một cái. Cái gì gọi là cũng, ta không phải phế vật tốt à? Vô Tử Thiên trợn mắt nói. À, Lâm Tiêu Tiêu không thèm để ý hắn. Nàng chỉ chú ý Lý Thiên Mệnh. Dạ Lăng Phong cùng tiên tiên xuất thủ, tạm thời chặn những thứ này Vân Thượng Tiên Cung đệ tử, mà Lý Thiên Mệnh bên kia, đang toàn lực đối phó cái này Vân Phi Dương. Huỳnh Hỏa, Lam Hoang cùng Miêu Miêu, toàn bộ xông ra. Bốn đầu thuộc tính, chủng loại hoàn toàn khác biệt cộng sinh thú, trong lúc nhất thời hấp dẫn vô số người chú ý lực. Thậm chí, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục, cũng đang thảo luận Lý Thiên Mệnh thân phận. Có thể cùng Vân Phi Dương đối kháng, mới đáng giá bàn tán sôi nổi. Vân Phi Dương kinh lịch sơ kỳ chấn kinh, lúc này thời điểm đã hoàn toàn ổn định tâm cảnh. Hắn cộng sinh thú,
cũng theo cộng sinh không gian bên trong bay ra, mà lại hết thảy có ba đầu. Không ngoài dự liệu, đó là ba đóa mây trắng, cùng Vân Thiên Khuyết, cộng sinh thú, Vân Đế cực kỳ tương tự. Thậm chí có thể nói, chỉ là điểm sao phẩm giai khác biệt. Lý Thiên Mệnh theo Thanh Hồn Điện trong tình báo, quen thuộc Vân Phi Dương tư liệu, biết được hắn loại này thoạt nhìn như là mây trắng giống như cộng sinh thú, lấy hiện tại phẩm giai, kỳ danh là Huyễn Vân Thần Thú. Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy cái này ba đầu Huyễn Vân Thần Thú ánh mắt, có thể trên tư liệu biểu hiện, cái này ba đầu Huyễn Vân Thần Thú phẩm giai, tối thiểu đạt đến 4.500 điểm sao. Trên cơ bản, cùng Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú ngang hàng. Ba đóa mây trắng, mỗi một đóa đường kính, đều có hơn ngàn mét, từng tầng trùm lên sơn cốc này trên không, hấp thu hỏa diễm trong gió lốc, trực tiếp thành mây hồng. Cái này Huyễn Vân Thần Thú kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, thân thể của nó là mềm mại, tựa như là kẹo bông gòn một dạng, có thể vặn vẹo biến hóa. Cho nên, thành mây hồng về sau, tam đại Huyễn Vân Thần Thú, vọt thẳng trời mà hàng, hướng về Lý Thiên Mệnh cùng hắn cộng sinh thú đẻ lên. Hô hô hô, khắp nơi đều là phong bạo hỏa diễm thanh âm. Giống giống, cái này Huyễn Vân Thần Thú mặc dù là mây, thế nhưng là nó đang hành động ở giữa, cũng có thể phát ra như cự thú gào thét, quả thực đinh tai nhức óc. Đây chính là trật tự chi địa thiên tài ngự thú sư. Chỉ nhìn một chút, Lý Thiên Mệnh liền biết, Vân Thượng Tiên Cung cái này đệ nhất thiên tài, cung chủ thân tử, mức độ xác thực rất cao. Phu tử thiên ngôn ngữ trêu đùa, Vân Phi Dương tâm cảnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cả người hắn giấu ở Huyễn Vân Thần Thú trong thân thể, lúc ẩn lúc hiện. Huỳnh hỏa bọn chúng thần thông công kích, lúc này thời điểm toàn bộ đều như đá ném vào biển rộng một dạng, bị cái này Huyễn Vân Thần Thú cho hút thu vào. Hóa giải những thứ này tiến công về sau, Vân Phi Dương ánh mắt lãnh đạm, phối hợp Huyễn Vân Thần Thú cùng một chỗ công sát. Đầu tiên, bên cạnh hắn xuất hiện 9 chuôi màu tuyết trắng súng ngắn. Cái này súng ngắn chỉ có 1 mét, trong đó bén nhọn mũi thương, thì có nửa mét trở lên, cực kỳ sắc bén, hàn quang chợt hiện. Vân Phi Dương duỗi tay nắm chặt hai thanh súng ngắn, còn có 7 chuôi súng ngắn, ở tại bên người gào thét bay múa. Trên thực tế, đây cũng không phải là cận chiến binh khí, mà là một loại cùng loại phi đao ném mạnh hình thần binh, kỳ danh là Vân Thượng Phi Thương, chính là cấp 4 trật tự thần binh cấp bậc. Hắn hạch tâm, trật tự thần văn, gọi là thuấn thiểm. Loại này trật tự thần văn, mang cho Vân Thượng Phi Thương vô cùng tốc độ khủng khiếp, danh xưng ngàn mét phía trên, trong nháy mắt mất mạng. Lại phối hợp Vân Thượng Tiên Cung chiến quyết, Huyễn Vân vô cực thương pháp, sử dụng, lực sát thương kinh người. Cái này có thể nói, chính là Vân Thượng Tiên Cung cung chủ một mạch tuyệt học. Huyễn Vân thần thú hộ thể, có thể tiến công có thể phòng thủ, cái này cộng sinh thú có thể trấn áp có thể bảo hộ, thần thông kỳ diệu, mà ngự thú sư giấu ở trong đó, lấy Vân Thượng Phi Thương công kích, công phòng nhất thể, có thể nói là mạnh vô cùng chiến đấu hệ thống. Cái này ba đóa Huyễn Vân thần thú. Làm ra một chủng loại giống như tiên tiên phụ trợ tác dụng, để Vân Phi Dương chiến đấu lực tăng vọt. Thì tại trái phải hai đầu Huyễn Vân Thần Thú, như núi lớn nện xuống thời điểm, Vân Phi Dương ở trung ương Huyễn Vân Thần Thú bên trong, trong tay cái kia dài một mét Vân Thượng Phi Thương, đột nhiên lao vút mà ra, trực tiếp xé rách không khí, phát ra chói tai tiếng rít âm, trong một chớp mắt, xuyên thủng đến Lý Thiên Mệnh trước mắt. Cái này hất lên uy lực, phối hợp Huyễn Vân vô cực thương pháp sử dụng. So với mũi tên uy lực còn mạnh hơn. Đinh! Lý Thiên Mệnh tay mắt lanh lẹ, tay trái màu đen đông hoàng kiếm, bổ ra cái này một thanh Vân Thượng Phi Thương. Cái kia bàng bạc lực đạo, chấn động đến cánh tay hắn run lên. May mắn đông hoàng kiếm chất liệu đủ cứng, hoàn toàn chịu đựng được. Cái kia bị đánh bay Vân Thượng Phi Thương, lượn quanh một vòng, cấp tốc về tới Vân Phi Dương bên người. Trước lúc này, hắn chín chuôi trọn vẹn Vân Thượng Phi Thương. Không ngừng nổ bắn ra mà ra, mục tiêu là Lý Thiên Mệnh cùng hắn ba đầu cộng sinh thú. Chỉ có 9 chuôi Vân Thượng Phi Thương, lại giết ra đầy trời thương ảnh cảm giác. Cùng lúc đó, cái kia hai bên hai đầu Huyễn Vân Thần Thú, nhào tới Lam Hoang cùng Miêu Miêu biến thành đế ma hỗn độn trên thân, quả thực thì cùng là sền sệt dịch nhờn giống như, lăn lộn, bao khỏa, đem cái này hai đầu cự thú toàn thân vây quanh, sau đó bắt đầu co vào. Quá trình này, Huyễn Vân Thần Thú thi triển hai loại thần thông. Đệ nhất gọi là thần thôn, dùng thân thể cầm tù ở Lam Hoang cùng Miêu Miêu, cái thứ hai gọi là vân thúc, nuốt vào về sau, trong nháy mắt co vào, như rắn khổng lồ, lấy quấn quanh co vào lực đạo, đem con mồi lăn thần gân cốt đập vụn. Vân Phi Dương thế công, tương đương mãnh liệt.
Huyễn Vân thần thú xảo diệu thần uy, cũng để Lý Thiên Mệnh mở rộng tầm mắt. Làm Vân Phi Dương hoàn thủ về sau, trực tiếp tạo thành một loại đối Lý Thiên Mệnh trấn áp. Hắn cộng sinh thú bị Huyễn Vân thần thú cuốn lấy, cơ bản chết chắc. Rất nhiều người vây xem, phát ra loại này bình luận. Thế mà, mặc kệ trật tự chi địa phía trên cộng sinh thú cỡ nào kỳ diệu, địch nhân cảnh giới cũng cao hơn ngũ trọng, thái cổ hỗn độn cự thú, chung quy là như kỳ tích tồn tại. Bọn chúng cá thể huyết mạch ưu thế, tại điểm sao phẩm giai giống nhau tình huống dưới, chưa chắc sẽ sợ đối thủ. Tỷ như Lam Hoang, nó bản thân vốn chính là cảnh giới bên ngoài siêu cấp thiên phú, lại thêm tinh ma chi kiếm tiến hóa cùng thanh linh tháp vũ trang đầy đủ, tại Huyễn Vân thần thú hai đại thần thông thi triển tình huống dưới, nó bị áp xúc đến biệt khuất phẫn nộ, một tiếng chấn thiên gào thét, thiên trọng tinh hoàn vừa mở, điên cuồng rảo sát. Cái kia cùng con nhím một dạng thân thể đánh tung đi loạn, đâm đến núi lở đất nứt. Mặc kệ hắn thân thể có bao nhiêu vết thương, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng cũng có thể làm cho thanh linh tháp tư nhuận chữa trị. Cút! Ở tại gào thét bên trong, hồng mông ma bàn đều phát huy ra, thân thể của nó trực tiếp cuốn thành một cái ma bàn, bốn phía đều là sắc bén như kiếm nhất dạng quỳ núi, trực tiếp lăn ra ngoài, thì cùng cầy giống như hướng trên vách núi đá va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, liền núi vách tường đều bị va nứt. Nói thật! Huyễn Vân thần thú là một loại mềm cộng sinh thú, nó khống chế năng lực 10 phần, còn có rất mạnh rảo sát năng lực, nhưng ở nhất kích mất mạng phía trên cũng rất kém. Cái này dẫn đến nó rất khó thời gian ngắn đối Lam Hoang tạo thành chí mạng thương hại. Một khi để Lam Hoang dựa vào huyết nhục ưu thế phản công, dạng này một trận va chạm, nó còn bao trùm tại Lam Hoang trên thân thể, nhất thời có chút không thể chịu được, phát ra từng tiếng kêu thảm. Một bên khác, Miêu Miêu liền càng thêm không cần nói. Nó bôn lôi kiếp, vạn giới lôi bạo, tăng cường lôi đình thần thông uy lực. Huyễn Vân thần thú dạng này cầm tù rảo sát, ngược lại là cho nó tích xúc lôi đình uy lực không gian. Lần lượt lôi đình thần thông nổ tung bị Huyễn Vân thần thú áp chế, từ đó sinh ra uy lực mạnh hơn, tại Miêu Miêu liền càn khôn điện mâu đều phát huy ra, Huyễn Vân thần thú thân thể tại chỗ bị xuyên thủng. Dù là đối với Huyễn Vân thần thú loại này, nửa bất tử thân, tới nói, loại uy lực này không đầy đủ chí mạng. Lại làm cho Miêu Miêu thoát ly hiểm cảnh. Này bằng với Huyễn Vân thần thú lần thứ nhất xuất thủ thất bại, mà lại bị Miêu Miêu cùng Lam Hoang phản chế. Thoát cách thân thể của bọn nó về sau, Huyễn Vân thần thú chỉ có thể thích xúc hỏa diễm phong bạo lực lượng, muốn dựa vào loại phương thức này tiếp tục trấn áp. Đáng tiếc tại huỳnh hỏa trước mặt, những ngọn lửa này phong bạo thì cùng không tồn tại giống như. Thần hỏa kiếp, vũ trụ hỏa nhận. Mặc kệ đối phương là cái gì loại hình thân thể, huỳnh hỏa đem thân thể biến hóa đến lớn nhất, trực tiếp vọt vào, đem xé rách. Sau đó, nó ngay tại cái này Huyễn Vân thần thú nội bộ, thi triển thần thông phần thiên vũ linh. Siêu siêu, cái kia nổ bắn ra lông vũ, đem Huyễn Vân thần thú xuyên thấu thủng trăm ngàn lỗ. Một chiêu này cứ thế mà đem Vân Phi Dương, bước cho ra cái kia một đầu Huyễn Vân thần thú thân thể. Không có ý tứ, người cái này phá cộng sinh thú, bị lão tử khắc chế. Cái kia một đầu Huyễn Vân thần thú kêu thảm lăn lộn, muốn đem tiến vào thân thể huỳnh hỏa làm ra đến, không biết sao huỳnh hỏa trực tiếp ở tại trong thân thể, biến hóa ra luyện ngục hỏa ảnh. Khắp nơi đều là chim nhỏ, mà lại là nắm giữ vũ trụ hỏa nhận chim nhỏ. Mặc kệ cái này Huyễn Vân thần thú mạnh hơn, lại khó chết, huỳnh hỏa ở trong cơ thể nó, thì cùng giết không chết sâu mọt giống như, quả thực gọi nó sụp đổ. Nói trắng ra là, đây chính là một loại cực đoan cộng sinh thú. Như là không thể phản chế, vậy đơn giản muốn mạng, hoàn toàn không có cách nào phản kháng, trực tiếp bị tươi sống giết chết. Nhưng là, nếu có thể như huỳnh hỏa một dạng phản chế, nó liền không có đáng sợ như vậy, nhiều lắm là khó đánh chết. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy, đối thủ này chiến đấu hệ thống rất đáng sợ. Bao quát Vân Phi Dương Vân Thượng Phi Thương, không phản chế liền sẽ bị buộc đến chết. Tại Vân Phi Dương bị buộc ra Huyễn Vân thần thú thân thể thời điểm, Lý Thiên Mệnh liền tóm lấy cơ hội, trực tiếp cận thân. Ngươi cũng thực không tồi, nhưng, ta sợ ngươi cận thân. Vân Phi Dương bên người súng ngắn bay loạn, một bên tiếp tục phun ra, một bên đem hắn tinh tướng triệt để triển khai. Đây là tinh tướng thần cảnh mạnh nhất át chủ bài. Khác biệt tinh tướng, uy lực hoàn toàn khác biệt. Mà lại, ngự thú sư, quỷ thần tộc cùng thức thần tu luyện giả tinh tướng, mỗi người đều có khác nhau. Lý Thiên Mệnh hiện tại đụng phải là ngự thú sư tinh tướng thần cảnh, không ngoài sở liệu, làm Vân Phi Dương thi triển tinh tướng thời điểm, ba đầu Huyễn Vân thần thú, gần như đồng thời bày ra.
Trong lúc nhất thời tinh quang bao phủ, tinh thần cùng vân vụ hội tụ, tạo thành bốn cái cực điểm, đem chung quanh bọn họ khu vực, hoàn toàn bao phủ ở cùng nhau. Lúc này thời điểm vân phi dương, lơ lửng tại ba đầu huyễn vân thần thú ở giữa, tựa như là trong tinh không bá chủ, vô tận ngôi sao, cùng vân vụ liên hợp, tạo thành một cái tù vân tinh tướng. Bọn họ một người ba thú, đều là tù vân tinh tướng hạch tâm điểm. Dẫn đến cái này tinh tướng phạm vi phi thường lớn, trực tiếp đem Lý Thiên Mệnh thâu tóm trong đó, bao trùm toàn bộ chiến trường. Tại cái này tù vân tinh tướng bên trong, tinh mang nhói nhói không nói, vô số không có ở đây vân vụ, tựa như là đầm lầy một dạng, tại giam cấm Lý Thiên Mệnh cùng hắn cộng sinh thú thân thể, làm đến hắn đang di động cùng công kích tốc độ phía trên, đều có nhất định hạ xuống. Nói ngắn gọn, cái này tù vân tinh tướng, đạt đến Khương Phi Linh thời gian chẳng hiệu quả. Đây mới là vân phi dương trạng thái mạnh nhất. Mà lại lúc này thời điểm, hắn ba cái huyễn vân thần thú, trực tiếp thi triển một loại gọi là, vân hải cự nhân, hợp thể thần thông. Đây là bọn họ loại này cộng sinh thú thủ đoạn đặc thù, tam đại vân vụ tổ hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái vân vụ cự nhân. Vân phi dương thì đứng tại cái này vân hải cự nhân trên bờ vai, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Được rồi, bản lãnh của ngươi, đã bày ra hoàn tất, cút đi nhé, chớ cản đường. Ta hôm nay muốn thu thập chính là Vô Tử Thiên, Vân Phi Dương nói. Đại chiêu vừa mở, còn vô dụng đây, người coi như người thắng. Lý Thiên Mệnh nói. Không biết tốt xấu, thanh hồn điện người, đều như thế ngu ngốc. Vân Phi Dương cười lạnh. A, Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Chỉ xem trên giấy bản sự, đối phương xác thực cường. Có thể có một chuyện Vân Phi Dương không để ý đến, cái kia chính là. Từ đầu tới đuôi. Tiên tiên đều không nhúng tay bên này chiến đấu. Lý Thiên Mệnh là tứ sinh ngự thú sư, có tiên hay không tiên tại, lực chiến đấu của bọn hắn là hai việc khác nhau. Mà liền tại thời điểm này, Dạ Lăng Phong làm xong Vân Tiểu Lộc, đem cái này tiểu tiên nữ cùng nàng cửu thải thiên vân thần lộc nhóm, đánh cho nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép. Còn lại Vân Thượng Tiên Cung đệ tử, lấy thần hồn của bọn hắn trình độ, Dạ Lăng Phong đối bọn hắn lực sát thương càng mạnh. Trên cơ bản nhiên hồn chú phía dưới, bọn gia hỏa này đều phải quỳ. Kể từ đó, cái kia khởi nguyên thế giới thụ trống không. Đạt được Lý Thiên Mệnh triệu hoán về sau, tiên tiên bốn đóa hoa, toàn bộ lập lòe. Trong lúc nhất thời, Thánh Quang Thủy Tiên, Mạn Châu Sa Hoa, Vĩnh Dạ Sắc Phi cùng Ma Âm Mộng Yểm toàn bộ tới. Cùng lúc đó, Lam Hoàng đã đang dùng chân sau đạp ra tốc, Huỳnh Hỏa còn tại Vân Phi Dương sau lưng nhìn chằm chằm, Miêu Miêu thì đem thân thể thu nhỏ, trên không trung phi nhanh lấp lóe, tới vô ảnh. Đi vô tung. Một đoạn thời gian trước, Lý Thiên Mệnh sử dụng thức thần rất nhiều, nhất là hơn vạn thần niệm tiểu kiếm tại Viêm Hoàng uy lực quá mức nổ tung. Cho tới bây giờ, hắn mới trở lại chính thống ngự thú sư, giống như trước đây phối hợp chiến đấu. Giờ khắc này, toàn viên tập kết. Lên, các huynh đệ, làm hắn. Theo Huỳnh Hỏa một tiếng kích tình mênh mông rít lên, tại cái này thuộc về nó chiến trường, nó cái thứ nhất. Trước giấu đi. Không có cách. Nó là cái thích khách a. Chính thức xung phong vẫn là Lam Hoang cùng Tiên Tiên. Có Tiên Tiên giúp đỡ về sau, Lam Hoang đã hung mãnh giống như là một cái quái vật. Ông, mấy vạn điều dài ngàn mét thánh quang đằng mạn, chạy như bay ra ngoài, liên hợp trên mặt đất thoát ra màu đen sợi rễ, trực tiếp quấn quanh ở cái kia vân hải cự nhân trên thân thể. Hiện tại đến phiên Tiên Tiên đến khống chế. Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ Ma Chú, Phệ Huyết Kiếm Vũ, Tam Hồn Ma Âm. Cái này tam đại thần thông đồng thời thi triển, toàn bộ hướng về đối phương một người ba thú mà đi. Chỉ là thánh quang đằng mạn cùng màu đen sợi rễ, trong lúc nhất thời đều bị huyễn vân các thần thú bọn họ không có cách nào thoát khỏi. Bọn họ lập tức liền sẽ phát hiện, tại tiên tiên trước mặt, bọn họ cưỡng ép kết hợp một thể, ngược lại là một loại chiến đấu lực suy yếu. Đến mức tù vân tinh tướng uy lực, đối bọn nó bốn cái tới nói, tốc độ hạ xuống, ảnh hưởng không có lớn như vậy. Nhất là tại tiên tiên trước một bước khống chế đối thủ tình huống dưới, Lam Hoàng hai cái đầu rồng chấn thiên gào thét, quả thực như là một ngọn núi đụng bay ra ngoài. Ầm ầm, nó đâm vào vân hải cự nhân ở ngực, cứ thế mà đem cái này 2000 mét cao cao chọc trời cự nhân cho đụng lộn xuống. Cứ như vậy, tiên tiên màu đen sợi rễ, thoải mái hơn đem trói chặt ở trên mặt đất. Lam Hoàng cái kia to lớn miệng, cắn một cái vào đối phương vị trí hiểm yếu, cắn một cái vào vân hải cự nhân đầu. Cái đuôi cái kia tinh ma chi kiếm, thói quen hướng trên trái tim đâm tới. Ngay cả như vậy, cái kia vân hải cự nhân thân thể, còn tại hư hóa vì vân vụ.
nó rất nhanh liền có thể đào thoát trưởng khống. Chỉ là lúc này thời điểm, Miêu Miêu từ trên trời rơi xuống, trực tiếp vô tận thần thông oanh tạc áp chế. Cái kia lít nha lít nhít tia chớp lôi đình xen lẫn trong ngọn lửa, đem cái kia vụ hóa Vân Hải cự nhân, nổ trong lúc nhất thời không thể ngưng tụ. Hừ! Vân Phi Dương đột nhiên vung ra một cái vân thượng phi thương, mục tiêu là Lam Hoàng ánh mắt. Đúng vào lúc này, nửa đường giết ra một cái huỳnh hỏa, tại chỗ đem cái kia vân thượng phi thương cho đánh bay, vì Lam Hoàng chặn một thương này. Muốn thương tổn ta quy đệ. Cùng lúc đó, nó luyện ngục hỏa ảnh thần thông, biến hóa thành tử vong luyện ngục, hỗn hợp thái dương phong bạo lực lượng, lại phối hợp Miêu Miêu lôi đình, hình thành càng cuồng bạo hơn lôi hỏa nổ tung, đem Vân Hải cự nhân nổ càng tiêu tán. Thi triển hoàn tất về sau, nó ngược lại là hướng về phía Vân Phi Dương mà đến. Một cái cộng sinh thú, tại chỗ thi triển lục đạo sinh tử kiếm. Cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ, một trước một sau, giáp công Vân Phi Dương. Không sai, Lý Thiên Mệnh thi triển, đồng dạng là lục đạo sinh tử kiếm. Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm uy lực mạnh hơn, vì cái gì không dùng? Đệ nhất, bởi vì Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm là thức thần kiếm thuật, thích hợp liên hợp thức thần thi triển. Đơn thể thi triển uy lực không tính quá mạnh. Thứ hai, đây là Bát Nguyệt Kiếm Tôn kiếm quyết. Gia hỏa này tại trật tự chi địa trong lịch sử có chút danh khí, Lý Thiên Mệnh không muốn để cho người đem chính mình, cùng hắn kiềm chế đến cùng một chỗ. Dù sao, Tề Thiên Chi nhãn dưới, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người, nhìn đến một trận chiến này. Vì thế Lý Thiên Mệnh còn dạy Dạ Lăng Phong, dùng Huyễn Ma Huyền Công cải biến một số bề ngoài, đã từng mấy cái kia đi xuống trật tự thiên tộc. Cũng chưa thấy qua hắn xuất thủ. Đừng nói trật tự thiên tộc, không nhất định chú ý chuyện bên này, coi như mấy người kia ngẫu nhiên chú ý, cũng sẽ không liên tưởng đến một cái lưu đày tới dị độ ký ức không gian người còn có thể trở về. Hiện tại bầy ở Lý Thiên Mệnh trước mặt, có một cái rất rõ ràng vấn đề, cũng là chiến quyết phương diện xuất hiện lỗ hổng. Đây chính là hắn muốn đi huyễn thiên chi cảnh nguyên nhân. Chỉ là Vân Phi Dương xuất hiện, cắt đứt hắn tiến trình. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn có niềm tin, dựa vào lục đạo kiếm thần suốt đời kiếm ý cảm ngộ, cầm xuống Vân Phi Dương. Hắn cùng huỳnh hỏa cùng một chỗ. Liên tục lưỡng kiếm, tổ hợp thi triển. Ong ong. Màu đen đông hoàng kiếm, lấy địa ngục luân hồi kiếm giết ra, một kiếm bên trong, hắc ám bóng mờ, vòng xoáy rảo sát. Kim sắc đông hoàng kiếm, lấy thiên đạo luân hồi kiếm giết ra, một kiếm này bên trong, vạn vật khôi phục, quy tắc buông xuống. Đây là kiếm thế rất đơn giản, có thể trong đó hàm ý phi thường cao quả nhiên kiếm chiêu, trật tự chi địa phía trên, tự nhiên không người nhận biết. Bây giờ đến bát thánh thiên lực lượng, toàn lực thi triển, tinh luân nguyên lực bạo phát. Tứ đại cộng sinh thú, đều là ưu thế tuyệt đối. Phá! Vân Phi Dương chín chuôi vân thượng phi thương, ba thanh đâm về huỳnh hỏa, sáu thanh quăng về phía Lý Thiên Mệnh. Đương đương đương! Khó có thể tưởng tượng, một cái cộng sinh thú chỉ dựa vào cánh. Thi triển chiến quyết, cùng hắn cấp 4 trật tự thần binh ngạnh kháng. Tia lửa tung tóe. Một bên khác, Lý Thiên Mệnh đông hoàng kiếm, càng là thế như trẻ tre. Song kiếm hợp bích, liên tục đánh bay 5 thanh vân thượng phi thương. Thanh thứ 6 bay thương, để Miêu Miêu ở phía xa bay tới càn khôn điện mâu ngăn trở. Phối hợp của bọn hắn, vẫn là như thế ăn ý. Lúc này thời điểm Lý Thiên Mệnh, đã vào tới Vân Phi Dương trước mắt. Cái kia Vân Phi Dương vừa thu hồi vân thượng phi thương, đột nhiên nhất thương mê huyễn, đâm về Lý Thiên Mệnh trước mắt. Chết! Hắn vẫn rất có lòng tin. Đúng vào lúc này, hắn sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, hét thảm một tiếng. Lý Thiên Mệnh cường thế, để hắn thời gian ngắn quên đi huỳnh hỏa. Nhiều một cái cộng sinh thú, nhiều một loại khả năng. Trong chớp nhoáng này, huỳnh hỏa một kiếm đánh tới. Không ngoài dự liệu, thí huyết cuồng tiêu. Tiêu hồn nhất sát. Chịu được sao, thiếu niên? Trong không khí, còn quanh quẩn lấy huỳnh hỏa thoải mái cười to. Tại Vân Phi Dương gào thảm thời điểm, Lý Thiên Mệnh nhanh như thiểm điện, một kiếm đánh bay Vân Phi Dương thương, mặt khác một kiếm trong nháy mắt vào Vân Phi Dương vị trí hiểm yếu. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Tại kiếm nhận đâm vào đi 1 cm thời điểm, liền bị chặn. Đó là bởi vì, đế tinh kết giới có hiệu lực. Đây là bảo mệnh kết giới. Cùng trước kia hình thức không sai biệt lắm. Một khi bị chí mạng thương hại, đế tinh kết giới có hiệu lực, tương đương với Vân Phi Dương bị đào thải bị loại. Chỉ là trật tự chi địa quy tắc, càng trực tiếp thô bạo một số, ở chỗ này cộng sinh thú không có đế tinh kết giới, tùy thời đều có thể chết. Cộng sinh thú chết rồi,
ngự thú sư sẽ không bị đào thải. Nhưng là, ngự thú sư đế tinh kết giới không có, tương đương với vô thiên chi cảnh lữ trình kết thúc. Ngươi! Vân Phi Dương ánh mắt run rẩy, đờ đẫn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Hắn còn có điểm phản ứng không kịp. Nhưng, hắn cộng sinh thú, đã tại cái này ở khắp mọi nơi kết giới lực lượng dưới, quay trở về hắn cộng sinh không gian, mà bản thân hắn không có đế tinh kết giới bảo hộ, hoàn toàn nhìn không được vô thiên chi cảnh phong bạo. Cơ hồ ngay tại hắn sắc mặt nhăn nhó, ngũ vị tạp trần trong nháy mắt. Ngọn lửa kia phong bạo, liền trực tiếp đem quyển bay ra ngoài. Đoán chừng biết bay ra vô thiên hỏa trụ. Không, ta vừa mới tiến tới. Hắn truy đuổi Vu Tử Thiên, chính là vì nhục nhã Thanh Hồn Điện, vạch trần âm mưu. Vạn vạn không nghĩ đến, Vu Tử Thiên còn không có giải quyết, hắn liền bị một cái không ai nhận biết vô danh tiểu tốt, chính diện đánh bại, tại chỗ đào thải. Hùng tâm tráng trí, lại một chút việc đều không làm a. Giờ khắc này, ngốc trệ, khó chịu, buồn bực người, cũng không chỉ Vân Phi Dương một cái. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lý Thiên Mệnh vừa quay đầu lại. Đừng nói miệng sùi bọt mép tiểu tiên nữ nhóm, cũng là Vu Tử Thiên nhìn lấy hắn, cũng nhịn không được nuốt một miếng nước bọt, ngốc như vậy nở nụ cười. Sư huynh, cái này Vân Thượng Tiên Cung đệ nhất đệ tử, nguyên lai như thế kém cỏi a. Ngay cả ta cũng không sánh bằng, so với người đến, quả thực kém cách xa vạn dặm. Lý Thiên Mệnh cười nói. A, Vu Tử Thiên sửng sốt nửa ngày, mới phản ứng được. Một vỗ ngực, nói, đó là. Không phải vậy ta nói thế nào, hắn liền để cho ta xuất thủ tư cách cũng không có chứ. Người thói quen liền tốt, Vân Thượng Tiên Cung người, đều là bao cỏ. Ở chỗ này nói chuyện, bên ngoài là có thể nghe thấy, bởi vì lúc này thời điểm, cái kia Tề Thiên Chi Nhãn còn đang nhìn đây. Đương nhiên, nó đã chuẩn bị rời đi. Một lát sau, Tề Thiên Chi Nhãn hết đi hết. Cái này mang ý nghĩa, chuyện kế tiếp, người bên ngoài thì không thấy được. Lý Thiên Mệnh thu thập một chút, đối Vu Tử Thiên nói, đi, thay cái địa. Lần này là có Tề Thiên Chi Nhãn nhìn lấy, bằng không, Lý Thiên Mệnh còn phải cướp đoạt một số truyền thừa thiên hồn cái gì. Chờ một chút, Vu Tử Thiên tằng hắng một cái, đi vào Vân Tiểu Lộc trước mặt. Cô nương này dễ chịu một chút, nhưng vẫn chưa tỉnh hồn. Tiểu Lộc sư muội, ta sớm nói, người sư huynh mới thật sự là bao cỏ, hiện tại tin chưa? Ngay cả ta tiểu sư đệ hắn đều đánh không lại, ai, thật sự là kém cỏi. Không biết tiểu Lộc sư muội có thể có hứng thú cùng ca ca đồng hành.